Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 20. Đầu có thể bay sao? Lỗ lão hổ hoảng sợ nói, nếu đầu có thể bay chẳng phải có thể đổi đầu sao? Chỉ cần tu luyện một loại pháp thuật gọi là phi đầu hàng là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phi đầu hàng là pháp thuật cấp cao trong hàng đầu thuật. Khi thi pháp, đầu và thân thể kẻ làm phép tách riêng ra, có thể bay xung quanh. Loại pháp thuật này nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng phải luyện 7 lần mới có thể luyện thành, mỗi lần 7-7-4-9 ngày. Mỗi ngày đều phải tìm thai nhi và những người khác, hút huyết dịch của bọn họ. Hút càng nhiều, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn tăng cường pháp lực. Nhưng nếu ở giữa có một lần thất bại, sẽ gặp thất bại trong gang tấc, mất hết công lực. Nhưng một khi tu luyện sẽ mạnh hơn pháp thuật khác rất nhiều, cho nên rất nhiều người vẫn bí quá hóa liều. Giống hàng đầu sư này, thuộc loại còn chưa luyện thành hoàn toàn, sẽ phải mang theo nội tạng ra ngoài. Loại pháp thuật này không hề hiếm lạ, hắn biết không dưới mấy chục loại pháp thuật. Không chỉ có thể khiến đầu bay đi, còn có thể khiến bộ phận trên cơ thể rời đi tùy ý. Tiểu tử, cậu biết nhiều thật. Người nọ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ bất ngờ, nói. Phi đầu hàng xem như là một loại hiếm gặp trong hàng đầu thuật, có rất ít người biết, vậy mà tiểu tử này cũng biết. Tôi còn biết nhiều hơn bà nghĩ nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Xem ra Thanh Đăng Đại Sư gặp được phi đầu hàng này, huyết dịch toàn thân bị hút khô. Vậy cậu cũng biết cậu trúng hàng thuật của lão thân, cậu đã cách cái chết không xa rồi, tiểu tử. Người nọ cười âm hiểm nói, trên gương mặt già nua đều là vẻ đắc ý. Lão phu nhân này vừa nói xong, sắc mặt Lỗ Lão Hổ và Mộc Phong Nhạc đều thay đổi, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, nếu Mạc Phàm trúng hàng đầu thuật, có khả năng tối nay bọn họ lành ít dữ nhiều. Mạc tiên sinh, cậu không sao chứ? Mộc Phong Nhạc lo lắng hỏi. Không sao, cậu nhìn người cậu ta xem, bảo cậu ta thử cử động một phen xem. Lão phụ cũng không nóng lòng ra tay, cười đắc ý nói. Mộc Phong Nhạc và Lỗ Lão Hổ lấy điện thoại ra, chiếu về phía người Mạc Phàm, trong chớp mắt sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi trên người Mạc Phàm rất tốt, lúc này chỉ mới một lát, vậy mà mọc đầy cỏ tranh cực nhỏ, cả người như bù nhìn. Những cỏ tranh này còn đang sinh trưởng điên cuồng, không chỉ xuất hiện trên người Mạc Phàm, còn có ở trên mặt, trên tay hắn. Phịch, Lỗ Lão Hổ ngồi phịch xuống ghế sofa, sắc mặt còn khó coi hơn vừa rồi. Cả người Mộc Phong Nhạc còn không có nửa chút nhân sắc, Mạc Phàm diệt ba đại cao thủ ở tổ địa hoàng gia, chém giết yêu thú ngàn năm. Diệt cả nhà hoàng gia, chưa từng chịu một chút thương tổn. Đến Tấn Châu này, còn chưa ra tay đã trúng hàng đầu thuật của hàng đầu sư. Cái đầu ở cửa thấy trên người Mạc Phàm mọc đầy cỏ tranh, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ đắc ý lại dày hơn chút. Tiểu tử, không phải cậu hiểu rất rõ đám hàng đầu sư chúng tôi sao, cậu biết đây là hàng đầu thuật gì không? Thần thức của Mạc Phàm tuôn ra ngoài như thủy triều, cho dù trên người tràn đầy cỏ tranh, vẻ mặt hắn vẫn như trước. Hàng đầu thuật có ở Hoa Hạ, sao lại không có ở nơi chư thiên vạn giới như tu chân giới? Bởi vì hàng đầu thuật cũng có thể cứu người, không phải là 10 phần tà thuật, cũng có ích khi sử dụng. Khi ở tu chân giới, hắn có nghiên cứu một khoảng thời gian, sao lại không biết hàng đầu thuật mà hắn trúng? Chỉ là âm dương thảo hàng, rất khó biết sao. Mạc Phàm khinh thường nói. Loại hàng đầu thuật này lấy cỏ tranh làm môi giới, thô vi dương, tế vi âm. Viết tên kẻ muốn giáng thuật trên âm dương thảo, để âm dương thảo lên trên bàn, âm dương lưỡng thảo sẽ ngọ nguậy về phía đối phương, lưỡng thảo kết hợp với nhau, hàng thuật tự thành. Chỉ cần hàng đầu sư niệm chú ngữ, cỏ tranh sẽ sinh trưởng điên cuồng trong cơ thể người bị hạ hàng thuật với tốc độ kinh người. Điểm đáng sợ của loại hàng thuật này là, âm dương thảo hàng được xưng là tuyệt hàng đệ nhất nan giải, kẻ bị chúng chỉ có thể đợi chết. Mộc Phong Nhạc thấy Mạc Phàm biết hàng đầu thuật này. Sắc mặt hơi dịu đi chút. Mạc tiên sinh, hàng đầu thuật này, cậu có thể giải không? Mộc đầu, giải mộc tuyệt của Thanh Khâu nhất tộc ta có giải được không? Trong túi Mạc Phàm, tiểu hồ ly nhận thấy được Mạc Phàm khác thường, vội hỏi. Cỏ cây vốn một nhà, có lẽ có thể giải được. Giải âm dương thảo hàng, nếu tuyệt hàng có thể giải, vậy còn gọi là tuyệt hàng sao? Cho dù cậu ta có thể giải âm dương thảo hàng trên người người khác. Cậu ta có thể giải trên người mình được à? Lão phụ kia cười khinh thường nói. Bác sĩ có thể chữa được bách bệnh,
không thể tự cứu mình, hàng đầu sư cũng như vậy. Tuyệt hàng. Sắc mặt Lỗ Lão Hổ, Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly đều thay đổi. Tuyệt hàng, tên cũng như nghĩa là hàng thuật khó giải, nếu là như vậy, có khả năng cho dù Mạc Phàm có thể chữa được ung thư, có thể giải trừ được bệnh dịch, nhưng không nhất định giải được hàng đầu thuật này trong thời gian ngắn. Thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử, cậu ngay cả loại bệnh nan y như ung thư cũng chữa được, nói không chừng thật sự giải được tuyệt hàng, trái lại cậu để cho lão thân nhìn xem, nếu cậu không giải được, vẫn nên thành thật giao cái răng kia ra đây, tôi sẽ để các người chết thống khoái một chút. Lão phụ nhân kia chào phúng nói. Hôm nay Mạc Phàm giải cổ mạn đồng, lại giải nghiêu bì hàng, tương đương với tát vào mặt bà ta mấy cái, dù thế nào bà ta cũng phải tát trả Mạc Phàm mấy cái đó. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Ở trong mắt người khác âm dương thảo hàng này là tuyệt hàng, ở chỗ hắn thì chẳng là gì. Một tay hắn cử động khó khăn, lộ ra cái răng nanh Lỗ Lão Hổ đưa cho hắn, vươn về phía lão phụ nhân kia. Như vậy đi, bà đã muốn cái răng này, tự mình tới lấy. Lão phụ nhân nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Chúng tuyệt hàng của bà ta, vậy mà còn dám làm càn như vậy, thực sự nghĩ hàng đầu thuật của bà ta là không khí sao? Tiểu tử, xem ra cậu còn chưa biết chỗ đáng sợ của phi đầu hàng, cậu đã muốn chết, hôm nay lão thân sẽ mượn máu của cậu luyện công. Nói xong, bốn cái răng nanh lộ ra trong miệng bà ta, khuôn mặt vốn hung dữ của bà ta lại dữ tợn thêm vài phần, huyết vụ lập tức bay về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt đám Lỗ Lão Hổ sửng sốt, tuy ông ta bị dọa, nhưng dù sao cũng là gia chủ Lỗ gia, từng thấy không ít trường hợp, rất nhanh liền phản ứng kịp. Các người còn thất thần làm gì, nhanh ra tay đi. Mạc Phàm đã tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Những thuộc hạ của ông chủ Lỗ nghe thấy vậy, đều nhanh chóng lấy súng lục ra. Pằng pằng pằng, tiếng súng lập tức vang lên, mỗi viên đạn đều bắn về phía đầu lão phụ kia. Lông mày lão phụ cau lại, huyết quang chớp lóe trong mắt, bà ta lạnh lùng nhìn những người này. Một đám phế vật, các người cảm thấy đạn có tác dụng với lão thân sao? Lão phụ há to miệng, một vùng huyết phụ tràn ngập trước đầu bà ta. Đạn chui vào trong, còn chưa tới người lão phụ. Bộp, bộp, bộp. Đạn hóa thành nước thép, rơi xuống đất như mưa. Vẻ mặt đám thuộc hạ Lỗ Lão Hổ sửng sốt, không ít người nuốt nước bọt. Huyết phụ của lão phụ này quá lợi hại rồi, đan đều có thể bị hòa tan, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chuyện như vậy. Nếu dính vào người, sẽ thế nào đây? Sắc mặt những người này thay đổi, nhìn đầu lão phụ lơ lửng trong không trung với vẻ hoảng sợ, chậm rãi lùi về phía sau. Bốn cao thủ nội kình Lỗ Lão Hổ mới đến. Một người vừa đến trước người lão phụ, trong chớp mắt sắc mặt tái mét. Ông chủ Lỗ, thực xin lỗi, hàng đầu sư này không phải là người chúng tôi có thể đối phó, ông mời cao nhân khác đi. Tuy bọn họ là cao thủ nội kình, nhưng thân thể, tốc độ, sức mạnh chỉ hơn người bình thường một chút. Tính ăn mòn của huyết phụ này mạnh như thế, chỉ có nội khí ngoại phóng, bên ngoài cơ thể hình thành chân khí hộ thể tiên thiên tông sư mới ngăn cản được một chút. Bọn họ đi lên sẽ bị hòa tan không còn cả xương cốt. Nói xong, bốn cao thủ nội kình không hẹn mà cùng rút lui. Chuyện này, sắc mặt ông chủ Lỗ trầm xuống, không còn chút huyết sắc. Người ông ta mời đến, cao thủ xạ thủ và nội kình đều ở đây, chỉ trong phút chốc đã bị lão phụ nhân này trấn trụ. Lão phụ này thấy người của Lỗ Lão Hổ rút đi, giống như chuyện này nằm trong dự kiến, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, cậu còn quân bài nào chưa lật không, tốt nhất là dùng luôn đi, nếu không cậu không còn cơ hội rồi. Lỗ Lão Hổ và Mộc Phong Nhạc nhìn Mạc Phàm vẫn không nhúc nhích, trên mặt càng lo lắng nhiều hơn. Chắc lần này xong đời rồi. Vị đại sư này, Lỗ gia tôi ngoại trừ bảo vật này, còn có đồ gia truyền khác, chỉ cần bà giải hàng đầu thuật trên người Mạc tiên sinh và mẹ tôi, lập tức rời đi, Lỗ Lão Hổ tôi nguyện ý dâng toàn bộ bảo vật của Lỗ gia. Ánh mắt Lỗ Lão Hổ âm tình bất định một lát, nói. Lỗ Lão Hổ, ngày ấy tôi tìm cậu muốn cái răng này, nếu cậu đưa cái răng này cho tôi, tất nhiên sẽ không có chuyện ngày hôm nay, nhưng cậu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bảo vật Lỗ gia này còn cần cậu cho tôi à, tôi không chỉ muốn bảo vật Lỗ gia các người, còn muốn mạng tất cả những người ở đây. Lão phụ cười nói, trong mắt đều là tàn nhẫn. Vẻ mặt Lỗ Lão Hổ ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Nửa năm trước, ông ta gặp một lão phu nhân vừa già vừa xấu ở trên đường, cầm một cây gậy trong tay,
Phụ nhân này hỏi ông ta có phải trong nhà có đồ gia truyền là một cái răng thú hay không, ông ta thấy lão phu nhân lạ mặt liền không để ý đến. Lão phu nhân này nói thêm một câu, nếu như đưa răng thú cho bà ta, sẽ không bị tai bay vạ gió. Lúc ấy ông ta không để ở trong lòng, bảo người ta đuổi lão phu nhân đó đi. Lỗ gia bọn họ đứng số 1 số 2 ở Hoa Bắc, đồ gia truyền há có thể ai muốn cũng cho. Lão phu nhân muốn đồ gia truyền nhà ông ta và cái đầu người này là một người sao? Là bà. Ha ha, nghĩ ra rồi à, nhưng muộn rồi. Lão phụ cười âm hiểm nói. Chuyện này, Lỗ lão hổ hoang mang lo sợ. Nếu như ngay cả lấy bảo vật cất giấu ra cũng không làm gì được, ông ta thật sự hết cách rồi, sớm biết như vậy đã đưa chiếc răng đó cho lão phụ này. Chỉ là một món đồ cất giữ trong tay ông ta, không phải không thể đưa cho lão phu nhân này. Lão phu nhân thấy bộ dạng hối hận của Lỗ lão hổ, không để ý chút nào, bay về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, nếu cậu không còn quân bài chưa lật, cái răng này, tôi phải mang đi rồi. Lão phụ cười đắc ý nói. Lão phụ mới nói xong, một bóng trắng bay từ trong túi Mạc Phàm ra. Keng, ba đạo kiếm khí bay vút lên, lập tức chém về phía lục phủ ngũ tạng của lão phụ kia. Lão phụ hơi sững sờ, một đám huyết phụ bay về phía ba đạo kiếm khí kia. Đám huyết phụ của bà ta mới bắn ra, một giọng nói như chuông bạc vang lên. Người kỳ lạ, người bị lừa rồi. Bóng trắng kia lại lóe lên, nhảy lên đầu lão phụ, trên móng vuốt lông lá xù xì, một ấn ký phong cách cổ xưa sáng lên, khắc ở mi tâm lão phu nhân, đúng là tiểu hồ ly. Hóa mộc. Tiểu hồ ly khẽ nói hai chữ, vội vàng lùi về phía sau. Một màn bất chợt tới này khiến lão phu nhân, Lỗ lão hổ và những người xung quanh đều sửng sốt. Hồ ly có thể nói sao? Chuyện này. Một đám người nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trôi nổi giữa không trung, trong mắt đều là khó mà tin. Ba đạo kiếm khí biến mất vào trong huyết phụ, trong chớp mắt bị tan sạch. Mắt màu đỏ của lão phu nhân hơi nheo lại, liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái, bất nộ phản hỉ. Thanh khâu nhất tộc có thể nói, vậy mà tu vi chỉ có chút cơ kỳ, nếu mang về đưa cho vu chủ chúng tôi, vu chủ chúng tôi nhất định sẽ cao hứng. Lão phu nhân cười nói. Người kỳ lạ, người cười cái rắm, bộ dạng xấu còn chưa tính, không trách ngươi, tối rồi mà ngươi còn đi ra ngoài dọa người cũng không trách ngươi, ngươi lại chỉ xuất hiện một cái đầu, đây là lỗi của ngươi, nhanh giải thuật thối nát trên người mộc đầu nhà ta, nếu không bổn đại tiểu thư sẽ biến người kỳ lạ như ngươi thành cọc gỗ. Sau đó cắt ngươi thành mảnh nhỏ. Tiểu hồ ly khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói. Biến thành cọc gỗ. Lão phụ cười khinh thường. Hóa mộc tuyệt của thanh khâu nhất tộc coi như lợi hại, nhưng dùng sai nơi rồi. Nếu phi đầu hàng của bà ta có thể bị pháp thuật thương tổn, bà ta sẽ không đau khổ cay đắng tu luyện phi đầu hàng này. Hai mắt tiểu hồ ly mở to, vẻ mặt mờ mịt. Mộc đầu, hóa mộc tuyệt của ta vô dụng rồi. Quay về đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, một khi tu luyện phi đầu hàng, có đủ huyết sát để dùng, huyết sát không chỉ có thể ăn mòn sắt thép, ngay cả pháp bảo, linh khí đều có thể ăn mòn, thứ tầm thường đều không tránh khỏi. Ngoại trừ huyết sát ra, người tu luyện phi đầu hàng không tầm thường, không chỉ cứng như sắt thép, còn có thể khiến hơn 1000 pháp thuật không có tác dụng. Nếu vừa rồi tiểu hồ ly tấn công ngũ tạng bà ta còn có tác dụng, quả thật dùng hóa mộc tuyệt tấn công đầu bà ta không có tác dụng gì. Đây cũng là lý do hàng đầu sư bí quá hóa liều, tu luyện phi đầu hàng. Càng là công pháp nguy hiểm, cũng càng lợi hại. Nghe nói nếu luyện thành phi đầu hàng, một cái đầu cũng có thể vân du khắp nơi, thôn sơn thực hải, uy lực vô cùng lớn. A, miệng tiểu hồ ly há to, mặt tái xám, buồn bực đi về phía Mạc Phàm. Còn muốn chạy, ở lại cho lão thân. Lão phu nhân cười lạnh lùng, trong chớp mắt một đám huyết vụ bao vây tiểu hồ ly ở trong. Vẻ mặt tiểu hồ ly thay đổi, trên móng vuốt phiếm bạch quang, muốn thoát khỏi huyết phụ theo bản năng. Tí tách. A, huyết phụ này như nham thạch nóng chảy, trong chớp mắt trên móng vuốt của tiểu hồ ly huyết nhục mơ hồ, vì đau đớn mà trong mắt có lệ. Vật nhỏ, tao khuyên mày nên thành thật ở bên trong, nếu không lát nữa bộ lông xinh đẹp của mày còn khó coi hơn khuôn mặt lão thân. Lão phu nhân cười mỉa nói. Mộc đầu, nhanh cứu ta ra ngoài, trong này rất thối. Tiểu hồ ly mang theo tiếng nức nở, kêu lên với Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi híp mắt, hàn quang nở rộ, đúng lúc này, lông mày của hắn nhíu lại.
Lão phu nhân không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đắc ý nói. Cứu mày, chính cậu ta cũng sắp chết, cứu mày như thế nào, còn nữa, mày đã là của vu chủ chúng tao, phải nghe lời, không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Bà ta lại bắn ra một đám huyết vụ, một trận cuồng phong nhấc lên, tiểu hồ ly lập tức bay về phía vách tường. Rầm, tiểu hồ ly đập mạnh vào vách tường. A, lông trên người tiểu hồ ly đụng vào huyết vụ, lập tức bị ăn mòn một mảng lớn, vừa rồi còn trắng như tuyết, lúc này đầy máu đỏ. Người kỳ lạ, cho dù toàn thân bổn đại tiểu thư bị thiêu cháy, cũng xinh đẹp hơn ngươi. Tiểu hồ ly tức giận nói. Vật nhỏ, miệng còn rất cứng đó, xem mày còn chống đỡ được bao lâu. Lão phu nhân nhíu mày, một đám xương lại bay ra. Bà đủ rồi đó, bà tám xấu xí, bắt nạt một con hồ ly thì có bản lĩnh gì, có bản lĩnh bà bắt nạt tôi đây này. Bên cạnh Mạc Phàm, Mộc Phong nhà cố kìm nén sợ hãi trong lòng, đứng ra nói. Ôi, đúng là có không ít người không sợ chết, một phàm nhân cũng dám vô lễ với lão thân, cậu đã muốn chết như vậy tôi sẽ tiến cậu một đoạn. Lão phu nhân lạnh lùng nói, một đám huyết phụ bỏ qua tiểu hồ ly, muốn bắn về phía Mộc Phong Nhạc. Không đợi bà ta bắn huyết phụ tới, giọng nói lạnh lùng của Mạc Phàm vang lên. Thích bắt nạt người yếu hơn bà như vậy sao, bà đã tự tin với phi đầu hàng của mình như thế, tôi chơi với bà được rồi. Cậu sao? Lão phu nhân nhìn lướt qua Mạc Phàm mọc đầy cỏ trên người, cười khinh thường. Muốn đấu với lão thân, cậu phải giải trừ cỏ trên người cậu trước rồi nói sau, nếu không cậu đấu với lão thân tôi thế nào? Mạc Phàm lắc đầu cười, sắc bén trong mắt tùy ý mà ra. Bà thực sự nghĩ rằng tôi không giải được tuyệt hàng này sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc Phàm vừa mới đứng dậy, trên bàn trong một phòng ngủ ở biệt thự. Hai cây cỏ kết hợp với nhau. Bùm, bỗng nhiên ngọn lửa bốc cháy, cây cỏ vặn vẹo, phát ra âm thanh xèo xèo, giống như rất thống khổ, biến mất trong ngọn lửa. Trong phòng khách, theo ngọn đèn sáng lên lần nữa. Thân thể Mạc Phàm hơi chấn động, cỏ tranh trên người hắn đều hóa thành tro tàn. Mộc Phong Nhạc và Lỗ Lão Hổ sửng sốt, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên chút vui mừng. Mộc đầu, nhanh cứu bổn đại tiểu thư ra ngoài. Tiểu hồ ly thấy Mạc Phàm giải được tuyệt hàng, hưng phấn kêu lên. Trong chớp mắt tươi cười đắc ý trên mặt lão phu nhân cứng đờ, trong mắt đều là không thể tin. Âm dương thảo hàng này được xưng là tuyệt hàng, không phải là hư ngôn, cho dù bà ta hạ thuật, bà ta cũng không thể giải trừ. Trong những người mà bà ta biết, cho dù là vu chủ của bọn họ cũng không giải được, lại bị tiểu tử này giải rồi. Tiểu tử, sao cậu có thể giải âm dương thảo hàng? Lão phu nhân lạnh lùng nói. Âm dương thảo hàng sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Y tiên bất tử hắn, sao không thể giải được tuyệt hàng này? Loại này chỉ tạo thành một chút phiền phức cho hắn mà thôi. Nếu hắn có nguyên liệu thích hợp hay tu vi cao một chút, chỉ cần một ý niệm, sẽ giải trừ được âm dương thảo hàng này. Hắn không để ý đến lão phu nhân, nhìn về phía tiểu hồ ly trong huyết sát. Tay hắn vung lên. Xung quanh tiểu hồ ly lập tức xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Tiếng bùm bùm vang lên, huyết sát có thể hòa tan đạn trên người tiểu hồ ly, kiếm khí giống như gặp được khắc tinh, trong chớp mắt bị ngọn lửa màu trắng đốt không còn một mảnh. Tiểu hồ ly vội vàng chạy đến bên cạnh Mạc Phàm, trong hai mắt đều là tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão phu nhân. Mộc đầu, nhanh giết lão phu nhân này báo thù cho bổn đại tiểu thư, thiếu chút nữa bổn đại tiểu thư bị lão phụ đó hủy dung rồi. Tay Mạc Phàm tạo thanh mộc tuyệt, một đạo thanh quang bay về phía tiểu hồ ly. Vết thương máu chảy đầm đìa trên người tiểu hồ ly, nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mạc Phàm nhét mấy viên tinh khí đan cho tiểu hồ ly, trấn an vật nhỏ này xong, lúc này mới lạnh lùng rời mắt nhìn lão phụ kia. Phi đầu hàng của lão phụ này đã tu luyện 5 lần trở lên, mỗi lần 49 ngày, mỗi ngày một mạng người, đã có hơn 200 người bị lão phu nhân này hút sạch máu. Bỏ qua chuyện hơn 200 mạng người, dám hạ hàng thuật với hắn, lại làm tiểu hồ ly bị thương, lão phu nhân này đã không còn con đường sống gì nữa. Tôi không chỉ giải được âm dương thảo hàng của bà, hôm nay tôi còn phải hủy phi đầu hàng của bà nữa. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc nói. Nói xong, ý niệm của hắn khẽ động, ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Ngọn lửa nhanh chóng tăng vọt, hỏa kiếm màu trắng dài 2 thước xuất hiện trong tay hắn. Hỏa kiếm này vừa xuất hiện,
Phòng khách vốn vô cùng lạnh lẽo, trong chớp mắt nhiệt độ tăng lên, giống như ngày hè chói chang lập tức thế chỗ mùa đông. Lão phu nhân nhíu mày, trong mắt lộ ra sắc bén. Cả cuộc đời bà ta hạ vô số hàng thuật, trước khi chưa tu luyện phi đầu hàng gia tăng tuổi thọ, có hai vị chân nhân ở Mao Sơn bị bà ta giết chết, được người ta xưng là truy mệnh bà. Vậy mà một tên tiểu tử muốn phá phi đầu hàng của bà ta, buồn cười. Tiểu tử, cậu nghĩ rằng có thể phá được âm dương thảo hàng là giết được lão thân, cậu đánh giá mình cao quá rồi, tôi xem cậu phá phi đầu hàng của lão thân thế nào. Miệng lão phu nhân há to, một đám huyết phụ chia ra thành ba đạo huyết kiếm, mang theo tiếng xé gió đâm về phía Mạc Phàm. Nếu chỉ là huyết sát chi khí, bà đừng dãy dụa nữa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay khác vươn ra tùy ý. Trong chớp mắt ngọn lửa cuồn cuộn xuất hiện, khiến ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Rầm rầm rầm, ba đạo huyết kiếm như mưa rơi xuống chuối tây, đâm vào trên tấm chắn. Tấm chắn ngọn lửa chướng lên, nuốt hết huyết kiếm, trong giây lát huyết kiếm biến mất. Lão phụ nhíu mày, miệng há to, một cái sừng trâu màu đen chui từ trong miệng bà ta ra, bà ta cắn đầu lưỡi, phun máu lên trên sừng trâu. Miệng niệm thần chú, rõ ràng chỉ có chút máu, huyết phụ bay lên, trong chớp mắt bao trùm nửa phòng khách. Niệm chú ngữ xong, trong mắt lão phụ chớp lóe hồng quang, chợt quát một tiếng. Đi ra cho tôi. Giống, một tiếng thú gào thét trầm thấp vang lên trong huyết phụ. Huyết phụ lay động, bên trong giống như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra. Rầm, cả căn biệt thự chấn động, như có động đất. Huyết phụ như thủy triều rút đi, lộ ra một huyết ảnh cao lớn trong phòng khách. Huyết ảnh này giống như người, nhưng cao chừng ba người cộng lại, bắp thịt như cầu long, bùng nổ sức mạnh, nhưng toàn thân không có da, toàn bộ máu chảy đầm đìa. Trên đỉnh đầu có hai cái sừng trâu, răng nanh đâm vào nhau, đôi mắt huyết sắc to như cái đèn, hung quang đại phóng, nhìn đám người Mạc Phàm. Giống giống, huyết ảnh đấm ngực, ngửa đầu gầm lên giận dữ, giống như phát tiết cảm xúc của mình. Cáu kỉnh, huyết tinh, cường hoành chi khí, từ trên người huyết ảnh khổng lồ lan tràn ra. Huyết ảnh này vừa xuất hiện, trong phòng khách ngoại trừ Mạc Phàm, vẻ mặt những người khác đều thay đổi, hai mắt ngơ ngẩn nhìn huyết ảnh khổng lồ, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Mạc Phàm giải trừ hàng đầu thuật, bọn họ tưởng rằng được cứu rồi. Nhưng nhìn thấy huyết ảnh này, mọi người lập tức có cảm giác không thể địch nổi. Một đầu người đã đáng sợ như thế, người này không phải là ma quỷ mà con người có thể đối phó trong phim, cho dù Tiên Thiên Tông Sư đến đây cũng không hẳn đối phó được. Phịch, một thuộc hạ của Lỗ Lão Hổ liên tục lùi về sau, không ngờ trực tiếp ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi, toàn thân không ngừng run rẩy. Lão phụ thả huyết ảnh ra, sắc mặt trắng bệch không ít, nhưng vẻ đắc ý lại dày đặc hơn. Tiểu tử, đây là huyết nô của tôi, cậu muốn phá phi đầu hàng của tôi, phá được huyết nô của tôi trước rồi nói sau. Huyết nô này là bà ta hao phí 20 năm mới luyện chế thành, tuy chỉ đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng cho dù là Tiên Thiên Tông sư cũng e ngại huyết nô này ba phần, tiểu tử này chỉ có đường chết. Mạc Phàm nhìn lướt qua huyết nô này, mắt hơi nheo lại, lộ ra hàn quang. Vạn linh huyết trận là một loại trận pháp ma đạo, lấy muôn vàn sinh linh làm đại giá, mở thông đạo ma giới, do đó đạt được sinh vật ma giới, huyết linh này là kết quả của vạn linh huyết trận. Mỗi lần sử dụng vạn linh huyết trận phải mấy vạn mạng người, bởi vì quá tàn nhẫn, bị liệt vào cấm thuật ở tu chân giới. Thứ này được gọi là huyết nghiêu ở ma giới, là loại sinh vật cấp thấp ở ma giới, lấy danh hiệu thân thể cường hoành và thị huyết. Giết càng nhiều người, thực lực của huyết nghiêu này càng mạnh. Đây là ma chủng bà dùng vạn linh huyết trận huyết tế mà có sao? Mạc Phàm hỏi. Tiểu tử, vậy mà cậu còn biết cả vạn linh huyết trận, nếu biết trận pháp này, còn không nhanh giơ tay chịu trói. Lão phu nhân lộ ra một chút bất ngờ. Đây là bà ta tìm được ở một chỗ di tích, hiến tế mấy vạn người ở một tiểu trấn, mới có huyết nô này, vậy mà tiểu tử này biết. Tôi nói tôi biết còn nhiều hơn bà nghĩ nhiều, còn nữa, nếu huyết nghiêu này là bà hiến tế đến, hôm nay bà tất phải hồn phi phách tán. Mạc Phàm vừa mới nói xong, hỏa kiếm trong tay lại tăng vọt lên. Trường kiếm khí dài hơn 2 thước, tăng đến 2 trượng, tay hắn nâng kiếm. Vèo, huyết nghiêu khổng lồ không có bất luận phản kháng gì, chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, đã bị cắt làm đôi, để lại một vết sâu trên nóc nhà. Trong phòng khách, mọi người khiếp sợ, mãi mà không có ai nói nên lời. Ác ma khổng lồ như vậy,
nhìn qua căn bản không thể địch lại được, còn chưa động nửa cánh tay, chỉ thét lên hai tiếng, liền bị một kiếm của Mạc Phàm chém thành hai. Chuyện này, mọi người nhìn Mạc Phàm cầm hỏa kiếm dài hai trượng, giống như nhìn thấy hỏa thần cầm đao trong tay. Cho dù Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly từng thấy Mạc Phàm nghiền áp cổ trùng ngàn năm, lúc này cũng sửng sốt. Lạch cạch, chuỗi vòng tay trên cổ tay Lỗ Lão Hổ, có khả năng vì chảy ra quá nhiều mồ hôi, rơi xuống đất, vậy mà Lỗ Lão Hổ không phát hiện ra, hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngày đó Mạc Phàm giết tên cuồng đồ nước ngoài, đã khiến ông ta ba ngày ba đêm không ngủ, trong đầu tràn đầy ba chiêu kinh thế hãi tục của Mạc Phàm. Chắc lần này ông ta sẽ mất ngủ một tuần rồi, quá lợi hại, tên ma đầu cao hai trượng, hắn chảm một kiếm là chết. Nam tử Hán đại trượng phu, vốn nên là như vậy. Huyết Ngưu bị chia làm đôi, lão phụ nhướn đôi lông mày hoa dâm, mắt mở to, giống như không tin một màn trước mắt. Hiến tế lấy huyết nô này, bà ta đã dùng mấy vạn người ở một thị trấn. Huyết nô vừa mới xuất hiện là trúc cơ sơ kỳ. Mấy năm nay bà ta đâu chỉ dùng máu 10 vạn người ký dưỡng huyết nô này, ở thôn xóm Châu Phi, có 3 vạn người bị huyết nô ăn sạch. Tuy là trúc cơ hậu kỳ, tiên thiên chân nhân của Mao Sơn phái còn chết trên tay huyết nô. Chân nhân kia được xưng là Chu Tà chân nhân, trong tay có Chu Tà kiếm, chu sát không ít tà ma, kết quả Chu Tà chân nhân này dùng hết pháp lực, nhưng không thể để lại một vết thương trên người huyết nô này, cuối cùng bị huyết nô ăn sống nuốt tươi, tu vi hóa thành đồ ăn của huyết nô. Huyết nô của bà ta uy mãnh như vậy, lại chết dưới một kiếm của Mạc Phàm. Đây là kiếm gì, tiểu tử này có thực lực gì? Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng trong mắt lão phu nhân cũng lộ ra chút khủng hoảng, hỏi. Mạc Phàm biết âm dương thảo hàng, còn có thể giải trừ huyết sát của bà ta, lại dùng một kiếm diệt huyết nô, tuyệt đối không phải là người bình thường. Có quan hệ gì không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Nếu là kẻ địch, không cần biết là ai, giết là được. Ý niệm này của hắn vừa xuất hiện, hỏa kiếm trên tay biến trở về bộ dạng dài hai thước. Dưới kiếm, thân thể huyết nghiêu cũng hóa thành hai đám huyết vụ như nước biển lúc thủy triều rút, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cái sừng trâu bị cắt làm đôi, rơi xuống đất, không còn huyết quang. Cậu, vẻ mặt lão phu nhân khẽ đổi, gần như không do dự, một đám huyết vụ bay lên, bay về phía cửa. Tiểu tử này còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải người bà ta có thể đối phó. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Chạy, bây giờ chạy, bà không biết là muộn rồi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh lùng nói. Hắn vung tay lên, một cơn kình phong dâng lên. Rầm, một tiếng thật lớn, cả căn biệt thự đều chấn động, cửa biệt thự đóng chặt lại. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang xuất hiện ở nửa thước cách trước cửa, bao kín cửa lại. Không phải phi đầu hàng của bà rất lợi hại sao, hóa mộc tuyệt của Thanh Khâu nhất tộc không làm gì được bà không ngại thử ngọn lửa này xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tuy chân hỏa của hắn chỉ là nhất muội trong tam muội chân hỏa, nhưng vẫn là tiên hỏa, gặp núi đốt núi, gặp nước đun nước, chỉ có thể dùng vô căn chi thủy mới dập tắt được, phi đầu hàng có thể ngăn cản được sao? Phi đầu hàng là vu thuật cấp cao trong vu thuật trên địa cầu, nhưng chỉ ở địa cầu. Trong vu thuật ở tu chân giới, phi đầu hàng là khóa trình sơ cấp của vu sư. Sắc mặt lão phụ thay đổi, không còn chấn định như khi tới. Ngọn lửa này có thể chảm huyết nô, còn thiêu đốt được huyết sát chi khí của bà ta, tất nhiên có thể thiêu đốt phi đầu hàng. Tiểu tử, cậu muốn thế nào, không phải cậu muốn giữ lão thân ở lại đấy chứ? Lão phu nhân quay đầu, nghiến răng nói. Tối nay tôi không chỉ muốn bà ở lại, còn muốn bà hình thần câu diệt. Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt lóe lên sát ý. Cậu! Mắt lão phu nhân khẽ đảo, ánh mắt lóe lên bất định. Tiểu tử, cậu biết tôi là ai không? Bà sao? Mạc Phàm cười. Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là giận dữ. Tiểu tử, lão thân là truy mệnh bà hộ pháp của Vu Thần Giáo, nếu cậu dám giết tôi, Vu Thần Giáo chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, tốt nhất là cậu nên giao cái răng kia và thả tôi rời đi. Vu Thần Giáo. Mạc Phàm nhíu mày. Lỗ Lão Hổ khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc tiên sinh, Vu Thần Giáo là một giáo phái ở Tây Nam Hoa Hạ và Thái Quốc, thờ phụng Vu Thần, danh tiếng rất lớn ở phía Tây Nam, không người nào dám chọc. Việc buôn bán của ông ta thường xuyên ở Tây Nam, đi đến Thái Quốc,
cho nên biết một chút về Vu Thần Giáo. Vu Thần Giáo này tuyệt đối không dễ chọc, có rất nhiều tín đồ, cổ thuật, hàng đầu thuật và các loại vu thuật khác, mọi người vừa nghe đều thay đổi sắc mặt. Ở bên kia, cho dù là đứa bé vừa nghe thấy Vu Thần Giáo, cũng sẽ sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc. Ông ta có một đồng bọn hợp tác là dân bản xứ Tây Nam, trong nhà có tài sản vài tỷ. Bởi vì một người phụ nữ đắc tội Vu Thần Giáo, đồng bọn hợp tác của ông ta lập tức đưa 1 triệu cho Vu Thần Giáo, coi như là nhận lỗi, sau đó cả nhà vẫn bị Vu Thần Giáo hạ hàng đầu thuật, một gia tộc 118 nhân khẩu, không ai sống sót. Nếu lão phụ này chỉ là vu sư không thường, giết là được, nếu là hộ pháp của Vu Thần Giáo, vậy thì phiền phức rồi. Vu thuật vốn là thần không thấy quỷ không hay, người của Vu Thần Giáo như hủ cốt độc, một khi bị để mắt sẽ chết hết. Mạc tiên sinh, hay là chúng ta đưa cái răng kia cho bà ta, tôi có thể tặng bảo vật gia truyền khác cho cậu. Lỗ lão hổ lại nói thêm một câu, thương lượng nói. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn lão phụ này một cái. Lão phụ thấy lỗ lão hổ biết Vu Thần Giáo, trên mặt mất đi vẻ hoảng sợ, thay vào đó là đắc ý. Tiểu tử, cậu còn thất thần làm gì, ông chủ lỗ đã nói như vậy rồi, cậu còn không nhanh giao cái răng đó ra đây. Huyết nô lão thân đau khổ cay đắng tìm tới cũng bị cậu giết, dùng tiểu hồ ly của cậu bồi thường là được. Sau chân Mạc Phàm, vẻ mặt tiểu hồ ly ngẩn ra, trong mắt lóe lên lệ quang. Mộc đầu, ta không đi theo bà tám xấu xí này đâu. Mày cảm thấy chuyện này phụ thuộc vào cậu ta sao, đắc tội Vu Thần Giáo, đời đời kiếp kiếp đừng nghĩ đến kết cục tốt, tất cả đàn ông nhà cậu ta sẽ bị Vu Thần Giáo chúng tôi hạ hàng đầu thuật, phụ nữ thì bị bắt làm nô lệ. Trẻ con thì bị chúng tôi luyện thành cổ mạn đồng, súc vật bị lấy làm tế phẩm, các người nghĩ kỹ đi. Lão phụ cười âm hiểm nói. Ý của bà là bị diệt tộc sao? Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang trong mắt càng thịnh hơn vài phần. Còn thảm hơn diệt tộc, cậu muốn thử không, tiểu tử? Lão phụ cười âm hiểm nói, trong mắt hiện lên đắc ý. Thử không? Mạc Phàm cười khẽ. Tôi giết người của Vu Thần Giáo. Trái lại tôi muốn nhìn xem Vu Thần Giáo có thể làm gì tôi. Hắn tiến lên trước một bước, đến trước lão phụ, hỏa kiếm giơ lên cao, như kiếm của thẩm phán. Giết nhiều người như vậy, còn lấy người nhà uy hiếp hắn, đi chết đi. Tiểu tử, cậu dám giết tôi, cậu không sợ. Lão phụ cảm nhận được sát ý và hơi thở nguy hiểm trong kiếm của Mạc Phàm, vẻ mặt ngẩn ra, hoảng sợ nói. Bà ta vốn tưởng rằng tiểu tử này nghe thấy Vu Thần Giáo bọn họ. Sẽ ngoan ngoãn giao cái răng và tiểu hồ ly ra, ai biết tiểu tử này muốn giết người. Mạc Phàm không để ý đến, tay hắn nâng kiếm, không do dự chém về phía lão phụ. Chỉ là Vu Thần Giáo cũng dám uy hiếp hắn, nếu Vu Thần Giáo dám đến, Vu Thần Giáo sẽ như hoàng gia, bị lửa giận của hắn thiêu đốt, không để lại một ai. Có can đảm, cứ việc tới. Hỏa kiếm trong tay hắn còn chưa hạ xuống, một giọng nói thanh thúy êm tai truyền từ trên cầu thang đến. Dừng tay. Đám người Mạc Phàm nhìn nơi phát ra âm thanh, ở cầu thang trong biệt thự. Hà Thi Thi buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc áo da liền thân màu đen, trên chân là một đôi ủng da. Bộ quần áo dán sát vào đường cong hoàn mỹ của cô ta, giống như chế tác vì suy nghĩ độc đáo. Thi Thi, tối muộn rồi, em mặc bộ quần áo này làm gì? Vẻ mặt lỗ lão hổ ngây ngốc, hỏi. Trong mắt Hà Thi Thi hiện lên chút ánh sáng lạnh. Liếc mắt nhìn lỗ lão hổ một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu nên thả bà ấy ra, nếu không chắc chắn hai người này sẽ chết, Hà Thi Thi nhìn thoáng qua trên lầu, lạnh lùng nói. Bên cạnh cầu thang bảo vệ ở tầng 2, con trai lỗ lão hổ chậm rãi đi tới. Sắc mặt tiểu tử này xanh mét, giống như người chết, trong mắt lóe sáng hung lệ, khóe miệng còn xuất hiện tươi cười vô cùng quỷ dị, miệng liên tục phát ra tiếng cười hì hì. Gương mặt tà dị làm người ta sởn gai ốc. Một tay đứa bé này cầm dao, tay còn lại nắm lấy mẹ lỗ lão hổ hôn mê bất tỉnh, đứa bé còn là vị thành niên, nhưng cậu ta xách mẹ lỗ lão hổ như xách con gà con, kéo ra ngoài. Dao găm trong tay đứa bé này để ngang ở cổ mẹ lỗ lão hổ, đợi Hà Thi Thi ra lệnh, con dao này sẽ gặp máu tươi. Tiểu hổ, con đang làm gì thế, nhanh bỏ bà nội con xuống, rồi ném dao sang một bên. Vẻ mặt lỗ lão hổ thay đổi, vội vàng gọi con của ông ta. Lỗ tiểu hổ giống như không nghe thấy, chỉ nghiêng đầu khoa chân múa tay với lỗ lão hổ, miệng liên tục phát ra tiếng kêu hì hì của đứa bé,
căn bản không để ý đến ông ta. Ở cửa, Mạc Phàm dừng hỏa kiếm trong tay, liếc mắt nhìn tầng hai một cái, hàn mang trong mắt lại thịnh vượng hơn vài phần. Ông không nói chuyện được với cậu ta đâu, cậu ta sẽ không nghe lời ông. Mạc Phàm nói. Cái gì? Lỗ lão hổ sửng sốt, vội vàng hỏi. Mạc tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Biến cố bất chợt tới, làm đầu ông ta cảm thấy mơ hồ. Con trai ông bị Cổ Mạn Đồng phụ thân rồi. Mạc Phàm giải thích. Không phải Cổ Mạn Đồng kia được cậu siêu độ rồi sao? Lỗ lão hổ cảm thấy mờ mịt. Tôi đã siêu độ cho cậu ta, nhưng bà xã ông tàn nhẫn hơn tôi nghĩ một chút, dùng một đạo mệnh hồn gọi cậu ta quay về, phụ vào trên người con trai ông. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hà Thi Thi chăm chú, nói. Bà xã của tôi sao? Mắt lỗ lão hổ chớp chớp, nhìn về phía Hà Thi Thi gần đây không bình thường. Thi Thi, em nói cho anh biết, chuyện này là sao đây? Hà Thi Thi hơi nhếch môi, lắc đầu, cười khinh thường. Lỗ lão hổ, anh còn chưa nhìn ra sao, tôi gả cho anh đều là vì cái răng kia. Hà Thi Thi là khi ông ta đến Vân Nam, đúng lúc đến nơi Hà gia ném tú cầu kén rể, lúc ấy có mấy trăm người đàn ông đợi cướp đoạt tú cầu, cuối cùng tú cầu kia rơi vào trong tay ông ta. Bây giờ nghĩ lại, một màn ngày đó vẫn giống như là nằm mơ, ông ta cảm thấy Hà Thi Thi như lâm muội muội rơi từ trên trời xuống. Hà Thi Thi tới lỗ gia không lâu, liền mang thai con ông ta, sao có thể là hàng đầu sư? Không có khả năng, em còn đang mang thai con của anh, nếu em thật sự muốn cái răng kia, anh hoàn toàn có thể cho em căn bản không cần làm như vậy. Lỗ lão hổ lắc đầu nói. Con của chúng ta, không phải bây giờ con của chúng ta đang ở trên người con trai anh sao? Hà Thi Thi cười mỉa nói. Cái gì? Thân thể lỗ lão hổ run lên. Giống như bị sét đánh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía con ông ta, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Em muốn nói Cổ Mạn Đồng kia là em dùng con chúng ta luyện chế sao? Nếu không thì sao? Hà Thi Thi lạnh lùng nói, giống như chuyện luyện đứa bé trong bụng cô ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa như ăn cơm mỗi ngày. Lỗ lão hổ lắc đầu, trên khuôn mặt ngây ngốc tràn đầy vẻ khó tin. Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà Hà Thi Thi luyện con bọn họ thành Cổ Mạn Đồng. Cho dù không có tình cảm phá thai cũng tốt hơn luyện thành Cổ Mạn Đồng. Mạc tiên sinh, cậu nói cho tôi biết, chuyện này không phải như vậy đi. Trong mắt lỗ lão hổ mang theo lệ quang, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ cầu xin. Ái ra, Mạc Phàm thở dài. Khi hắn nhìn thấy Cổ Mạn Đồng đã cảm thấy có chút khác thường, Cổ Mạn Đồng này thiếu mệnh hồn. Lúc ấy hắn cho rằng đứa bé phát dục không đầy đủ liền bị luyện thành Cổ Mạn Đồng, cho nên không để ở trong lòng. Nhưng hắn phát hiện Hà Thi Thi đã mang thai, đúng lúc thai nhi trong bụng chỉ có mệnh hồn, đứa bé như vậy không phải không có, vừa sinh ra sẽ là tử thai. Lúc ấy hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thấy Cổ Mạn Đồng trên người con trai lỗ lão hổ, hắn mới hiểu rõ. Trong cơ thể Hà Thi Thi đã không còn thai nhi, mệnh hồn của Cổ Mạn Đồng cũng được bổ sung. Vô cùng rõ ràng Cổ Mạn Đồng kia là đứa bé của lỗ lão hổ và Hà Thi Thi luyện thành, lưu lại một đạo mệnh hồn để có thể khống chế. Không chỉ quỷ hồn của con bọn họ được luyện thành Cổ Mạn Đồng, máu đứa nhỏ này cũng thành thuốc bổ để lão thân luyện phi đầu hàng. Lão phụ liếm môi, cười đắc ý nói. Tiểu tử, bây giờ cậu còn muốn giết lão thân không? Chỉ cần cậu giết lão thân, hai bọn họ đều phải chết. Mạc Phàm nhíu mày, không đợi hắn hạ kiếm xuống. Tôi liều mạng với các người, đám cầm thú các người, xúc sinh. Lỗ lão hổ nổi giận thét lên một câu, cầm lấy một chai rượu vang trên bàn trà, ném về phía Hà Thi Thi. Hà Thi Thi lừa gạt ông ta thì được, nhưng Hà Thi Thi lại đối xử với đứa bé như thế, đây là chuyện ông ta không nhịn nổi. Không đợi lỗ lão hổ ném vào người Hà Thi Thi, cái tay trắng nõn của Hà Thi Thi nắm lấy cổ lỗ lão hổ. Thân thể to béo của lỗ lão hổ bị Hà Thi Thi nhấc lên một cách dễ dàng. Đồng thời ở chỗ xương sườn cô ta, hai cái tay màu đen duỗi ra, mỗi bên nắm lấy hai tay lỗ lão hổ, nhấc lỗ lão hổ lên giữa không trung. Hà Thi Thi híp mắt, lạnh lùng nhìn lỗ lão hổ chăm chú. Bổn đại tiểu thư bồi anh ăn bồi anh ngủ, còn mang thai đứa bé của anh lại đưa bảo bối của Vu Thần giáo chúng tôi cho tiểu tử này, muốn trách thì phải trách chính anh, nếu tối nay chúng tôi không lấy được bảo vật. Không chỉ con của chúng ta bị luyện thành Cổ Mạn Đồng, mẹ và con trai anh đều phải chết. Cô nhằm vào tôi. Lỗ lão hổ nghiến răng, trong mắt như phun lửa,
ước gì có thể xé Hà Thi Thi ra thành mấy mảnh. Hà Thi Thi không để ý đến Lỗ Lão Hổ, quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là tàn nhẫn. Tiểu tử, cậu thả người Vu Thần giáo chúng tôi ra, giao cái răng kia và tiểu hồ ly, để tôi giết ba người của Lỗ gia. Đúng rồi, không phải ba người, là bốn người, còn cả Cổ Mạn Đồng kia nữa. Hà Thi Thi vừa mới nói xong, lão phụ kia cười nham hiểm, lại nói thêm một câu. Tiểu tử, cậu có thể suy nghĩ kỹ càng, một cái răng và một tiểu hồ ly mà thôi, nếu cậu không nỡ, vậy không chỉ là bốn mạng người đơn giản như vậy, 4.000 người đều có khả năng. Sau khi hai người phụ nữ nói xong, ngoại trừ Mạc Phàm ra, lưng những người khác đều phát lạnh. Sắc mặt Mạc Phàm lạnh lùng, hai mắt nheo lại, ánh mắt như lợi kiếm hàn băng. Cô nói xong rồi à? Lão phụ và Hà Thi Thi nhíu mày, vẻ mặt khẽ đổi. Tiểu tử, cậu nghĩ kỹ chưa? Lão phụ lạnh giọng hỏi. Bà ta không tin, tiểu tử này sẽ không đi vào khuôn khổ. Đợi tiểu tử này đi vào khuôn khổ, ngay cả tiểu tử này cũng giết luôn. Không phải thích cứu những phàm nhân này sao, vì cứu phàm nhân đi chết đi. Chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, đi chết đi. Tay hắn hạ xuống. Lúc này hỏa kiếm chém xuống. Phập, đầu lão phụ như cắt dưa hấu, bị cắt làm đôi ngay tại chỗ, ngọn lửa theo vết chém làm cháy đầu lão phụ. Một kiếm này chém xuống, lão phụ không lập tức chết ngay, bà ta bị chém đầu thành hai, hai con mắt không đối xứng khẽ đảo, bên trong tràn đầy vẻ khó mà tin được. Vậy mà tiểu tử này dám ra tay, chém đầu bà ta làm đôi. A, à, lão phụ phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu chỉ vang lên một lát. Đầu lão phụ bốc một tiếng rơi xuống đất, bị ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy, mùi khét truyền trong ngọn lửa ra. Đầu người này bị đốt hủy, trong một phòng ngủ tối như mực ở biệt thự. Trên giường lắc lư một lát, giống như người chết chìm vùng vẫy ở trong chăn. Rất nhanh trên giường an tĩnh lại, máu loãng tanh hôi chảy từ trên giường xuống. Ở cầu thang, vẻ mặt Hà Thi Thi sửng sốt, cô ta không ngờ Mạc Phàm dám giết người của Vu Thần giáo bọn họ. Cho dù bọn họ không phải người của Vu Thần giáo, nhưng ba mạng đang bị bọn họ nắm trong tay, vậy mà tiểu tử này cũng dám ra tay. Mạc Phàm, cậu dám giết người Vu Thần giáo chúng tôi, chẳng lẽ cậu không sợ Vu Thần giáo chúng tôi trả thù, chẳng lẽ cậu không sợ tôi giết ba người họ? Hà Thi Thi nhíu mày, nhìn Mạc Phàm chăm chú với vẻ phẫn nộ nói. Tay cô ta hơi dùng lực, sắc mặt Lỗ Lão Hổ lập tức xanh mét, hai chân liên tục đá loạn trong không trung. Mạc Phàm chém lão phụ kia xong, xoay người lại, ánh mắt vô cùng rét lạnh, một tay cầm kiếm đi về phía Hà Thi Thi, căn bản không thèm quan tâm. Lỗ Lão Hổ nghe thấy ba chữ Vu Thần giáo, trước đó còn khuyên hắn đưa cái răng kia cho Vu Thần giáo, đủ để thấy Vu Thần giáo đáng sợ đến mức nào. Nhưng sau khi Lỗ Lão Hổ thấy rõ bộ mặt thật của Hà Thi Thi, ông ta không do dự đánh về phía cô ta. Một người bình thường còn sợ Vu Thần giáo, y tiên bất tử hắn. Sao có thể sợ Vu Thần giáo? Còn ba mạng kia sao? Muốn giết người trước mặt y tiên bất tử hắn, kiếp trước không dễ dàng như vậy, một đời này lại càng đừng nghĩ đến chuyện đó. Hắn liếc nhìn thoáng qua con trai Lỗ Lão Hổ bên cạnh cầu thang ở tầng 2, trong mắt chớp lóe sắc lạnh. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt con trai Lỗ Lão Hổ lập tức thay đổi, giống như rất thống khổ, hay như là đang vùng vẫy. Chỉ trong phút chốc, trên gương mặt xanh mét của con trai Lỗ Lão Hổ lóe sáng bạch quang, một bóng trắng bay từ trong cơ thể con trai Lỗ Lão Hổ ra, đúng là Cổ Mạn Đồng lúc trước. Còn không đi đầu thai, phải đợi tôi diệt cậu sao? Mạc Phàm nói, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Thân thể bóng trắng kia run lên, giống như bị sét đánh, bay thẳng đến chỗ Mạc Phàm quỳ xuống. Đi đi, Mạc Phàm nói. Cổ Mạn Đồng này lại Mạc Phàm, thân thể nhanh chóng biến mất giống như hạt cát. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này sắc mặt con trai Lỗ Lão Hổ mới khôi phục bình thường, tay mềm nhũn, lảo đảo lùi về một bên, mẹ Lỗ Lão Hổ và dao găm trong tay cậu ta rơi xuống. Tay Mạc Phàm tạo pháp thuật, hai luồng mây trôi bay về phía hai bà cháu, khẽ để bọn họ trên đất. Vẻ mặt Hà Thi Thi thay đổi, trong đôi mắt lộ ra một chút bối rối hiếm có. Lúc trước Cổ Mạn Đồng này không đủ thể, còn có thể bị Mạc Phàm đuổi đi. Nhưng trải qua cô ta thêm vào lần nữa, bổ sung đủ mệnh hồn, lại từ trong bụng cô ta ra, Cổ Mạn Đồng này nên chỉ nghe mình cô ta, vậy mà lại được Mạc Phàm siêu độ. Cậu làm như thế nào vậy? Hà Thi Thi hoảng sợ hỏi.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không trả lời. Trong cơ thể Cổ Mạn Đồng này có một đạo linh khí của hắn, vốn là bảo vệ Cổ Mạn Đồng luân hồi chuyển thế, Cổ Mạn Đồng lại bị Hà Thi Thi triệu hồi về. Đạo linh khí này không chỉ bảo vệ Cổ Mạn Đồng chuyển thế, giết nó cũng rất dễ dàng. Ở giữa diệt vong và chuyển thế, Cổ Mạn Đồng lựa chọn cái sau, chỉ thế thôi. Nhưng nếu không có đạo linh khí này, quả thật hắn muốn cứu mẹ và con trai Lỗ Lão Hổ thì hơi phiền phức. Cô tự mình thả ông ta ra, hay tôi tự tới? Kiếm trong tay Mạc Phàm chỉ về phía xa, lạnh giọng hỏi. Cậu! Lông mày Hà Thi Thi nhíu chặt lại, trong mắt đầy lửa giận. Cô ta đường đường là thánh nữ của Vu Thần Giáo, cho dù là ở Vu Thần Giáo, cũng không có ai dám nói chuyện với cô ta như thế. Đứa bé này còn nhỏ tuổi hơn cô ta, có khả năng ngay cả ngực phụ nữ cũng chưa được chạm, vậy mà dám uy hiếp cô ta. Tôi tự đến đi, cô Hạ Ái Tình Hàng với ông ta. Nếu cô muốn chịu nỗi khổ phản vệ của Ái Tình Hàng, cứ việc ra tay. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nói xong, hắn không kiêng nể gì đi về phía Hà Thi Thi. Khi ở trên xe tới đây, hắn đã nhìn ra Lỗ Lão Hổ trúng Ái Tình Hàng. Loại hàng đầu thuật này, cả hai đều bị hạ thuật. Người trúng loại hàng thuật này, cho dù đối phương đẹp xấu béo gầy, đều biến thành người hoàn mỹ nhất trong mắt đối phương, so với một số mị dược, mê tình dược gì đó tốt hơn nhiều. Hàng đầu sư nữ sẽ hạ hàng đầu thuật lên người mà mình thích nhất. Hà Thi Thi hạ Ái Tình Hàng với Lỗ Lão Hổ, tất nhiên trên người mình cũng có. Nếu chúng loại hàng thuật này, bất luận thế nào Hà Thi Thi đều không giết chết Lỗ Lão Hổ, nếu giết chết Lỗ Lão Hổ sẽ chịu phản vệ của Ái Tình Hàng mà chết. Vẻ mặt Hà Thi Thi khiếp sợ, lông mày nhíu chặt lại, tiểu tử này không chỉ biết Ái Tình Hàng, ngay cả chuyện cô ta hạ Ái Tình Hàng với Lỗ Lão Hổ cũng biết. Cô ta từng thấy bộ dạng phản phệ Ái Tình Hàng của một chị em, mỗi ngày đều phải chịu nỗi khổ tình độc cắn tâm, sống không bằng chết, quả thật cô ta không có ý định giết Lỗ Lão Hổ. Rốt cuộc cậu là ai? Mạc Phàm còn trẻ tuổi, không chỉ hiểu rõ hàng đầu sư bọn họ trong lòng bàn tay, thực lực cũng rất mạnh. Có lẽ không bằng vô chủ bọn họ, nhưng kém vô chủ bọn họ nhiều lắm. Thiên tài như vậy, nếu không phải thiếu gia đại thế gia, cũng là đệ tử quan trọng của danh môn đại phái. Tôi là ai cô không cần biết, nhưng có một chuyện tôi có thể nói cho cô biết, vì sao bác sĩ Hoàng mà cô mời không đến, bởi vì tất cả những người của Hoàng gia đều bị tôi diệt, anh ta muốn tới cũng không tới được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những lời này của hắn như một tảng đá to rơi vào trong nước, một tảng đá tạo ra hàng ngàn tầng sóng. Cái gì? Trong phòng khách ngoại trừ Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly ra, mọi người đều sửng sốt. Nhất là Lỗ Lão Hổ và Hà Thi Thi, thực lực của Hoàng gia thế nào, hai người bọn họ rõ nhất. Thế gia ngàn năm, nuôi nhốt yêu thú tiên thiên ngàn năm, lại bị tiểu tử 16, 17 tuổi là Mạc Phàm diệt. Là Hoàng gia quá yếu, hay thực lực của tiểu tử này quá mạnh? So với hai loại khả năng này, bọn họ càng tin tưởng đây là giả. Mắt Hà Thi Thi hơi nheo lại, trong mắt đều là không dám tin. Cô ta xoắn suýt một lúc, liền đưa ra quyết định. Tôi trả lại người cho cậu đó, nhưng cái răng kia tôi sẽ còn quay lại lấy, đợi đó, cản trở Vu Thần Giáo chúng tôi làm việc, giết người Vu Thần Giáo, không dễ giải quyết như vậy đâu. Hà Thi Thi tức giận nói. Cô ta dùng lực ném Lỗ Lão Hổ, thân thể to béo của Lỗ Lão Hổ bay lên trên lầu. Một mảnh huyết quang sáng lên trên người cô ta, thân thể trắng nõn của cô ta nhanh chóng hóa thành huyết phụ. Chỉ trong chớp mắt, nửa người dưới đã biến thành huyết phụ. Áo da màu đen rơi xuống, lộ ra nửa người trên hoàn mỹ không tì vết. Làn da như ngọc, bộ ngực cao ngất, cho dù chỉ là nửa người, cũng làm huyết khí người ta tuôn trào. Mạc Phàm, ngày khác chúng ta gặp lại, hy vọng đến lúc đó cậu vẫn còn cười được. Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Nói xong, nửa người trên của cô ta cũng biến thành huyết phụ, bay ra bên ngoài. Mạc tiên sinh, đừng để cô ta chạy thoát. Mộc Phong Nhạc ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Nếu Hà Thi Thi này chạy thoát, tất cả mọi người ở đây đều đợi Vu Thần Giáo trả thù đi. Chạy, cô ta chạy đi đâu? Mạc Phàm lạnh giọng nói. Tay hắn vươn về phía Lỗ Lão Hổ trong không trung, một lực hút sản sinh, Lỗ Lão Hổ vững vàng rơi xuống tầng 2. Lạnh lẽo chấp lóe trong mắt Mạc Phàm, hắn rời mắt nhìn Hà Thi Thi hóa thành huyết phụ. Chỉ là tiểu thừa huyết đột, đã muốn chạy trốn trước mặt tôi. Nghĩ quá đơn giản rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Huyết độn là một loại pháp thuật đơn giản nhất của huyết hàng thuật. Huyết hàng thuật có thể hóa huyết nhục, xương cốt toàn thân hàng đầu sư thành huyết phụ. Huyết phụ này tương tự như huyết sát từ trong miệng lão phụ kia bắn ra lúc trước, nhưng còn ác độc hơn một chút. Huyết phụ bám vào trên người con người và động vật, tinh huyết sẽ bị hút khô rất nhanh, rơi vào trên cỏ cây sẽ héo rũ. Huyết độn là một phần của huyết phụ, tốc độ di chuyển cực nhanh. Tu luyện huyết độn đến thâm sâu, căn bản không tìm được dấu vết, huyết quang xuất hiện có thể trốn ngàn dặm, cho dù là hắn cũng không có nhiều biện pháp. Hà Thi Thi tu luyện tiểu thừa huyết độn, đến chỗ nào, huyết phụ đi theo chỗ đó. Vẫn nên ở lại đi. Trong mắt hắn lóe sáng ánh sáng lạnh, ngọn lửa trên tay tạo thành mấy pháp ấn. Đi. Mấy pháp ấn này chớp lóe hào quang, bay về phía đám huyết phụ kia. Chỉ trong phút chốc, pháp ấn đuổi theo đám huyết phụ đã bay cách biệt thự 100 mét. Vù vù. Năm bức tường lửa xuất hiện xung quanh huyết phụ, giam huyết phụ vào bên trong. Đám huyết phụ kia chạm vào bức tường lửa, giống như gặp phải khắc tinh, chỉ cần khẽ động vào tường lửa, huyết phụ sẽ bốc cháy. Huyết phụ chạm vào vài lần, huyết khí tổn thất không nhỏ, nhưng không bay ra ngoài được. Bất chợt trên tường lửa xuất hiện một cái cửa, huyết phụ thấy vậy vô cùng vui mừng, vừa định nhân cơ hội bay ra ngoài. Một người một hỏa kiếm xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi vào trong bức tường lửa. Ngọn lửa trong tường lửa thấy người này như gặp hỏa thần, nhanh chóng rút lui. Người này đi xuyên qua tường lửa, người đi vào bên trong đúng là Mạc Phàm. Còn không nhanh hiện nguyên hình. Mạc Phàm nhìn chằm chằm đám huyết phụ này, lạnh lùng nói. Huyết phụ do dự một lát, biến thành một hình người, huyết phụ nhanh chóng rút đi, biến trở về bộ dạng Hà Thi Thi ban đầu. Bởi vì sử dụng huyết độn trốn nên tất cả quần áo trên người cô ta đều để lại ở phòng khách. Hiện giờ Hà Thi Thi trần như nhộng. Chỉ có bộ ngực cao ngất và phía giữa hai chân, được hai luồng huyết phụ nhàn nhạt che khuất một cách khó khăn. Nhưng nơi mê người vẫn lộ ra mảng lớn bên ngoài, khiến cho máu người ta sục sôi. Hà Thi Thi không sợ bị Mạc Phàm nhìn thấy, lông mày cô ta nhíu chặt lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Ngọn lửa này của cậu là gì đây, vì sao có thể ngăn được huyết độn của tôi? Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Huyết độn của cô ta, cho dù là pháp bảo chu tà cũng không thể ngăn cản, không chỉ nước lửa không vượt, còn có thể trăm pháp bất xâm. Không phải cô ta chưa từng gặp pháp sư am hiểu khu hỏa, trúc hỏa thực thiên tài trúc gia khu hỏa thế gia ở Tây Nam, muốn dùng chân hỏa ngăn cô ta lại, ngọn lửa căn bản vô dụng, trái lại bị phụ thể vào huyết phụ của cô ta, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Tiểu tử này, một đạo hỏa diễm bất kỳ có thể ngăn cô ta ở đây. Chắc chắn ngọn lửa này không phải chân hỏa bình thường. Bởi vì ngọn lửa của tôi là tiên hỏa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, vẻ mặt giống như kể một chuyện rất bình thường. Tiên hỏa, không có khả năng, cậu chỉ là một tiểu hài tử, sao có thể nắm giữ tiên hỏa? Hai mắt Hà Thi Thi mở to, lắc đầu, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Cô ta thân là thánh nữ của Vu Thần Giáo, có quyền lật xem tất cả sách cổ của Vu Thần Giáo. Trong sách cổ có ghi lại, lửa chia làm phàm hỏa, chân hỏa, và dị hỏa. Phàm hỏa là ngọn lửa bình thường, chân hỏa là lửa thông qua pháp lực ngưng tụ ra, có thể nấu chảy kim hóa thiết, nhiệt độ gấp 10 lần phàm hỏa trở lên. Dị hỏa là tiên hỏa trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới nắm giữ được ngọn lửa này, cho dù tiên hỏa loại nào, uy lực đều mạnh kinh người, nghe nói có thể đốt cháy tất cả, ngay cả tiên nhân cũng có thể đốt cháy. Cho dù là tiên hỏa kém nhất, không phải cơ thể phàm nhân bọn họ có thể nắm giữ. Một lần sơ ý, có khả năng đốt mình hình thần câu diệt. Trên thánh đàn của Vu Thần Giáo bọn họ có Vu Hỏa Tuyên Cổ Bất Diệt, nghe nói đó là một trong những thiên hỏa, chỉ là không ai có thể nắm giữ. Cho dù là kỳ tài như vu chủ bọn họ, cũng không dám đụng vào ngọn lửa cấp tiên hỏa này. Sao tiểu tử này có thể sử dụng tiên hỏa? Mạc Phàm lắc đầu cười, nếu để Hà Thi Thi này biết hắn không chỉ có nhất muội chân hỏa, còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng là tiên hỏa, uy lực còn mạnh hơn nhất muội chân hỏa, không biết Hà Thi Thi này sẽ nghĩ thế nào. Có tin hay không tùy cô, nhưng mà cô đừng nghĩ đến chuyện dùng huyết độn trốn khỏi nơi này. Mạc Phàm tự tin nói. Cậu muốn giam tôi ở nơi này sao, tôi là thánh nữ của Vu Thần Giáo, nếu cậu dám giết tôi, Vu Thần Giáo sẽ không bỏ qua cho cậu. Hà Thi Thi lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú nói. Thánh nữ. Mạc Phàm liếc mắt đánh giá Hà Thi Thi từ trên xuống dưới, lộ ra chút bất ngờ,
Hà Thi Thi này lại là thánh nữ của Vu Thần giáo. Hà Thi Thi thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm thân thể của mình, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ. Cánh tay như ngọc của cô ta lướt qua trước người, hai luồng huyết phụ lập tức biến mất, lộ ra thân thể đầy đủ của cô ta, mị nhãn như tơ nhìn Mạc Phàm. Nếu cậu đồng ý thả tôi đi, tôi sẽ bảo Vu Thần giáo chúng tôi không truy cứu chuyện cậu giết hộ pháp của Vu Thần giáo, cơ thể của tôi cũng là của cậu, cậu có thể hưởng dụng tùy ý, thế nào? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười khẽ. Chơi sắc dụ với tôi, cô nên tỉnh táo lại đi. Hơn 500 năm qua, hắn từng thấy không biết bao nhiêu mỹ nữ các tộc, gợi cảm, quyến rũ hơn Hà Thi Thi này không có một vạn cũng phải 8.000, sao có thể bị Hà Thi Thi quyến rũ? Bên này hắn vừa thả Hà Thi Thi, chưa được vài ngày Vu Thần giáo sẽ tìm tới. Cậu! Hai mắt Hà Thi Thi như sắp phun lửa, vừa thẹn vừa tức. Cô ta đường đường là thánh nữ của Vu Thần giáo, có không biết bao nhiêu người muốn đẩy cô ta nằm dưới người. Lỗ lão hổ là một tên phong nguyệt lão luyện, không thể tránh được quỳ dưới váy cô ta, bị cô ta mê đến thần hồn điên đảo. Ai biết Mạc Phàm là một tiểu tử huyết khí phương cương, có tính tò mò khi đối diện với người phụ nữ thành thục, vậy mà không có một chút hứng thú. Cô ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ trực tiếp nhào lên, đè cô ta dưới người. Vậy cậu muốn thế nào? Ánh mắt Hà Thi Thi âm tình bất định, hỏi. Các người tìm Vu Nha này làm gì? Mạc Phàm lấy cái răng lỗ lão hổ đưa cho ra, hỏi. Thứ này là Vu Nha, nghe nói là răng nanh của Vu Tổ, khi hắn ở tu chân giới từng thấy mấy cái, đều ở trong tay Vu chủ của mấy Vu tộc. Vu Nha này có chỗ thần kỳ không tưởng được, không chỉ khiến người ta cải tử hoàn sinh, còn có thể giết người trong vô hình. Phương pháp sử dụng cụ thể chỉ có Vu chủ của Vu tộc mới biết. Vu Thần giáo muốn lấy lại cái Vu Nha này, chắc chắn không đơn giản như thế. Mạc Phàm vừa nhắc tới hai chữ Vu Nha, sắc mặt Hà Thi Thi thay đổi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Mạc Phàm chăm chú. Sao cậu biết đó là Vu Nha, cậu có quan hệ gì với Vu Thần giáo chúng tôi? Vu Nha là bí mật của Vu Thần giáo bọn họ, cho dù là ở Vu Thần giáo, cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của Vu Nha. Rốt cuộc tiểu tử này là ai, vậy mà biết Vu Nha? Tôi là ai cô không cần biết, Vu Thần giáo các cô dùng Vu Nha này làm gì? Mạc Phàm hỏi. Lông mày Hà Thi Thi nhíu chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nếu cậu biết Vu Nha này, vậy mà không biết Vu Thần giáo chúng tôi tìm Vu Nha về làm gì sao? Cô không muốn nói đúng không? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Nếu tôi nói, có phải cậu có thể tha cho tôi không? Hà Thi Thi do dự một lát, hỏi. Mạc Phàm này tuyệt đối không phải người cô ta có thể đối phó, chạy thoát khỏi cậu ta đã rồi nói, Vu Nha và thù này ngày sau nghĩ biện pháp. Cho dù cô nói hay không, tôi đều không bỏ qua cho cô. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu! Vẻ mặt Hà Thi Thi sửng sốt, trong đôi mắt bùng cháy lửa giận. Mạc Phàm này cũng quá cuồng vọng rồi, vậy mà cô ta nói hay không nói đều không bỏ qua cho cô ta. Vậy cậu đừng nghĩ đến chuyện muốn biết về Vu Nha. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Tôi nói cho cô biết hai chuyện. Thứ nhất, nếu cô không hạ huyết hàng với tôi, chỉ cần cô nói cho tôi biết chuyện Vu Nha, có lẽ tôi có thể tha cho cô một mạng, nhưng hiện giờ không còn cơ hội này nữa. Lúc hắn nói chuyện, đồng thời một ấn ký hình đầu lâu màu đen sáng lên ở cổ, vô cùng tiên diễm. Sau đó ngọn lửa màu cam giấy lên trên đầu lâu màu đen nhanh chóng biến mất. Muốn hạ huyết hàng với hắn. Thực sự hạ sai người rồi, huyết mạch hồng liên của hắn dễ bị hạ thuật như vậy sao? Sắc mặt Hà Thi Thi trầm xuống, giận dữ trong mắt lại dày đặc hơn chút. Đây là khi Mạc Phàm tiến vào trong tường lửa, cô ta dùng một chút tinh huyết hạ thuật Mạc Phàm. Chỉ cần hạ xuống, Mạc Phàm sẽ biến thành một vũng máu loãng, đây là quân bài thứ hai cô ta chưa lật, ai biết hàng thuật còn chưa thành liền bị Mạc Phàm phát hiện, giải trừ được ngay lập tức. Thứ hai, cô cho rằng cô không nói. Tôi không có biện pháp bắt cô nói sao, cho dù giết cô, tôi cũng có biện pháp để cô nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đôi bàn tay trắng như phấn của Hà Thi Thi nắm chặt, trong mắt đầy lửa giận, ước gì có thể hút khô toàn bộ tinh huyết của Mạc Phàm. Người đàn ông này quá đáng sợ, cũng quá đáng ghét. Mạc Phàm, tôi cũng nói cho cậu biết, cậu giết tôi, cậu nhất định sẽ hối hận, còn nữa, cậu giết tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện biết được bí mật Vu Nha. Cô ta từng chịu huấn luyện đặc biệt, muốn moi thông tin từ chỗ cô ta, không có khả năng.
Vậy cô dám liếc mắt nhìn tôi không? Mạc Phàm cười hỏi. Hà Thi Thi nhíu mày, liếc mắt nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Hà Thi Thi vừa mới nhìn về phía Mạc Phàm, Mạc Phàm khẽ quát một câu. Nhiếp hồn. Đồng tử của hắn lập tức biến thành màu đỏ, như trăng máu treo cao trong đêm đen, vô cùng yêu dị. Hà Thi Thi nhìn thấy mắt Mạc Phàm, vẻ mặt khiếp sợ, cả người lập tức ngây ra, như tượng gỗ. Nói đi, các người muốn Vu Nha làm gì? Tế tự. Hà Thi Thi thành thật nói. Mạc Phàm nhướn mày, tiếp tục hỏi. Tế tự người nào? Vu Tổ. Để làm gì? Tế tự bình thường đều là lấy vật trao đổi, nói đơn giản là trao đổi đồng giá, đưa thứ càng giá trị, sẽ đổi được thứ tốt. Vì đắp nặn Vu Thể cho thiếu Vu Chủ. Mạc Phàm nhướn mày, hắn cũng biết Vu Thể là một thể chất vô cùng đặc biệt của Vu tộc. Loại thể chất này không chỉ khiến thân thể vô cùng cường hãn, khi sử dụng Vu thuật, uy lực cũng tăng lên gấp đôi thậm chí còn hơn nữa. Ở trong Vu tộc, rất ít gặp Vu thể hoàn chỉnh, không ít người có Vu thể đều là thiên tài trong Vu tộc. Vậy mà Vu thần giáo đắp nặn Vu thể vì thiếu Vu chủ, nếu thành thiếu Vu chủ này rất đáng sợ. Không phải chỉ có Vu nha này là tế phẩm đấy chứ? Mạc Phàm hỏi. Tế tự cần ít nhất ba thứ, tế phẩm, tế đàn và môi giới. Vu nha này hẳn là môi giới, tế phẩm chắc là thứ khác. Tôi không rõ tế phẩm lắm, chắc chắn không thể thiếu nhân tế. Nhân tế. Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang trong mắt hắn bắn ra. Trên địa cầu hiện giờ, linh khí thiếu thốn nhất, thứ có thể coi là tế phẩm vô cùng hiếm thấy, không thiếu duy nhất là người. Xem ra tế tự lần này còn cần lượng lớn hơn vạn linh huyết trận. Ở nơi nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Ở Vu Thần Sơn sát Tây Nam Hoa Hạ, ở đó có một tòa tế đàn từ xưa của Vu Thần giáo chúng tôi. Vu Thần Sơn, Hoa Hạ. Mạc Phàm nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếp trước ở đó từng xảy ra một huyết án vô cùng bi thảm, 10 vạn người biến mất ở đây, người biến mất ở đó phần lớn là người Hoa Hạ, cũng có không ít người một số quốc gia Đông Nam Á. Tin tức này không có nhiều người biết đến, không lan truyền ra ở Hoa Hạ. Sở dĩ hắn biết chuyện này là do bàn tử nói cho hắn. Trong khoảng thời gian đó một nhà bàn tử đi du lịch, lúc này mới biết được tin tức đó. Thời gian không khác lắm cũng ở ngay gần đó. Xem ra 10 vạn người đó thành tế phẩm để thiếu Vu chủ đắp nặn Vu thể. Vu thần giáo này vì đắp nặn Vu thể cho thiếu Vu chủ liền tế 10 vạn người, không biết số người chết trong tay Vu thần giáo là bao nhiêu, 100 vạn. Vu thần giáo các cô đúng là đủ hung tàn. Phàm nhân mà thôi, bọn họ đều sinh ra vì Vu thần chúng tôi, chết vì Vu thần giáo chúng tôi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hà Thi Thi kiêu ngạo nói, giống như những phàm nhân này nên là tế phẩm của Vu thần giáo bọn họ, Vu thần giáo bọn họ là thần sáng thế, nên hưởng thụ cao cao tại thượng này. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Vu thần giáo cảm thấy bọn họ là thần, những người khác đều là phàm nhân. Ở trong mắt hắn, Vu thần giáo này còn không bằng phàm nhân. Hắn vừa có ý nghĩ này, huyết sắc trong mắt biến mất. Lúc này sắc mặt Hà Thi Thi mới khôi phục bình thường, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Cậu đã làm gì tôi? Cô không thiết phải biết nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện nên biết hắn đã biết, Hà Thi Thi này có thể đi chết đi. Hắn vươn một tay ra, giơ về phía Hà Thi Thi nắm chặt. Ngưng! 5 bức tường lửa nhanh chóng thu nhỏ lại, di chuyển về phía Hà Thi Thi. Trên mặt Hà Thi Thi hiện lên hoảng loạn, đôi mắt nhìn Mạc Phàm chăm chú với vẻ hung dữ, nghiến răng nói. Mạc Đại Sư, cậu đợi đó, chỉ cần một ngày cậu không giao Vu Nha cho Vu thần giáo tôi, cậu đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn, chúng ta còn gặp lại. Hửm! Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ, rất nhanh liền thoải mái. Sẽ, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, các người hãy đợi ở Vu thần sơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vu thần sơn. Lông mày Hà Thi Thi nhíu lại, không đợi cô ta nói gì nữa, 5 bức tường lửa hoàn toàn bao quanh cô ta bên trong. A, à, tiếng kêu thê lương vang lên trong tường lửa. Mạc Phàm, Mạc gia các cậu và Lỗ gia đợi đó, lần sau gặp mặt cậu nhất định sẽ hối hận cả đời. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, giống như không nghe thấy. Chỉ trong phút chốc, Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly đều chạy ra. Mộc đầu, người phụ nữ đó chết rồi sao? Tiểu Hồ Ly tò mò hỏi. Rõ ràng là bị hỏa thiêu, vậy mà người phụ nữ này còn nói lần sau gặp lại,
chẳng lẽ người bị thiêu bên trong là giải? Không tính là như vậy. Mạc Phàm thần bí nói. Tay hắn tạo pháp ấn, đánh vào trong ngọn lửa kia. Ngọn lửa mới tắt, trong sơn động trên một ngọn núi gần Tây Nam. Sơn động này giống như một thân thể dã thú to lớn, cửa là cái miệng, răng nanh đâm vào nhau, tức giận gào thét. Khắp nơi trong sơn động đều đầy bộ xương dã thú to lớn đứng vững, từng cái đều cao hơn người, ngọn lửa như ánh nến, xếp thành hai hàng mãi cho đến khi vào sâu trong động. Ở sâu trong sơn động, trên đài cao có mấy lão giả mặc trang phục màu đen dân tộc thiểu số, nam nữ chia đôi. Miệng những người này niệm thần chú, khí đen lượn lờ quanh thân, giống như tu luyện công pháp gì đó với nhau. Giữa cửa động có một huyết trì khổng lồ, tràn ngập huyết khí. Trên xương cốt to lớn ở bốn phía có chói mỗi người sống, có nam có nữ, khoảng chừng 99 người. Mỗi người đều rất trẻ tuổi, nhưng sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Có liên tục những giọt máu chảy từ trên người bọn họ xuống, theo rãnh máu chảy vào trong huyết trì. Giữa huyết trì có một đài đá như một gốc cây nở ba đóa hoa sen. Trên mỗi đóa hoa sen đều khắc đầy đường vân phức tạp, ngay cả trong hoa cũng chứa đầy máu tươi như hồng bảo thạch. Bất chợt trong một đài sen thấp nhất, hoa văn sáng lên, ngay cả máu tươi trong hoa cũng sôi trào hừng hực, hóa thành một mảng huyết vụ lớn. Hoa văn trên đài sen sáng lên, lão giả trên đài cao nhanh chóng ngừng luyện công, mở mắt nhìn về phía đài sen này. Sắc mặt đám người trầm xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đây không phải là huyết liên bản mệnh của thánh nữ sao, cô ấy đang ở Tấn Châu lấy Vu Nha mà, sao huyết liên lại phát sáng, không phải nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy chứ. Một lão giả trong đó nhíu mày, nghi ngờ nói. Khả năng này không lớn lắm, Tấn Châu là địa bàn của Lỗ Gia và Hoàng Gia, hai nhà này dám chọc Vu Thần Giáo chúng ta sao? Cho dù bọn họ dám mạo phạm Vu Thần Giáo chúng ta, cũng không có khả năng là đối thủ của Truy Mệnh bà và Thánh Nữ, ai có thể giết được hai người bọn họ? Không phải là có môn phái nào đó muốn đối phó Vu Thần Giáo chúng ta đấy chứ? Ai dám ra tay với Vu Thần Giáo chúng ta, không muốn sống nữa sao? Một người khác lạnh lùng nói. Trong sơn động yên tĩnh, tiếng bàn tán xôn xao. Trên đài chủ tọa cao, một lão giả da bọc xương, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng còn mấy sợi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay ông ta. Lão giả này hơi già một chút, nhưng ông ta vừa mở mắt ra, cả sơn động lập tức vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói nữa. Đừng sốt ruột, đợi thánh nữ hóa ra nguyên hình sẽ biết. Trên đài sen, huyết dịch trong hoa sen nhanh chóng biến thành một đám huyết vụ cỡ đầu người. Trong huyết vụ, một phù văn màu đen bay ra, đánh vào trong huyết trì. Phù văn trên huyết trì lập tức sáng lên, lan tràn ra bốn phía, ngay cả người sống treo trên xương thú cũng phát sáng. Tiếng kêu hoảng sợ, thê lương lập tức phát ra từ miệng những người này. Bọn họ vốn chảy từng giọt máu, trong chớp mắt như chút hết đi, chảy vào giữa huyết trì. Huyết dịch trong huyết trì nhanh chóng bốc hơi, hóa thành huyết vụ dung nhập vào trong đám huyết vụ trên đài sen. Chỉ trong nửa tiếng, huyết dịch một huyết trì bị xương hóa. Huyết vụ vừa thu lại, một cơ thể hoàn mỹ trần như nhộng xuất hiện trên đài sen, đúng là Hà Thi Thi bị Mạc Phàm dùng nhất muội chân hỏa thiêu cháy. Hà Thi Thi lấy một bộ đồ ngủ màu đen đã chuẩn bị trước đó bên cạnh đài sen, quấn quanh người. Ánh mắt cô ta trong veo mà lạnh lùng, bên trong giống như mang theo ngọn lửa. Cô ta nhẹ nhàng nhảy lên, ra khỏi huyết trì, đi về phía mấy lão giả kia, trong huyết trì nhanh chóng rót vào máu tươi lần nữa. Thi Thi bái kiến Vu chủ và các vị trưởng lão, Thi Thi không hoàn thành nhiệm vụ, mời Vu chủ trách phạt. Hà Thi Thi quỳ gối trước thềm đá, cúi đầu nói. Trong áo ngủ lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Là kẻ nào ra tay với cô? Vu chủ hỏi, giọng nói giống như hữu khí vô lực, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Tỉnh Giang Nam, một người ở Đông Hải tên là Mạc Phàm. Hà Thi Thi nghiến răng nói. Cô ta đường đường là thánh nữ của Vu Thần Giáo, lại bị một tiểu bối vô danh thiêu sống. Nếu không phải cô ta tu luyện huyết thần thuật, còn để tinh huyết bản mệnh ở thánh địa Vu Thần Giáo bọn họ, thì cô ta đã chết rồi. Mạc Phàm Đông Hải sao? Trong đó có một trưởng lão nhíu mày. Trái lại Tần gia Đông Hải thì tôi biết, Mạc gia này là gia tộc nào thế? Có biết không? Những người khác đều lắc đầu. Là một bác sĩ có thể chữa trị ung thư, còn chữa được ôn dịch, y thuật có vẻ cao minh. Hà Thi Thi giải thích.
chữa trị ung thư và ôn dịch, đây cũng gọi là y thuật cao minh sao? Một lão phụ khinh thường nói. Những loại bệnh này là bệnh nan y đối với người bình thường, nhưng đối với vu thần giáo bọn họ mà nói căn bản không phải là vấn đề to tát gì. Hà Thi Thi bị thiêu thành cho tàn còn sống lại được, đây là chứng minh. Bây giờ cậu ta mới 16 tuổi, còn diệt hoàng gia. Cái gì? Trong sơn động, vẻ mặt không ít người sửng sốt. Hoàng gia nói diệt là diệt được sao, chỉ riêng yêu thú tiên thiên không phải là thứ người bình thường có thể đối phó được. Ngoại trừ yêu thú tiên thiên này ra, hoàng gia còn có không ít cao thủ trúc cơ kỳ. Một gia tộc như vậy, bất luận đi đến đâu đều là bích mắc một phương, lại bị một đứa bé 16 tuổi diệt. Chuyện này có khả năng sao? Một trưởng lão hỏi. Tuy hoàng gia rất yếu, nhưng dựa vào một đứa bé, không thể diệt sạch được hoàng gia. Chuyện này là thật sao, Thi Thi? Phu chủ lạnh nhạt hỏi. Tôi vốn định mời bác sĩ hoàng gia, giúp đỡ tôi lừa gạt phu nha trong tay lỗ lão hổ, bác sĩ kia đột nhiên bị chết cháy ở nhà, mới gặp được Mạc Phàm này, tôi thấy chuyện này là thật, tiểu tử kia thật sự rất kỳ lạ, tôi và bà dùng hàng đầu thuật mà không có một chút tác dụng với cậu ta, hỏa kiếm của cậu ta chém huyết nô của bà, còn phá phi đầu dáng của bà nữa, ngay cả huyết độn của tôi cũng bị giữ lại. Trong mắt Hà Thi Thi đầy lửa giận nói, tuy bản mệnh tinh huyết ở thánh địa có thể làm cô ta sống lại, nhưng trong vòng 3 tháng, cô ta muốn sống lại nữa cũng khó có khả năng, thực lực của cô ta cũng tổn hao nhiều. Chuyện này, Hà Thi Thi vừa mới nói xong, mọi người trong sơn động vô cùng khiếp sợ, hầu như không có ai nói chuyện. Chuyện Mạc Phàm diệt hoàng gia thiệt giả khó phân biệt, nhưng truy mệnh bà chết, thánh nữ vu thần bọn họ cũng phải mượn bản mệnh tinh huyết để trọng sinh, thực lực của Mạc Phàm này tuyệt đối không thể khinh thường. Ngoại trừ vu chủ và thiếu vu chủ. Cho dù bọn họ ra tay với truy mệnh bà và thánh nữ, cũng không có nhiều phần thắng. Ngay cả vô chủ cũng nhíu mày, trong con người giống như có điện quang lóe lên. Bây giờ tiểu tử này ở đâu? Bây giờ chắc đang ở lỗ gia Tấn Châu, nghe nói muốn đến lỗ châu làm chuyện gì đó, tiểu tử này quá kiêu ngạo, không chỉ cầm vu nha của vu thần giáo chúng ta, cậu ta căn bản không để vu thần giáo vào trong mắt, mong vô chủ làm chủ giúp Thi Thi, làm chủ cho vu thần giáo chúng ta. Hà Thi Thi nói, vu chủ, nếu tiểu tử này không ở Đông Hải, tôi đề nghị bắt tất cả người nhà cậu ta, bảo cậu ta mang vu nha đến vu thần sơn đổi lấy. Một trưởng lão nói, không sai, dám không để vu thần giáo chúng ta vào mắt, cậu ta và người nhà cậu ta đều phải nếm cái giá thật đắt. Một lão phu nhân đội mũ dân tộc nói, mắt vu chủ nheo lại, nhìn lướt qua Hà Thi Thi quỳ dưới đài, ánh sáng lạnh lóe lên. Vậy được rồi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hai người dẫn người đến Đông Hải một chuyến. Vu chủ mới nói xong, khóe miệng không ít người nhếch lên, cười lạnh lùng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nhất là Hà Thi Thi, nhất định phải khiến bọn họ hối hận cả đời. Chúng tôi lập tức xuất phát. Hai lão giả mặc đồ đen, một nam một nữ đứng dậy cúi người nói. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền từ trên người Hà Thi Thi đến. Đông Hải. Các người không cần phải đi, tôi sẽ mang vu nha đến tham gia huyết tế 10 vạn người của vu thần giáo các ông, giọng nói xa lạ giống như một quả bom to từ trên trời giáng xuống, ném tới thánh địa của vu thần giáo. Gần như tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt vô cùng âm trầm, không ít trưởng lão kích động đứng dậy, cảnh giác nhìn ngó bốn phía. Nơi này là thánh địa của vu thần giáo bọn họ, không nói đến bên trong thánh địa bọn họ, người ngoài đến gần 10 dặm quanh thánh sơn. Đều bị người của bọn họ phát hiện, vậy mà giọng nói này lại trực tiếp xuất hiện trong thánh sơn bọn họ. Chuyện lần này hơi lớn rồi, lại có người xuất hiện ở chỗ bọn họ thần không biết quỷ không hay. Phu chủ già nua khẽ nâng mí mắt, ánh mắt tràn đầy tang thương nhìn về phía Hà Thi Thi. Vị đại sư kia, đã hàng lâm đến thánh địa của vu thần giáo chúng tôi, mong cậu hiện thân để gặp mặt. Phu chủ cao giọng nói. Phu chủ, đây là Mạc Phàm Đông Hải đó. Sắc mặt Hà Thi Thi trắng bệch, hoảng sợ nói. Nửa tiếng trước, cô ta còn đang nói chuyện với Mạc Phàm, sao cô ta có thể không nghe ra giọng của Mạc Phàm? Nhưng không phải Mạc Phàm đang ở lỗ gia Tấn Châu sao, vì sao giọng nói lại xuất hiện ở thánh địa bọn họ? Cái gì, là Mạc Phàm sao? Bùm, vẻ mặt mọi người ngẩn ra, một đám người tôi nhìn ông nhìn tôi, vẻ mặt rất khó coi, hoàn toàn không biết nên nói gì. Lúc trước còn có người cảm thấy chắc chắn sau lưng Mạc Phàm có người giúp đỡ,
đám trưởng lão nói muốn trả thù Mạc Phàm không nói nên lời. Cho dù lái máy bay, cũng không có biện pháp đi từ Tấn Châu đến Vu Thần Giáo nhanh như thế. Đây là truyền âm trong truyền thuyết sao? Lúc này bên ngoài biệt thự Lỗ Gia của Lỗ Lão Hổ, Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Xem như là vậy. Giọng nói của hắn vừa vang lên, chỗ mi tâm Hà Thi Thi, một ấn ký phát sáng, bay từ trên người Hà Thi Thi ra, trôi nổi trên đỉnh đầu Hà Thi Thi. Ấn ký này vừa xuất hiện, trong sơn động lại khiếp sợ lần nữa. Hà Thi Thi mở to mắt, nhìn ấn ký bay từ người cô ta ra với vẻ khó tin. Thân thể cô ta ở bên kia đã bị Mạc Phàm thiêu thành cho tàn, vậy mà Mạc Phàm có thể theo đến đây. Vu chủ, các vị trưởng lão, thứ này không phải tôi mang vào. Thi Thi, chuyện này không trách cô, quả thật cô không phải là đối thủ của tiểu tử này. Một lão phu nhân lạnh lùng nói. Đây là bùa truyền âm, nếu bám vào người Hà Thi Thi, hơn phân nửa là thông qua huyết mạch truyền tống đến. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng ở đây không có trên ba người làm được chuyện này, cho dù Hà Thi Thi phát hiện ra cũng không cản được. Còn trẻ tuổi đã có thực lực cỡ này, thủ đoạn như vậy, đúng là lợi hại. Tiểu tử, cậu không cho Vu Thần Giáo chúng tôi đến Đông Hải, chúng tôi liền không đến Đông Hải, cậu nghĩ rằng Vu Thần Giáo chúng tôi là quả hồng mềm, để mặc cậu nắm bóp sao? Đại trưởng lão có đeo một sợi lông vũ trên đầu, đi từ trên bậc thang xuống chỗ Hà Thi Thi, tức giận nói. Cho dù tiểu tử này có thể tạo ra bùa truyền âm ngàn dặm thì sao? Có thể ngăn bọn họ đến Đông Hải rồi nói sau, nếu không thì đợi nhặt xác người nhà đi. Nói cho cậu biết, tiểu tử, chúng tôi không chỉ muốn cậu nhà tan cửa nát, còn đoạt phu nha trong tay cậu, khiến cậu sống trong hối hận cả đời. Nhị trưởng lão, một người phụ nữ rất khinh thường Mạc Phàm, vô cùng tự tin nói. Hai người cùng bước xuống bậc thang, đi đến bên cạnh Hà Thi Thi. Đại trưởng lão cầm lông chim trên đỉnh đầu vẽ lên không trung, chữ viết nguệch ngoạc xuất hiện trong không trung. Nhị trưởng lão thì niệm thần chú, một huyết khí như ác quỷ nhanh chóng thành hình. Nếu Mạc Phàm dám truyền âm đến thánh địa bọn họ thì uy, có qua có lại mới toại lòng nhau, cũng nên để Mạc Phàm nếm thử chỗ đáng sợ của Vu Thần Giáo bọn họ. Vậy tôi nói cho các người biết, thành phố Đông Hải, hai người đừng mơ tới đó được. Bên ngoài biệt thự Lỗ Gia, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng hàn quang, cười mỉa nói. Hai người chúng tôi không đến đó được sao? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cười, đừng nói là nơi nhỏ bé như Đông Hải, cho dù là thủ đô trái tim của Hoa Hạ này, bọn họ cũng từng hạ hàng đầu thuật, ai có thể ngăn được bọn họ? Mạc Phàm, chúng tôi muốn đi thì đi, cậu ngăn cản chúng tôi thế nào đây? Đại trưởng lão vẽ liên tục lên không trung, cười đắc ý nói. Ngăn cản hai người sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt phát lạnh. Hai người phế vật mà cũng cần tôi ngăn cản, bây giờ hai người có thể đi chết đi. Lời này vừa vang lên, ấn ký xuất hiện trên đỉnh đầu Hà Thi Thi nhoáng lên một cái, hai ngọn lửa màu trắng bay ra, chỉ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hai người cười khinh thường, liếc mắt nhìn hai ngọn lửa này một cái, hai người há to miệng, dùng lực hút, hai ngọn lửa kia bay về phía miệng mỗi người. Tiểu tử, lửa là do đại thần tọa nhân của Vu tộc chúng tôi phát hiện, cậu thực sự nghĩ rằng ngọn lửa này có tác dụng với Vu Thần Giáo chúng tôi sao, cậu xem chúng tôi ăn ngọn lửa của cậu này. Sắc mặt Hà Thi Thi và Vu chủ trên đài cao thay đổi, vội vàng quát lên. Đó là tiên hỏa, không thể chạm vào. Tiên hỏa. Hai từ này vang lên, mọi người đều khiếp sợ. Ở đây đều là cấp cao của Vu Thần Giáo, sao có thể không biết tiên hỏa là gì? Loại hỏa này cho dù là Vu chủ bọn họ, dính phải một chút cũng sẽ bị thiêu thành cho tàn, vậy mà hai người muốn nuốt ngọn lửa này vào. Lời này vừa nói ra miệng, ngọn lửa đã chui vào trong miệng hai người, sắc mặt nhị trưởng lão bắt đầu thay đổi, mặt xám như cho tàn. Bọn họ định nuốt ngọn lửa của Mạc Phàm, đè ép nhuệ khí của cậu ta, không ngờ lại nuốt tiên hỏa. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền từ miệng hai người ra. Ngọn lửa màu trắng chui qua tai mắt mũi miệng hai người ra, càng cháy càng mạnh. Vu chủ và mấy trưởng lão vội vàng thi pháp, nhưng pháp thuật rơi xuống ngọn lửa màu trắng, như trâu đất xuống biển, căn bản không có tác dụng. Không lâu sau, đại trưởng lão và nhị trưởng lão hóa thành hỏa nhân, ở thánh địa Vu Thần Giáo, bị thiêu thành cho tàn dưới mí mắt của đám người Vu Thần Giáo. Trong mắt đám người có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Bọn họ từng thấy không ít người bị thiêu sống,
nhưng mấy ngàn năm nay không có trưởng lão bị chết cháy ở thánh địa Vu Thần Giáo bọn họ, chết cháy đều là những người đắc tội Vu Thần Giáo. Nhưng hai ngọn lửa lần này, giống như hai cái tát tát mạnh vào mặt Vu Thần Giáo. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, ngày mai bản trưởng lão sẽ đến Đông Hải, diệt cả nhà cậu. Một trưởng lão vẻ mặt âm u tức giận nói. Các người ai cũng không diệt được, muốn tự tìm đường chết các người cứ tới, tôi sẽ ở Đông Hải đợi các người, nếu các người không dám, tôi sẽ đi tìm các người, cứ vậy đi, cảm ơn Hà cô nương mang tôi đến thánh địa, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa mới nói xong, ấn ký trên đỉnh đầu Hà Thi Thi lay động, như nến trong gió. Một lát sau, ngọn lửa tắt đi, giọng nói của Mạc Phàm biến mất khỏi sơn động. Trong sơn động, một đám người tôi nhìn ông nhìn tôi, cuối cùng mọi người nhìn về phía Vu chủ trên chủ tọa. Vu chủ, chúng ta phải làm gì tiểu tử này bây giờ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều đã chết, có cần phái người đến thành phố Đông Hải nữa không? Ánh mắt Vu chủ tràn đầy tang thương nhìn thoáng qua đại trưởng lão và nhị trưởng lão biến thành tro tàn, hàn quang lóe lên. Lúc này ông ta mới mở đôi môi khô quắt, nói mấy chữ. Phái, nhất định phải phái. Pháp ấn biến mất, bên ngoài biệt thự Lỗ Lão Hổ. Con rắn đen ở chỗ mi tâm Mạc Phàm trông sống động hơn trước nhiều, sáng lên một phen rồi nhanh chóng trốn đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lộ ra một chút tiếc hận, nếu không vì ngũ quỷ phệ thần chú gây ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể khiến thánh địa Vu Thần Giáo là một vùng biển lửa, nói không chừng còn khiến nguyên khí của Vu Thần Giáo bị đại thương. Đáng tiếc. Tiếc hận chỉ trong một lát, rồi nhanh chóng lướt qua. Mộc đầu, người đang nói chuyện với ai thế? Tiểu hồ ly nhảy lên trên vai Mạc Phàm, nhìn bốn phía trống không tò mò hỏi. Người của Vu Thần Giáo. Mạc Phàm nói. Không phải Vu Thần Giáo ở trong Đại Sơn Vân Châu phía Tây Nam sao? Mộc Phong Nhạc ngạc nhiên nói. Mạc Phàm đứng ở Lỗ Châu, không dùng di động, vậy mà nói chuyện với bọn họ cách hơn nửa hoa hạ. Bản lĩnh cũng quá dọa người rồi. Mạc Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt không quan tâm lắm. Nếu hắn luyện thành công diễn thiên thần tuyệt, hắn hoàn toàn không cần mượn Hà Thi Thi, không chỉ thần niệm truyền ngàn dặm, chỉ cần một ví trí, còn có thể giết người vô hình cách ngàn dặm. Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta phải đến Vu Thần Giáo một chuyến sao? Nó vừa nghe Mạc Phàm nói, muốn đi tìm những người đó. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía Tây Nam. Vu Thần Giáo không chết, chắc chắn bọn họ sẽ tới trả thù, tất nhiên không thể để đám người này có cơ hội đó. Hơn nữa hắn sẽ không để đám người này lấy 10 vạn người làm tế phẩm. Ở Hoa Hạ người nào lấy người làm huyết tế, người đó chết. Vu Thần Giáo có mưu đồ chuyện này, bọn họ không cần phải tồn tại. Vậy nguyền rủa trên người ngươi làm sao bây giờ, chúng ta không đến Lỗ Châu tìm đồ nữa sao? Tiểu hồ ly lo lắng hỏi. Đến Vu Thần Sơn hẳn là sẽ có. Mạc Phàm giải thích. Nguyền rủa vốn có nguồn gốc ở vu tộc am hiểu giải trừ nguyền rủa nhất. Hắn vốn tính nếu không tìm thấy Lôi Trạch Thạch ở Lôi Trạch, liền đến Tây Nam tìm một số vu tộc, không ngờ tới Tấn Châu liền gặp Vu Thần Giáo Hắc Vu trong vu tộc, không cần phải đến Lỗ Châu nữa rồi. Ba loại nguyên liệu còn lại, đều là vật phẩm giải trừ hay thi triển nguyền rủa thường dùng. Nếu không tìm thấy ở Vu Thần Giáo, chắc là không tồn tại trên địa cầu. Vậy thì đi Vu Thần Sơn, cướp mấy thứ này về trước, sau đó giáo huấn đám người Vu Thần Giáo. Tiểu hồ ly nắm móng vuốt nhỏ nói. Không phải chỉ giáo huấn. Mạc Phàm cười lạnh lùng, thu hồi ánh mắt, xoa đầu con tiểu hồ ly, đi vào trong biệt thự. Lỗ Lão Hổ đã sai người đưa mẹ và con trai ông ta về phòng ngủ, phòng khách cũng được thu dọn sạch sẽ. Lỗ Lão Hổ thấy Mạc Phàm quay về, vội vàng đi tới nghênh đón. Mạc tiên sinh có đuổi theo cô ta được không? Để cô ta chạy rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vẻ mặt Lỗ Lão Hổ sửng sốt, trên mặt hiện lên lo lắng. Hà Thi Thi là người của Vu Thần Giáo, để cô ta chạy thoát, chắc chắn Vu Thần Giáo sẽ không bỏ qua cho tất cả mọi người ở đây. Mạc tiên sinh, tôi lập tức phái người đuổi theo. Lỗ Lão Hổ chớp chớp mắt, vội vàng hỏi. Tấn Châu ngàn dặm, cho dù đi máy bay cũng phải mất hơn một tiếng. Chỉ cần vẫn ở trong phạm vi Tấn Châu, chính là phạm vi thế lực của ông ta, có thể tìm được. Không cần, cô ta đã quay về Vu Thần Sơn ở Vân Châu rồi. Cái gì? Mắt Lỗ Lão Hổ và Mộc Phong Nhạc mở to, trong mắt là vẻ khó mà tin.
Vừa rồi Hà Thi Thi còn đang ở Tấn Châu, bây giờ đã đến Vu Thần Sơn ở Vân Châu, hai nơi cách nhau gần 2.000 cây em, nửa tiếng đã đến nơi. Tuy tối hôm nay bọn họ thấy không ít pháp thuật thần kỳ, nhưng nghe Hà Thi Thi đi xa ngàn dặm trong chớp mắt, vẫn vô cùng ngạc nhiên. Khả năng này không lớn lắm đâu, Mạc tiên sinh. Lỗ lão hổ có chút không tin tưởng lắm. Nếu thực sự như vậy, Vu Thần giáo này cũng quá đáng sợ rồi. Muốn giết ai, chỉ cần đến bên cạnh đối phương trong chốc lát, ném một đống thuốc nổ qua, như tên lửa bắn vị trí tự động, sắc mặt hai người rất khó coi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, giải thích đơn giản chuyện Hà Thi Thi với bọn họ. Hai người lại khiếp sợ đến mức trợn mắt há miệng, trọng sinh còn khó tin hơn chuyện đi ngàn dặm trong chớp mắt. Tắm máu trọng sinh. Chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim tiên hiệp trên TV, là thật sao? Mạc tiên sinh, người này có thể trọng sinh thật sao? Lỗ lão hổ nuốt nước bọt, vẫn không thể tin được. Ha ha, Mạc Phàm cười khinh thường. Vu Thần giáo chỉ mượn bản mệnh tinh huyết làm dẫn, lấy trăm người huyết tế trùng tố thân thể Hà Thi Thi. Nếu để tu vi của hắn tiến xa một bước, cho dù hồn phi phách tán, chỉ cần mấy nhánh cây và nước. Hắn có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Tốt nhất là ông nên hy vọng Hà Thi Thi có thể trọng sinh, nếu Hà Thi Thi chết, chắc chắn Vu Thần giáo sẽ đến tìm ông, nhưng Hà Thi Thi sống lại ở thánh địa Vu Thần giáo sẽ đến tìm tôi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Vu Nha ở trong tay hắn, không có Vu Nha Vu Thần giáo sẽ thiếu môi giới tế tự, chắc chắn Vu Thần giáo sẽ tới tìm hắn. Chuyện này, trên mặt Lỗ lão hổ ít đi chút lo lắng. Thêm vào đó là chút áy náy. Chuyện này do ông ta mà ra, lại liên lụy tới Mạc Phàm, vẫn là do Vu Thần giáo đáng sợ như vậy. Ông ta do dự một lát, liền có quyết định, làm tư thế mời. Mạc tiên sinh, mời đi bên này, tôi mang mọi người đến một nơi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đi theo Lỗ lão hổ vào trong thư phòng. Lỗ lão hổ đi đến bên cạnh giá sách, khẽ di chuyển bình sứ thanh hoa trên giá sách. Rầm rầm. Tiếng tảng đá ma sát vang lên, một bức tường tự động mở ra. Bên trong cửa đá, một con đường nhỏ nối thẳng xuống đất sâu, ngọn đèn sáng lên theo thứ tự. Mạc tiên sinh, mọi người đi theo tôi. Lỗ lão hổ đi qua cửa đá, đi vào bên trong. Một phút sau, bọn họ cùng đi qua vài cửa đá, vào trong một mật thất. Mật thất khoảng 100 mét vuông, tận cùng bên trong thờ phụng một pho tượng cổ nhân. Cổ nhân này ngồi khoanh chân. Tóc dài râu dài, bộ dạng phiêu diêu dục tiên, trông rất sống động. Nhất là đôi mắt, bất luận là đứng chỗ nào, đều giống như đang nhìn hắn chăm chú. Trên đầu gối pho tượng đặt một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm có khắc đầy phù văn. Ở dưới ánh nến, lưu quang chuyển động trên thân kiếm, làm cho người ta có cảm giác như kiếm này đang còn sống. Xung quanh mật thất đặt đầy cái giá, bên trên đặt một số cái hộp và vật phẩm cổ xưa. Lỗ lão hổ vừa đi vào mật thất, bước nhanh đến trước pho tượng, dâng hương tế bái. Tế bái xong, lỗ lão hổ chỉ thanh bảo kiếm trên đùi pho tượng hỏi. Mạc tiên sinh, cậu thấy thanh bảo kiếm kia thế nào? Mạc Phàm nheo mắt, lam quang hiện lên, hắn nhìn về phía thanh bảo kiếm kia. Hắn vừa liếc nhìn thanh bảo kiếm này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Rầm, một tiếng thật lớn truyền vào trong thức hải hắn, mọi thứ trước mắt hắn đều thay đổi. Mật thất nhanh chóng sụp đổ, giống như bị phá hủy liên tục, trong chớp mắt mật thất biến thành một vùng quê vô cùng rộng lớn. Trên vùng quê, một lão giả mặc thanh sam đang đứng khoanh tay, thanh kiếm đặt trên đầu gối pho tượng treo ở eo ông ta. Lông mày hoa râm của lão giả này nhíu lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú. Tiểu tử, cậu là người phương nào, dám mơ ước pháp bảo lỗ ra tôi. Một tiếng quát nhẹ như thiên nộ, có ý đồ bức lui Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt hơi phát lạnh. Hắn chỉ liếc mắt nhìn thanh kiếm này một cái, không ngờ lại rơi vào trong sát khí. Một đạo tàn hồn, cũng dám làm càn trước mặt tôi. Thần thức của hắn khẽ động, ngọn lửa trong đáy mắt lập tức xuất hiện. Những kiếm khí như thực chất muốn chém lên người hắn, bốn phía quanh hắn xuất hiện một đám vòng xoáy màu đỏ, không gian lập tức vặn vẹo, bùm. Một đạo tiếng sấm đánh xuống. Kiếm khí xung quanh như thủy tinh bị đánh nát. Xuất hiện vô số khe hở. Kiếm khí biến mất, thiên lôi địa hỏa chui ra theo khe hở. Chỉ trong chớp mắt, vùng quê mờ mịt giống như gặp ngày tận thế, hoàn toàn biến thành thế giới lửa và lôi điện. Vẻ mặt lão giả kia thay đổi,
trong mắt như có điện quang nhìn Mạc Phàm chăm chú, một tay để trên chuôi kiếm. Tiểu tử, có chút bản lĩnh đó, nhưng đạo tàn hồn này của lão phu cũng đủ chém giết thần hồn của cậu. Xoẹt, bảo kiếm được rút ra, như mặt trời ló từ trong mây ra, vạn đạo lưu quang nở rộ trong vỏ kiếm, thiên lôi địa hỏa đầy trời bị kiếm quang bao phủ, hoàn toàn là thế giới của kiếm quang. Một cỗ sắc bén chí khí vô cùng lạnh lẽo, bắt đầu từ lão giả, như thủy triều điên cuồng, dũng mãnh lao ra bốn phương tám hướng. Trong mật thất, trong chớp mắt nhiệt độ giảm đi nhiều. Xoẹt, trong chớp mắt tiểu hồ ly trốn vào trong túi Mạc Phàm, thân thể run rẩy liên tục. Thân thể Mộc Phong Nhạc run lên, căng lên thật chặt, rõ ràng không có cái gì, nhưng giống như có trên vạn kiếm trôi nổi xung quanh anh ta, chỉ cần anh ta khẽ cử động, sẽ bị đâm thủng thành tổ ong vỏ vẽ, hai tay giơ lên theo bản năng. Sắc mặt lỗ lão hổ cũng tái mét, mồ hôi chảy ra như mưa, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Ông ta tới mật thất này vô số lần, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong vạn đạo kiếm quang, mắt Mạc Phàm nheo lại, nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay lão giả, lộ ra chút bất ngờ. Kiếm không tệ. Nếu biết là bảo kiếm, thì dâng cơ thể của cậu cho lão phu sử dụng đi. Lão giả nhìn thân thể Mạc Phàm chăm chú, như nhìn con mồi, trong mắt đều là tham lam, không có chút tiên phong đạo cốt như pho tượng. Mạc Phàm lắc đầu cười. Cơ thể của tôi, ông nghĩ cũng đừng nghĩ, ông, có thể biến mất rồi. Ở âm sơn, Long Chấn Thiên đủ linh hồn cũng không có biện pháp đoạt xác hắn, một chút tàn hồn dựa vào một kiện pháp bảo cũng muốn lấy đi thân thể hắn, nói đùa sao? Chảm! Ý niệm của hắn khẽ động, diễn thiên thần tuyệt vận chuyển đến cực hạn, thần thức của hắn lập tức ngưng tụ thành một đạo trường đao chân thật. Ánh đao chấp lóe, hai đạo cuồng phong làm bạn, đón kiếm ảnh đầy trời mà lão giả chém tới. Kiếm quang đầy trời như thủy tinh trải qua ánh mặt trời khúc xạ, còn ánh đao tạo ra lại chân thật. Rầm rầm rầm, phá thành mảnh nhỏ. Ánh đao thoải mái chém vào người lão giả còn chưa tiến đến bước rút bảo kiếm trong tay ra, liền bị chém thành hai như dưa hấu. Vù vù, một trận gió thổi qua, ảo ảnh biến mất, Mạc Phàm quay về mật thất. Một tay Mạc Phàm giơ về phía thanh bảo kiếm kia, một lực hút mạnh xuất hiện, bảo kiếm bay vào trong tay hắn. Két, hắn rút bảo kiếm ra gần tấc rồi cho vào như cũ. Trong mật thất, hàn khí vô hình lập tức biến mất, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ khôi phục lại bình thường, chỉ có mắt pho tượng cổ nhân ảm đạm không ánh sáng hơn trước, không còn cảm giác nhìn chằm chằm nữa. Mạc tiên sinh, vừa rồi có chuyện gì thế, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nếu không sẽ không mang cậu tới nơi này. Lỗ lão hổ lau mồ hôi, vội vàng giải thích. Không có gì, bởi vì lỗ gia ông tế bái nhiều, pho tượng này sản sinh ra một chút tàn niệm mà thôi. Mạc Phàm nhìn lướt qua pho tượng kia, lạnh nhạt nói. Trong trận pháp khác trên pho tượng này có một cái gọi là tụ nguyện trận, chỉ cần tế bái một lần, sẽ có thêm chút nguyên lực. Dần dần trên pho tượng kia sản sinh một chút tàn hồn có được ý thức. Pho tượng cũng có thể sản sinh ra tàn hồn sao? Lỗ lão hổ sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Nếu chỉ là một pho tượng, cho dù lỗ gia ông tế bái mấy ngàn năm cũng khó ngưng tụ tàn hồn, nhưng có thanh kiếm này thì khác. Nguyên lực thành thần quá khó khăn, nếu không tượng Phật ở trong tự miếu, mỗi tượng thần đều được nhiều người tế bái như vậy, đã sớm tu thành thần hết rồi. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn chính là một kiện pháp bảo, cộng thêm trận pháp có trên pho tượng, thời gian lâu dài, pho tượng cũng lây dính một chút linh tính. Linh tính cộng thêm nguyên lực, tỷ lệ sinh ra tàn hồn lớn hơn nhiều. Thay vì nói là tàn hồn, không bằng nói nguyên niệm. Chẳng trách, lúc này lỗ lão hổ mới thoải mái hơn. Mạc tiên sinh cảm thấy thanh kiếm này thế nào, nếu Mạc tiên sinh thích, tôi sẽ tặng thanh kiếm này cho Mạc tiên sinh. Mạc Phàm nhướng mày, xác nhận. Thanh kiếm này vô cùng bất phàm, ông chắc chắn muốn tặng thanh kiếm này cho tôi. Thanh kiếm này không phải là pháp khí, là pháp bảo cao hơn pháp khí một cấp bậc. Pháp khí chỉ là nguyên liệu bên trên có khắc phù văn, trận pháp, rót linh khí vào là sử dụng được. Nhưng pháp bảo do linh vật tạo ra, có được ý thức tự chủ, giống như có được tụ linh đại trận. Không chỉ có uy lực mạnh hơn nhiều, còn có thể tự bảo vệ chủ, tấn công người khác, rất nhiều tác dụng kỳ diệu, không phải pháp khí có thể so sánh được. Ở Hoa Hạ một kiện pháp khí có giá trị ngàn vạn, pháp bảo thì càng không phải nói. Nếu hắn cầm kiện pháp bảo này, thực lực sẽ tăng lên một chút. Nhưng lỗ lão hổ đã tặng Vu Nha cho hắn,
ông ta không cần phải tặng pháp bảo này nữa. Nếu Mạc tiên sinh không chê cứ lấy đi, thanh kiếm này để ở Lỗ gia chúng tôi, cũng là lãng phí. Lỗ lão hổ không do dự nói. Thanh kiếm này là thủ hộ chi kiếm nhà bọn họ, nghe nói là do một vị tổ tiên cao nhân đắc đạo để lại, nói có thể giúp Lỗ gia bọn họ tị tai tị nan. Vào thời chiến tranh, có một đội binh lính Nhật Quốc xông vào sân Lỗ gia ông ta, giết lung tung vô tội, ông nội ông ta đi đến mật thất này, tam bái chín khấu. Thanh kiếm này bay lên trời, mấy trăm tên lính Nhật Quốc đầu người hai nơi. Chính vì thanh kiếm này có lực chấn nhiếp, Lỗ gia bọn họ mới có địa vị bất động như sơn ở Tấn Châu này, cho dù hoàng gia ngàn năm thế gia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phu thần giáo phái người dùng mỹ nhân kế với ông ta, mà không trực tiếp cướp đoạt, hơn phân nửa là vì thanh kiếm này. Nhưng thanh kiếm này từ sau lần sử dụng trước, không biết vì sao không thể dùng được nữa. Năm ông ta 10 tuổi, một đám hắc y nhân che mặt xông vào biệt thự Lỗ gia bọn họ, vệ sĩ Lỗ gia căn bản không phải đối thủ, cha ông ta mang ông ta tới nơi này tế bái kiếm. Tuy cuối cùng đám hắc y nhân bị vệ sĩ Lỗ gia chạy tới hết giết chết, nhưng thanh kiếm này không có một chút phản ứng. Thay vì làm trang trí ở đây, chẳng bằng đưa cho Mạc Phàm tốt hơn. Phu nhà kia là quà cảm ơn, thanh kiếm này thứ nhất là bồi thường Mạc Phàm, thứ hai là vé thuyền đi cùng cậu. Mạc Phàm ngay cả Vu Thần giáo đều không để vào mắt, giết người Vu Thần giáo vẫn trấn định như trước. Ông ta có cảm giác, đợi một thời gian nữa, cho dù là thủ hộ chi kiếm của Lỗ gia bọn họ, cũng không thể đả động Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất thanh kiếm này đi. Trên người hắn vẫn còn ngũ quỷ phệ thần chú, không nên dùng quá nhiều thần thức, có kiện pháp bảo này tương đương có thêm một thần binh lợi khí đối phó Vu Thần giáo. Lỗ lão hổ thấy Mạc Phàm nhận lấy thanh kiếm này, nhẹ nhàng thở ra. Đám người ra khỏi mật thất, một đêm vô sự. Lúc này, trong thư phòng Bạch Vô Thành gia chủ Bạch gia ở Giang Nam. Bạch Vô Thành đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, phía sau ông ta là hai lão giả tóc trắng xóa đứng một trái một phải. Nhị trưởng lão, đã điều tra xong Bạch Nhật lệnh chưa? Bạch Vô Thành hỏi. Gia chủ, đã điều tra xong. Nghìn năm qua Bạch gia chúng ta phát đi tổng cộng 37 khối Bạch Nhật lệnh, đã thu hồi 27 cái, đang ở ngoài 10 cái trong đó có 3 cái không rõ tung tích, 7 cái còn lại tôi đã xác nhận rồi, đều ở trong tay 7 nhà kia, không có cái nào ở trong tay tên tiểu tử Đông Hải. Nhị trưởng lão nói tường tận. Bạch Vô Thành nhíu mày, do dự một lát. Tiểu tử kia có dùng lệnh bài nằm trong 3 cái không rõ tung tích không? Sẽ không, tiểu tử kia dùng Bạch Nhật pháp lệnh. 3 cái không rõ tung tích đều là Bạch Nhật Ngọc lệnh. Nhị trưởng lão lắc đầu nói. Bạch Nhật lệnh có pháp lệnh và Ngọc lệnh, pháp lệnh giống như của Mạc Phàm dùng pháp thuật ngưng tụ, Ngọc lệnh sẽ do Bạch gia dùng cẩm thạch tạo ra. Ý của ông là nói tiểu tử kia dùng đồ giả. Không sai. Mắt Bạch Vô Thành nheo lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Vì bọn họ đường đường là Bạch gia Giang Nam, lại bị một tên tiểu tử dùng Bạch Nhật lệnh giả lừa. Đại trưởng lão. Nếu Bạch Nhật lệnh kia là giả, ông cảm thấy nên xử lý tên tiểu tử này thế nào? Gia chủ, tên tiểu tử kia cản trở Bạch gia chúng ta làm việc, giết đệ tử Bạch gia chúng ta, lại làm giả Bạch Nhật lệnh, bất luận là chuyện nào đều chết không luyến tiếc. Tôi nghĩ nên hủy sản nghiệp của Mạc gia ở Đông Hải trước, rồi giết cả nhà cậu ta, cuối cùng tóm tiểu tử kia về Bạch gia chúng ta làm thụ nhân, để cậu ta sống không bằng chết. Đại trưởng lão là một lão giả vẻ mặt âm u, ông ta khẽ nâng cằm. Lạnh lùng kiêu ngạo nói. Nhị trưởng lão, ông cảm thấy thế nào? Bạch Vô Thành hỏi. Tôi thấy không ổn. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn nhị trưởng lão với vẻ khinh bỉ. Có gì không ổn, ông thân là nhị trưởng lão của Bạch gia, vậy mà sợ một tên tiểu tử Đông Hải à? Đại trưởng lão, chuyện hoàng gia bị diệt hôm nay, không có khả năng là ông không biết. Nhị trưởng lão lạnh giọng hỏi. Tuy chuyện này ở Tấn Châu, cách Giang Nam ngàn dặm. Nhưng hiện giờ một chiếc điện thoại có thể gọi lên tới mặt trăng, càng không nói đến chuyện truyền từ Tấn Châu đến Giang Nam. Nhất là một thế gia ngàn năm như Hoàng gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu giếm được tai mắt Bạch gia? Tôi biết thì sao, Hoàng gia có quan hệ gì với tiểu tử này, chẳng lẽ Hoàng gia là do tiểu tử này diệt? Đại trưởng lão tức giận nói. Dựa theo tin tức tin cậy của tôi. Hoàng gia đúng là bị tiểu tử này diệt. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. Cái gì? Trong thư phòng,
bất luận là Bạch Vô Thành hay đại trưởng lão đều hơi kinh hãi. Nhị trưởng lão, không phải ông đang nói đùa đấy chứ, vậy mà tiểu tử kia có thể diệt hoàng gia. Bọn họ biết rõ thực lực của hoàng gia, một tên tiểu tử có thể diệt được sao? Đại trưởng lão, loại chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Một gia tộc rất thân thiết với Bạch gia, bọn họ phái người đi tham gia hội giao dịch, tận mắt thấy Mạc Phàm diệt hoàng gia, vừa mới báo với ông ta không lâu, còn có video clip quay lại trong di động làm chứng, sao có thể sai được? Nhị trưởng lão, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Bạch Vô Thành nhíu mày, hỏi. Hoàng gia kém Bạch gia bọn họ không chỉ một chút nửa chút, nhưng dù sao cũng là thế gia ngàn năm, một tiểu tử 16, 17 tuổi muốn diệt là diệt được sao? Cậu ta có bản lĩnh lớn như vậy hay không, thử là biết. Nhị trưởng lão nói. Thử sao, nhị trưởng lão nói nhẹ nhàng nhỉ, bảo ai đi thử đây, nhớ đâu tiểu tử kia thật sự có bản lĩnh này, chẳng phải Bạch gia chúng ta sẽ xui xẻo sao? Đại trưởng lão phản bác. Đương nhiên không cần chúng ta đi thử, hơn một tháng trước tiểu tử kia giết người thanh bang đã kết thúc tụ long hội, rất nhanh thanh bang sẽ phái người ra tay, lấy thanh bang thử tốt hơn nhiều. Bạch Vô Thành mở miệng nói. Ông ta không biết chuyện Mạc Phàm diệt hoàng gia, nhưng biết Mạc Phàm có ân oán với thanh bang. Bạch Vô Thành mới mở miệng, đại trưởng lão vội vàng gật đầu đồng ý. Gia chủ cao minh, cứ làm như vậy đi, nếu tiểu tử kia không đối phó được thanh bang. Thì đợi bị Bạch gia chúng ta diệt môn đi, có cần chúng tôi chuẩn bị cao thủ không, thừa dịp Mạc Phàm không đủ nội khí, chém tiểu tử kia một đao. Cùng lúc đó, trong rừng phong trước một ngọn núi phía tây nước Mỹ. Một lão giả tóc hoa râm, dáng người cao gầy, mặc trên người trang phục luyện võ màu trắng, đánh quyền ở giữa rừng. Chiêu thức quyền pháp rất đơn giản, không nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng chiêu thức đơn giản ở trên tay lão giả này, hoàn toàn có một hiệu quả khác. Lão giả không dùng nửa chút nội khí, tốc độ ra quyền cũng không nhanh. Nhưng theo chiêu thức của ông ta, gió xoáy xuất hiện xung quanh ông ta, lá phong, cỏ khô, đất cát theo gió mà lên. Mỗi lần lão giả đánh một quyền, quy mô gió xoáy lớn hơn một chút, gió cũng mạnh hơn nhiều. Không lâu sau, gió xoáy như phong long vô cùng hung dữ tiếp sát mặt đất, lại bay lên trên tầng mây, cuốn theo toàn bộ, ngay cả những tảng đá cao bằng nhiều người cộng lại cũng vỡ nát. Nhưng cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió, giống như gió xoáy tê thiên liệt địa căn bản không tồn tại, ngay cả lá cây cũng không động một phen. Lúc này trên đường quốc lộ cách đó không xa, một chiếc xe dừng lại, cửa xe được hai người da đen cao lớn uy mãnh mở ra, một người đàn ông đeo kính gọng vàng bước từ trên xe xuống. Làn da trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, thân thể thon dài, khí chất tao nhã, có thể mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Người đàn ông nhìn thoáng qua gió xoáy khủng bố, trên mặt không có một chút kinh hoàng, lập tức đi tới. Giang Minh bái kiến nhị sư thúc. Người đàn ông cung kính lại gió xoáy kia, cao giọng nói. Giọng nói truyền đi rất xa, gió xoáy kia nhanh chóng thu nhỏ lại, biến yếu, lộ ra lão giả và quả đấm rất to dùng lá phong, cỏ khô, đất đá chồng chất lên nhau tạo thành bên trong. Lão giả liếc mắt nhìn vạn Giang Minh một cái, ánh mắt như đao. Sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Giang Minh, con tới nơi này có chuyện gì? Khởi bẩm nhị sư thúc, Tôn Vũ sư đệ bị người ta giết chết ở Đông Hải Hoa Hạ. Vạn Giang Minh cung kính nói. Chết một Tôn Vũ mà thôi, cũng cần bẩm báo với sư phụ con không thấy sư phụ con đang bế quan sao? Lão giả lạnh giọng hỏi. Giang Minh biết, nhưng mà Tôn Vũ chết trên tay một đứa bé 16 tuổi. Hôm qua đứa bé này mới diệt hoàng gia thế gia ngàn năm ở Hoa Hạ. Vạn Giang Minh giải thích. Hửm. Sắc mặt lão giả khẽ đổi, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta biết thực lực của Tôn Vũ, Tiên Thiên Tông sư bình thường đều không phải đối thủ của cậu ta. Ông ta cũng biết một chút về hoàng gia, có nuôi một yêu thú tiên thiên ngàn năm. Bất luận là Tôn Vũ hay hoàng gia đứa bé 16 tuổi không dám động vào. Hoa Hạ còn có thiên tài như vậy sao? Dạ, con nghe nói sư đệ Tôn Vũ bị tiểu tử kia dùng ba chiêu đánh chết, yêu thú tiên thiên của hoàng gia cũng không chịu nổi một chiêu của tiểu tử đó. Cái gì? Vẻ mặt lão giả thay đổi, tâm tình nổi lên chút gợn sóng. Khi ông ta 16 tuổi, còn chưa luyện đến nội kình, vậy mà tiểu tử này đáng sợ như thế. Nhưng rất nhanh lão giả khôi phục như thường. Sư phụ con đang bế quan, chuẩn bị trùng kích thần kính,
không thể quấy rầy, sư thúc sẽ đi cùng con đến Hoa Hạ, gặp tiểu tử này một lần. Nhị sư thúc, chuyện này. Vạn Giang Minh lộ ra chút khó xử. Thế nào, con cảm thấy sư thúc không giết được tên tiểu tử kia sao? Mắt lão giả nheo lại, hàn quang chớp lóe. Hừ, ông ta hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy cây phong không nhúc nhích chút nào trong gió xoáy, rầm rầm sụp đổ, như hóa thành cát, biến thành bụi theo gió rơi xuống đất, từ gần tới xa. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ rừng phong gần cây số biến mất, chỉ có quả đấm do gió xoáy hình thành vẫn đứng vững, đội trời đạp đất, đứng ở dưới chân núi. Chuyện này, vẻ mặt Vạn Giang Minh sửng sốt, trong mắt đều là khó tin. Không dùng một chút nội khí, chỉ dựa vào quả đấm, liền đập nát cả rừng phong. Đây là chuyện người làm được sao? Nhị sư thúc bất giận, Giang Minh không có ý đó, có nhị sư thúc ra tay, tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ. Vạn Giang Minh vội vàng nói, hô hô, đi thôi, chúng ta đến Hoa Hạ. Lão giả cười to, đi về phía chiếc xe. Vạn Giang Minh hơi híp mắt, trong mắt lóe lên hưng phấn. Tuy sư phụ anh ta không ra tay, nhưng có nhị sư thúc anh ta là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm, Mộc Phong Nhạc và Tiểu Hồ Ly ngồi lên phi cơ, rời khỏi Tấn Châu. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu đây? Phi cơ mới bay lên cao, Mộc Phong Nhạc hỏi. Về Đông Hải trước. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Mộc đầu, không phải chúng ta đến Vu Thần Sơn sao? Vẻ mặt Tiểu Hồ Ly mơ màng nói. Ngươi biết Vu Thần Sơn ở đâu không? Mạc Phàm cười khẽ, hỏi ngược lại. Sở dĩ Vân Châu được xưng là Vân Châu. Vì nơi đó đều là núi xuyên mây, gần như toàn bộ Vân Châu đều ở trong mây mù nên có tên này. Muốn tìm được Vu Thần Sơn trong nhiều núi to như thế, không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa Lỗ Lão Hổ nói với hắn Vu Thần Sơn không phải chỉ có một ngọn núi, mà là một vùng núi hợp lại. Muốn tìm được thánh địa của Vu Thần Giáo trong rất nhiều Vu Thần Sơn, lại càng khó càng thêm khó. Đợi hắn tìm được Vu Thần Sơn có khả năng đã bắt đầu tế tự, hắn cũng không thể ngăn cản. Về Đông Hải có thể tìm được vị trí của Vu Thần Sơn sao? Tiểu Hồ Ly tò mò hỏi. Có khả năng quay về sẽ biết. Mạc Phàm cười thần bí, không nói rõ ra. Lại chơi trò bí mật với bổn đại tiểu thư, không nói thì thôi, tiểu bạch kiểm, lái phi cơ, bãi giá bổn đại tiểu thư hồi cung. Tiểu Hồ Ly nói với Mộc Phong Nhạc. Nói xong nó nằm thành hình chữ đại ra trên ghế, vẻ mặt không nỡ rời đi, rõ ràng là không muốn quay về. Mộc Phong Nhạc định vị trí, lái về phía Đông Hải. Mạc Phàm cười, không để ý đến Tiểu Hồ Ly, lấy một cái đế ngọc trong nhẫn ra. Ngũ quỷ phệ thần chú càng ngày càng lợi hại, vẫn nên dùng đế ngọc áp chế trước một phen. Đợi đến khi tới tế tự ở Vu Thần Sơn, ngũ quỷ phệ thần chú phát tác, như vậy không hay rồi. Cho nên tuyệt đối không thể lơ là. Hắn vẽ năm đạo phù văn trên không trung, phù văn chấp lóe. Trong năm phù văn xuất hiện ấn ký lôi điện hình thái khác nhau. Đi! Theo tiếng quát nhẹ của hắn, ấn ký lôi điện bay vào trong đế ngọc, chỉ trong chớp mắt, ấn ký lôi điện biến mất hoàn toàn vào trong. Đế ngọc vốn màu trắng có thêm đường vân ngũ sắc. Ý niệm hắn khẽ động, đế ngọc chớp lóe hào quang, bay thẳng đến mi tâm hắn, trong chốc lát đã không thấy. Đế ngọc vừa mới biến mất, năm ấn ký lôi điện quay quanh một khối ấn ký bảo thạch ở mi tâm Mạc Phàm sáng lên. Lại nhanh chóng biến mất. Hơn 2 tiếng sau, một chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự số 9, Mạc Phàm và Tiểu Hồ Ly bước từ trên xe xuống. Chu Hiệt, Tần Kiệt và đám Tiểu Vũ nhận được tin tức, đã đợi ở cửa. Nhìn thấy Mạc Phàm xuống xe, Chu Hiệt và Tần Kiệt cung kính nói. Cung nghênh sư phụ quay về. Anh! Tiểu Vũ vội vàng chạy đến, nhào vào trong lòng hắn. Hai ngày nay trong nhà không có chuyện gì chứ? Mạc Phàm cười khẽ, véo má Tiểu Vũ đầy cưng chiều hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là sáng nay có hai người từ thủ đô đến, nổi giận đùng đùng, nói là tìm anh có việc, ông nội Tần và ông nội Lạc đang dùng trà với bọn họ ở đình Phong Nguyệt của Vọng Nguyệt Thai, ông nội Tần nói nếu anh quay về, bảo anh qua đó. Vẻ mặt Tiểu Vũ ngây ngô nói. Người thủ đô tới sao? Mạc Phàm nhíu mày, trái lại người hoàng gia còn sót lại tới rất nhanh. Anh qua đó xem. Đây là tinh khí đan, mọi người cầm lấy chậm rãi luyện hóa. Mạc Phàm lấy ra 4 bình tinh khí đan đưa cho 4 người. Tinh khí đan này dùng huyết nhục yêu thú tiên thiên ngàn năm sở luyện, cho dù là tiên thiên sơ kỳ phục dùng cũng có tác dụng,
tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt với bọn họ. Bốn người cầm tinh khí đan, mang theo tiểu hồ ly quay về biệt thự. Mạc Phàm không lập tức đến đỉnh Phong Nguyệt, mà nhìn thoáng qua tụ linh đại trận. Yêu linh đã tới tay, thừa dịp lúc này bổ sung hoàn toàn tụ linh đại trận đi. Hắn lấy yêu đan của cổ trùng ngàn năm trong nhẫn ra, ngón tay khẽ búng, một đạo linh khí đánh vào trong yêu đan. Linh khí vây quanh cổ trùng hình rắn, giống như bọt khí bay từ trong yêu đan ra. Tay hắn tạo ra hai pháp ấn, một cái đánh vào trong hư không trên biệt thự, một cái khác bay vào trong trùng ngàn năm bị hắn đánh mất trí nhớ. Pháp ấn vừa vào hư không, 81 khối pháp bàn lập tức xuất hiện, như 81 ngôi sao, di động theo quỹ tích riêng trong không trung. Đi! Hắn ném trùng ngàn năm vào trong không trung. Tất cả pháp bàn sáng lên, trên từng pháp bàn bay ra một ký hiệu, biến mất vào trong cơ thể trùng ngàn năm. Hai tay Mạc Phàm không ngừng vũ động, một đám pháp ấn đánh vào trong cơ thể trùng ngàn năm. Đợi tất cả pháp ấn tiến vào trong cơ thể trùng ngàn năm, thân thể trùng ngàn năm kéo dài, từ to bằng ngón út, biến thành dài hơn một thước. Trùng ngàn năm vẫn ngủ mê không tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra tươi cười phúc hậu thật thà như đứa bé mới sinh ra. Trùng ngàn năm này bay vài vòng quay Mạc Phàm, như đứa bé. Đi đi, trận pháp này giao cho ngươi rồi. Mạc Phàm nói. Trùng ngàn năm giống như có thể nghe hiểu lời Mạc Phàm nói, phát ra tiếng hí hí, giống như vô cùng hưng phấn bay về phía tụ linh đại trận. Chỉ trong chớp mắt, nó liền đến trận bàn giữa tụ linh đại trận được các trận bàn khác vây quanh. Trên người nó phát sáng bạch quang, mới chui vào trong trận bàn, liền biến mất không thấy. Trùng ngàn năm này nhập vào bên trong, tất cả trận bàn bắn ra kim tuyến có kích thước to bằng ngón cái, tốc độ di chuyển trận bàn cũng nhanh hơn trước nhiều. Lúc trước trận bàn như nhật nguyệt lặn về phía tây, hiện giờ như sao băng xẹt qua bầu trời, nhanh mà không loạn. Linh khí trong biệt thự vốn nồng đậm, lấy tốc độ cực nhanh tăng không chỉ một lần. Mạc Phàm cười khẽ, có trận linh, không chỉ độ dày linh khí nhiều hơn, còn tăng thêm độ khó phá trận. Nếu lúc trước có người xâm nhập tụ linh trận, vẫn có khả năng phát hiện quy luật cố định của tụ linh trận, do đó bắt đầu phá trận. Nhưng muốn phá tụ linh trận hiện giờ, không khác gì đại chiến với linh thú tiên thiên mang theo 81 kiện pháp khí. Tay hắn vung lên, tất cả pháp bàn biến mất. Hắn vào biệt thự, nói chuyện với người nhà một lát, lại kiểm tra tu vi trên người đám Chu Hiệt, lúc này mới đi đến đỉnh Phong Nguyệt. Đỉnh Phong Nguyệt được xây trên một tảng đá to gần núi, trên đỉnh viết bốn chữ to Phong Nguyệt vô biên. Lúc này trong đỉnh có bốn người đang ngồi. Ngoại trừ Tần lão gia tử và Lạc Phi gia, còn có một lão giả và thiếu nữ hơn 20. Lão giả mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, tóc hoa râm, ít nhất cũng phải 60-70 tuổi, nhưng da thịt như người trẻ tuổi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao gầy, mặc áo gió màu vàng nhạt và quần bò, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy yêu thương. Trong túi áo khoác gió phình to, không biết chứa thứ gì. Ông nội Tần, khi nào cậu ta đến? Hoàng cô nương, đừng có gấp, chỉ cần cậu ấy về là sẽ tới. Tần lão gia tử nói, nhìn lướt qua cách đó không xa, khẽ nâng mí mắt. Cậu ấy đến rồi. Lão giả xa lạ và cô gái vội vàng nhìn về phía đường núi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cách xa hơn 10 thước. Vẻ mặt lão giả coi như bình tĩnh, lông mày cô gái nhíu lại thành hình chữ hỏa, hua, nhìn Mạc Phàm đi đến đỉnh, một tay cho vào trong túi áo. Mạc tiên sinh, hai vị này, Tần lão gia vừa định giới thiệu hai người kia cho Mạc Phàm, liền bị cô gái cắt ngang. Cô gái đứng dậy, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chằm chằm. Tôi là Hoàng Thiếu Nguyệt, là cậu giết nhiều người hoàng gia chúng tôi như vậy sao? Những lời này vừa vang lên, bầu không khí xung quanh đình lập tức đông cứng lại. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn mi tâm Hoàng Thiếu Nguyệt, ý niệm khẽ động. Chỗ mi tâm Hoàng Thiếu Nguyệt, một ấn ký hình ngọn lửa xuất hiện. Nhưng lập tức mất đi. Là tôi giết, cô tìm tôi có việc gì? Mắt Hoàng Thiếu Nguyệt mở to, hai mắt nhìn Mạc Phàm gần như sắp phun lửa. Mạc Phàm, Hoàng gia tôi không oán không cừu với cậu, vì sao cậu lại ra tay nặng với Hoàng gia tôi như thế, vì sao? Hoàng Thiếu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Nếu chỉ chết vài người, cô ta không đến mức như vậy. Chỉ chưa tới một ngày, hơn ngàn người Hoàng gia bọn họ, toàn bộ bị người này thiêu thành cho bụi. Số người còn lại đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải không đánh lại được Mạc Phàm, cô ta ước gì có thể giết Mạc Phàm ngay bây giờ. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, lạnh nhạt hỏi.
Cô chắc chắn hoàng gia cô không có thù gì với tôi, cô chắc chắn hoàng gia cô không phải trừng phạt đúng tội. Hoàng Đào Nhiên vụ oan cho hắn, cha hắn bị hoàng gia hạ cổ, thiếu chút nữa Chu Hiệt bị người hoàng gia cài vào Nam Phái giết chết, đây đều là không cừu không oán sao. Cậu, vẻ mặt Hoàng Thiếu Nguyệt sửng sốt, lập tức không biết nên nói gì. Cô ta là người hoàng gia, tất nhiên cô ta hiểu rõ chuyện hoàng gia hơn ai hết. Nếu hoàng gia bị người ta tìm tới cửa, hơn phân nửa là trừng phạt đúng tội hoàng gia bọn họ. Nhưng dù sao những người Mạc Phàm giết cũng là người nhà cô ta. Lúc này, lão giả bên cạnh Hoàng Thiếu Nguyệt bỏ trà xuống, nhìn Mạc Phàm chăm chú, bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng nói. Cho dù có cừu, cậu giáo huấn hoàng gia là được, không cần phải diệt hơn ngàn người hoàng gia, tiểu tử, cậu ra tay cũng quá ác độc rồi. Mạc Phàm nhíu mày, rời mắt nhìn lão giả này. Ông là ai? Lão phu là Liễu Như Tùng Liễu gia ở thủ đô. Lão giả hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, trong giọng nói cảm thấy vô cùng tự hào với thân phận của ông ta. Liễu gia? Mạc Phàm nhíu mày, trái lại hắn có biết một chút về Liễu gia, võ đạo thế gia nổi tiếng ở thủ đô. Kiếp trước, Liễu gia có một võ đạo cuồng nhân, khiêu chiến cao thủ võ đạo ở Hoa Hạ. Cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành và mấy tông phái có danh tiếng đều bại dưới tay ông ta, lúc ấy được mỗi tạp chí lớn đưa tin, danh tiếng của Liễu gia nổi như cồn. Lúc ấy võ đạo cuồng nhân của Liễu gia này được khen ngợi là cao thủ số một Hoa Hạ. Người hoàng gia, vậy mà tìm Liễu gia tới Đông Hải gây phiền phức với hắn. Liễu tiên sinh đúng không? Nếu đồ đệ ông bị người hoàng gia giết chết, ông sẽ làm gì? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hỏi ngược lại. Đương nhiên là dĩ hòa vi quý. Liễu Như Tùng lạnh nhạt nói. Ông ta có nhiều đồ đệ như vậy, vì một người trong đó đối địch với hoàng gia, đúng là không sáng suốt. Vậy nếu hoàng gia hạ cổ cha ông còn có thể dĩ hòa vi quý không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Chuyện này, sắc mặt Liễu Như Tùng kỳ lạ. Đồ đệ và cha, tất nhiên không cùng một phân lượng. Cho dù hoàng gia hạ cổ cha cậu, cũng không đến mức khiến cậu diệt hơn 1.000 người hoàng gia chứ. Mạc Phàm cười khẽ, ở trong mắt hắn, tính mạng của hơn 1.000 người hoàng gia, không bằng một sợi tóc bạc của cha hắn. Ông cảm thấy hoàng gia chết hơn 1.000 người nhiều lắm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Liễu Như Tùng lạnh giọng nói. Hơn 1.000 người, nói giết là giết, cho dù ông ta sống nhiều năm như vậy. Trên tay cũng không dính nhiều máu người đến thế. Vậy tôi nói cho ông biết, tôi vốn có thể giết nhiều hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyết môi huyền hỏa chú mà hắn dùng có thể giết chết người có huyết mạch với hoàng gia, nhưng hắn tha cho những người không đủ tội nghiệt để giấy lên lửa giận, ví dụ như Hoàng Thiếu Nguyệt trước mặt. Chỉ cần hắn nguyện ý, bây giờ hắn cũng có thể giết chết Hoàng Thiếu Nguyệt, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Mạc Phàm vừa nói những lời này. Tần lão gia tử và Lạc Phi đều hít vào một hơi khí lạnh, tiểu tử này cũng quá độc ác rồi. Ngay cả Hoàng Thiếu Nguyệt cũng sửng sốt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, hàm răng cắn chặt, trên mặt đều là giận dữ. Liễu Như Tùng nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Mạc Phàm, cậu vì thù riêng của mình, giết nhiều người hoàng gia như vậy, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ rằng trên đời này không có công đạo sao? Mạc Phàm khinh thường, bởi vì hoàng gia tồn tại. Vô số người bị hoàng gia hạ cổ, trở thành chất dinh dưỡng của mẫu cổ, hơn vạn đứa bé thành tàn tật, gia đình tan vỡ, Khương gia bị nô dịch ngàn năm. Công đạo có hay không tôi không biết, nhưng trái lại tôi cảm thấy, tôi nên sinh sớm ngàn năm, sớm diệt hoàng gia. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Gia tộc như hoàng gia nên diệt từ sớm, trên đời này sẽ yên bình hơn nhiều. Liễu Như Tùng nhíu mày, sắc mặt càng khó coi. Ông ta tự mình ra mặt đòi công đạo cho hoàng gia, tiểu tử Đông Hải này không biết hối cải còn chưa tính, vậy mà không cho ông ta một chút mặt mũi nào. Không đợi ông ta nổi bão, cái tay vẫn luôn cho vào trong túi của Hoàng Thiếu Nguyệt rút ra, một cái tiểu nỏ tinh xảo xuất hiện trong tay cô ta. Toàn thân tiểu nỏ do kim khí đỏ sậm tạo ra, bên trên khắc đầy kim văn, chỗ tay cầm còn khảm một viên bảo thạch màu đỏ. Trên tiểu nỏ đã trang bị xong một mũi tên màu đỏ sậm. Lóe sáng hồng quang chấn nhiếp tâm người ta chỉ về phía mi tâm Mạc Phàm, đợi thời cơ. Cậu cảm thấy hoàng gia chúng tôi đáng chết như vậy, vậy cậu cũng đi chết đi. Hoàng Thiếu Nguyệt kéo cò, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy hoàng gia bọn họ làm nhiều chuyện không nên làm, có lẽ Mạc Phàm đúng, nhưng thù này cô ta vẫn phải báo.
Tần lão gia tử và Lạc Phi thấy tiểu nỏ trong tay Hoàng Thiếu Nguyệt, sắc mặt thay đổi. Hoàng cô nương, đừng kích động, nhanh bỏ cái nỏ này xuống. Liễu Như Tùng hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, vui sướng khi người ta gặp họa nhìn về phía Mạc Phàm. Sao ông ta không biết cây nỏ này, tên cây nỏ này là truy hồn nỏ, là một trong những bảo vật của hoàng gia. Tuy chỉ là một cây nỏ nhỏ, uy lực còn đáng sợ hơn súng ngắm. Không chỉ có thể xuyên qua tấm thép dày 10cm, nếu như đâm chúng vào người, vết thương sẽ chảy máu không ngừng. Thân thể Mạc Phàm cường hãn đến mấy, cũng phải kém tấm thép. Trên truy hồn nỏ này còn tôi luyện độc dược của hoàng gia, chỉ cần xước ra, trong chớp mắt sẽ phát độc mà mất mạng, không thuốc nào cứu được. Ông ta không ngờ truy hồn nỏ ở trong tay Hoàng Thiếu Nguyệt, hiện giờ chỉ cần Hoàng Thiếu Nguyệt bóp cò, dù Mạc Phàm hung hãn đến mấy cũng chỉ còn đường chết. Xem ra chuyện hôm nay đơn giản hơn rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua tiểu nỏ trong tay Hoàng Thiếu Nguyệt, vẻ mặt không có một chút thay đổi. Tôi có thể diệt yêu thú tiên thiên của Hoàng gia cô, chỉ là một kiện pháp khí đã muốn giết tôi, cô cảm thấy có khả năng sao? Không thử làm sao mà biết? Hoàng Thiếu Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi cho cô cơ hội, cô thử xem đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lông mày Hoàng Thiếu Nguyệt nhíu lại, vẫn bóp cò. Bảo thạch màu hồng khảm trên tiểu nỏ sáng lên, mũi tên lập tức được một đám hồng quang vây quanh. Hồng quang chớp lóe, mũi tên như máu bay nhanh về phía mi tâm Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh, không khí như bị đâm xuyên qua. Thấy mũi tên sắp đâm trúng, bạch quang trên tay Mạc Phàm chớp lóe, hắn giơ tay lên, giống như hái hoa, lại nhanh như thiểm điện, tay xuất hiện trước mi tâm của hắn. Keng, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên, mũi tên bị Mạc Phàm kẹp chặt ở giữa ngón tay. Trong đình Phong Nguyệt, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Tần lão gia tử và Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu trong tay Hoàng Thiếu Nguyệt là một cây súng bình thường, bọn họ sẽ không lo lắng chút nào. Tần Kiệt đều có thể đối đầu với súng lục, Mạc Phàm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng truy hồn nỏ này thì khác, nó là một kiện pháp khí rất nổi tiếng ở Hoa Hạ. Ít nhất có hai tiên thiên tông sư chết dưới truy hồn nỏ này. Cầm truy hồn nỏ giết chết tiên thiên tông sư đều là người bình thường không có một chút võ công, đầy đủ để thấy chỗ đáng sợ của truy hồn nỏ. Tươi cười trên mặt Liễu Như Tùng lập tức cứng đờ, vui sướng khi người ta gặp họa biến mất không thấy nữa. Ông ta đã là cao thủ nội kình hậu kỳ, nếu đổi lại là ông ta, cho dù không bị bắn trúng, cũng không có khả năng thoải mái giống như Mạc Phàm. Trong mắt ông ta hiện lên sắc lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi không ít. Ông ta nghe người ta nói Mạc Phàm diệt hoàng gia, ông ta còn có chút không tin, bây giờ bắt đầu hơi tin rồi. Hoàng Thiếu Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn nỏ tiễn trong ngón tay Mạc Phàm, trong mắt đều là khó mà tin. Truy hồn nỏ cho dù là tiên thiên tông sư cũng bị giết chết, vậy mà mất đi hiệu lực trên người người này, trong mắt cô ta hiện lên tuyệt vọng. Truy hồn nỏ là quân bài chưa lật duy nhất của cô ta, khoảng cách gần như vậy, cơ hội tốt như vậy, vẫn bị cản lại được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, mũi tên này nhanh như thiểm điện, trận pháp trên tiểu nỏ còn có hiệu quả bắn chúng, nếu là người khác, căn bản muốn tránh cũng không được. Hắn lại giống người khác sao, hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức ngay cả tiên thiên tông sư đều kém hắn rất xa. Ở trong mắt hắn, mũi tên này không nhanh hơn tốc độ của con rùa bao nhiêu. Còn trận pháp bắn chúng tên, lại như vui đùa. Nhẫn trên ngón tay hắn sáng lên, mũi tên biến mất ở hư không. Được hắn cho vào trong nhẫn. Cô thử xong rồi, giờ đến lượt tôi nhé. Hàm răng Hoàng Thiếu Nguyệt cắn chặt lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chằm chằm, vẻ mặt kiên định. Đến lượt cậu, tốt nhất là cậu giết tôi. Không đợi Mạc Phàm thi triển pháp thuật, Liễu Như Tùng đứng dậy. Mạc Phàm, cậu giết nhiều người như vậy còn chưa đủ à, chẳng lẽ cậu thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hoàng gia? Liễu Như Tùng lạnh lùng nói. Ông ta là người Hoàng Thiếu Nguyệt mời đến giải quyết chuyện này, nếu ông ta ở đây Hoàng Thiếu Nguyệt vẫn bị Mạc Phàm giết chết, sau này ông ta đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được ở thủ đô. Nếu không thì sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Liễu Như Tùng một cái, lạnh giọng hỏi. Hắn từng tha cho Hoàng Thiếu Nguyệt một lần, Hoàng Thiếu Nguyệt vẫn cầm pháp khí ra tay với hắn dễ mạo phạm như vậy sao? Liễu Như Tùng thấy Mạc Phàm không ra tay, vẻ mặt bình tĩnh hơn. Quả thật hoàng gia hơi quá đáng, nhưng cậu ra tay cũng quá độc ác rồi, chuyện đã xảy ra rồi thì phải giải quyết, chỉ cần cậu trả lại tổ địa của hoàng gia cho hoàng gia,
bồi thường một bộ công pháp và một bộ sách thuốc cho họ, hứa sau này sẽ không gây chuyện với hoàng gia, Liễu gia tôi cam đoan với cậu, sẽ không có người hoàng gia tới tìm cậu gây phiền phức, thế nào? Liễu Như Tùng nói, bộ dạng như người hòa giải. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hóa ra là vì bảo vật ở tổ địa hoàng gia và công pháp, y thuật của hắn mà đến. Vài thứ trong mật thất hoàng gia, tuy hắn thấy chướng mắt, nhưng nằm trong tay ai đều như một bảo tàng vô cùng to lớn. Còn công pháp và y thuật của hắn, cho dù là người nào đạt được, sau này đều như mặt trời ban trưa, bàn bạc đúng là hay. Tôi đã trả ngọn núi đó vật quy nguyên chủ, không có khả năng trả lại cho hoàng gia. Mạc Phàm khinh thường nói. Liễu Như Tùng nhíu mày, ánh sáng lạnh trong mắt lộ ra. Tổ địa hoàng gia có thể không cần trả, nhưng phải thêm một bộ công pháp nữa, một bộ công pháp đổi một ngọn núi và vô số bảo vật, cậu tuyệt đối là buôn bán lời. So với mấy thứ ở tổ địa hoàng gia, ông ta càng coi trọng công pháp của Mạc Phàm hơn. Mạc Phàm 16 tuổi đã có thiên phú như vậy, công pháp tuyệt đối không tầm thường. Liễu gia bọn họ đã đạt thành giao hẹn với Hoàng Thiếu Nguyệt, nếu lấy được tổ địa, một nửa tổ địa sẽ của Liễu gia bọn họ, còn công pháp và y thuật phải chung với Liễu gia bọn họ. Nếu không, sao Liễu gia bọn họ lại phái ông ta tới? Công pháp và y thuật đều ở chỗ tôi, có thể bồi thường cho Hoàng gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói những lời này, hai vị Tần, Lạc lão gia nhíu mày. Hoàng Thiếu Nguyệt cũng nhíu mày, trên mặt xuất hiện nghi ngờ. Cô ta tìm Liễu gia ra mặt, không phải là vì hòa giải, mà vì một cơ hội ra tay như vừa rồi. Cô ta không ngờ Mạc Phàm sẽ tiếp nhận hòa giải. Lông mày Liễu Như Tùng giãn ra, trong mắt lộ ra chút vui sướng. Ông ta không ngờ Mạc Phàm dễ dàng đồng ý như thế, có công pháp của Mạc Phàm, dùng không được bao lâu, Liễu gia bọn họ sẽ xuất hiện một vị cao thủ làm mọi người sợ hãi. Cậu đã không có ý kiến, vậy thề đi, chỉ cần thề không gây khó dễ với hoàng gia nữa, chuyện này sẽ không có người truy cứu. Liễu Như Tùng thoải mái nói. Tôi có thể cho ông công pháp và y thuật, nhưng Khương gia bị nô dịch ngàn năm, trên vạn người bị hoàng gia biến thành tàn tật, những đứa bé ăn xin trên đường, hơn 10 vạn người bị hoàng gia hạ cổ mà chết, tổn thất của bọn họ, ai tới bồi thường, cũng vì một câu của ông, hoàng gia có thể nhận được bồi thường. Vậy bọn họ chỉ có thể nhìn tức giận xuống sao? Mạc Phàm hỏi. Hoàng gia đã bị cậu giết hơn 1.000 người, những người này đủ bồi thường cho bọn họ rồi đó. Liễu Như Tùng trầm giọng nói. Những người đó chỉ là một đám phàm phu tục tử, cho dù chết trăm vạn thì thế nào? Nếu hơn 1.000 người hoàng gia bồi thường những người đó, vì sao ông lại tới tìm tôi đòi bồi thường? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Sắc mặt Liễu Như Tùng lập tức trầm xuống. Ánh mắt âm tình bất định nhìn Mạc Phàm chăm chú. Mạc Phàm, cậu không muốn hòa giải đúng không? Tôi cần hòa giải với hoàng gia sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi ngược lại. Hoàng gia là trừng phạt đúng tội, đừng nói hoàng gia bị hắn diệt sạch, cho dù hoàng gia còn người có thực lực không kém hắn, hắn cũng không cần phải hòa giải. Chỉ là một Liễu gia, đã muốn ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi, nghĩ cũng hay quá nhỉ. Tiểu tử, cậu, Liễu Như Tùng chỉ Mạc Phàm. Bả vai không ngừng run rẩy, lửa giận ở ngực thiêu đốt hừng hực. Vòng một vòng, tiểu tử này không chỉ vòng ông ta vào, còn không muốn hòa giải. Ông ta còn tưởng công pháp và y thuật sắp tới tay rồi, nhưng bây giờ ông ta có cảm giác như trứng gà bay về phía mình. Tiểu tử, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, tôi nói cho cậu biết người hoàng gia không dễ giết như vậy nữa đâu. Không dễ giết. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Tôi đây nói cho ông biết. Chỉ cần một ý niệm trong đầu tôi, đám người hoàng gia còn lại vẫn sẽ như vậy. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, tay hắn tạo pháp ấn. Chỗ mi tâm Hoàng Thiếu Nguyệt, ấn ký ngọn lửa sáng lên, ngọn lửa màu trắng lập tức bay từ mi tâm cô ta ra, bay đến trên truy hồn nỏ trong tay Hoàng Thiếu Nguyệt. Truy hồn nỏ do kim khí không biết tên luyện thành, ngọn lửa màu trắng này mới bay lên trên, vậy mà truy hồn nỏ màu đỏ sậm bùng cháy. Hoàng Thiếu Nguyệt chỉ cảm thấy tay như bị phỏng, không do dự ném truy hồn nỏ trong tay đi. Dù vậy, trên tay vẫn đỏ rực như trước, một tầng bọt nước chậm rãi xuất hiện. Ngọn lửa màu trắng trên truy hồn nỏ cháy mạnh hơn, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ truy hồn nỏ bên trong. Chỉ trong chớp mắt, truy hồn nỏ một kiện pháp khí có thể giết chết Tiên Thiên Tông sư biến thành nước thép màu đỏ như máu. Nhìn nước thép trên đất, hai lão gia tử Tần, Lạc,
Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt đều khiếp sợ không nói nên lời. Nhất là Liễu Như Tùng, giống như bị Mạc Phàm tát trước mặt mọi người, trên mặt nóng rát, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Ai nói người hoàng gia rất khó giết? Giết dễ như đốt sách. Nghe nói truy hồn nỏ này do thiên thạch tạo ra, thiên thạch có thể rơi xuống địa cầu thông qua tầng khí quyển ma sát, đủ để thấy độ nóng chảy của nó cao bao nhiêu. Nếu độ nóng chảy thấp, còn chưa qua tầng khí quyển đã bị đốt gần như không còn. Một món pháp khí có thể chịu được tầng khí quyển ma sát như vậy, không kiên trì được nổi một phút dưới ngọn lửa của Mạc Phàm. Ngọn lửa này của Mạc Phàm khủng bố biết bao nhiêu. Truy hồn nỏ đều bị đốt thành nước, nếu là đốt người thì không khác gì hóa vàng mã, chỉ là chuyện trong phút chốc. Liễu Như Tùng, ông còn cảm thấy người hoàng gia không dễ giết nữa không? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Hiện giờ hắn muốn giết đám người hoàng gia còn lại, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Sắc mặt Liễu Như Tùng vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, cố chấp nói. Mạc Phàm, tôi cũng là vì suy nghĩ cho yên ổn của cậu và thế gia Hoa Hạ, ngay cả mặt mũi của Liễu gia thủ đô mà cậu cũng không chịu cho sao. Liễu Như Tùng vừa nhắc tới Liễu gia, Tần lão gia tử và Lạc Phi đều nhíu mày, trong mắt lộ ra chút lo lắng. Liễu gia này tương tự với hoàng gia, đều là thấy người sang bắt hoàng làm họ. Vệ sĩ của những đại nhân vật ở thủ đô, 10 người thì 4-5 người thuộc Liễu gia. Ngoại trừ chuyện này ra, Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia đã đến cảnh giới tiên thiên vào 20 năm trước, là một trong những tiên thiên tông sư nổi tiếng ở Hoa Hạ, thực lực không thể khinh thường. Vân Thiên không tiên thiên tông sư của Lạc gia ở trước mặt Liễu Như Phong, ngay cả một trưởng cũng không chống đỡ được. Liễu Như Tùng nói vậy, vậy chuyện này hơi phiền phức rồi. Mạc Phàm có thể không hòa giải với hoàng gia, nhưng không thể dễ dàng đắc tội Liễu gia, không thể mạo phạm tông sư. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Nếu như Liễu gia ông muốn lấy công pháp và y thuật trên tay tôi, đại khái có thể tự tay tới lấy, chỉ dựa vào ông mở miệng nói hai chữ Liễu gia là lấy được, ít nhất ông không lấy được đâu. Rõ ràng là vì bảo vật hoàng gia và y thuật, công pháp của hắn mà đến, lại lấy danh nghĩa hòa giải và vì hòa bình của Hoa Hạ, đúng là chuyện bán mình còn muốn lập đền thờ. Mấy thứ này ít nhất phải là tiên thiên tông sư tới. Ai lại phái một tên nội kình hậu kỳ tới thử trước, ha ha. Liễu Như Tùng nhíu mày, gương mặt già nua vì thức mà như gan heo để nhiều ngày, vô cùng khó coi. Quả thật ông ta như lời Mạc Phàm nói, vì bảo vật hoàng gia và công pháp, y thuật trên người Mạc Phàm mà đến. Nếu không Mạc Phàm vừa mới diệt hoàng gia, thực lực sâu không lường được, sao Liễu gia bọn họ mạo hiểm phái ông ta tới Đông Hải với Hoàng Thiếu Nguyệt. Nhưng Mạc Phàm vạch trần ông ta trước mặt hai lão gia tử Tần, Lạc, chuyện này giống như ông ta và bà xã lão Vương cách vách đang ý chí chu, còn gọi điện thoại cho lão Vương luôn miệng nói ông ta đang tiêm cho bà xã lão Vương, nhưng bị người ta livestream trên truyền hình Hoa Hạ. Như vậy mặt mũi ông ta còn khó coi hơn bị tát mấy cái. Tiểu tử, cậu có ý gì, cậu nói rõ cho tôi, nếu không phải nể mặt Tần lão và Lạc lão, với chuyện cậu giải trừ bệnh dịch, cậu cho rằng lão phu sẽ hòa giải chuyện này giúp cậu sao? Liễu Như Tùng tức giận nói. Một tiếng giống này, làm kình khí màu xanh xuất hiện trên người ông ta, áo bào khẽ tung bay, bầu không khí xung quanh đỉnh Phong Nguyệt lập tức đông cứng. Hoa cỏ, cây cối xung quanh lập tức sinh trưởng điên cuồng, mang theo lửa giận của Liễu Như Tùng, giống như rắn nhúc nhích quấn về phía Mạc Phàm. Cỏ xanh dưới chân Mạc Phàm, trong chớp mắt bao phủ chân hắn ở trong. Hoàng Thiếu Nguyệt thấy Liễu Như Tùng ra tay, vẻ mặt đầy chờ mong. Chỉ cần Mạc Phàm dám ra tay với Liễu gia, tương đương là địch với Liễu gia, cô ta có thể trả thù được cho hoàng gia. Lông mày hoa dâm của Tần lão gia tử nhíu lại, ánh mắt nhìn Liễu Như Tùng lạnh vài phần. Lạc Phi không tốt tính như vậy, hừ lạnh một tiếng. Hừ, Liễu Như Tùng, ông muốn làm gì? Hoàng Thiếu Nguyệt ra tay ông ta không ngăn cản, Hoàng Thiếu Nguyệt có lý do của cô ta. Liễu Như Tùng này ra tay, dụng tâm không đơn giản như vậy. Ông ta gõ cây gậy xuống đất, một đạo kình phong từ trên cây gậy của ông ta, tạo ra rất nhiều tiểu kênh rạch trên phiến đá ở đỉnh Phong Nguyệt, đi về phía Liễu Như Tùng và Mạc Phàm, như một tấm bình phong chắn trước người Mạc Phàm, cũng ngăn cản đường đi của đám dây kia. Lạc lão, không phải tôi không nể mặt ông, là tiểu tử này quá kiêu ngạo, không để Liễu gia chúng tôi vào mắt, nếu là như vậy, tôi chỉ có thể thực xin lỗi, đợi tôi thu thập tiểu tử này xong, hôm nào lại bồi tội với ông. Liễu Như Tùng cười mỉa nói.
Chỉ cần Mạc Phàm dám ra tay, Liễu gia có cớ ra tay với Mạc Phàm rồi. Ông ta vừa nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, dẫm mạnh chân xuống, mặt đất vì chuyện này mà chấn động, từng đạo khe hở xuất hiện dưới chân ông ta, xuyên qua đạo tường khí của Lạc Phi. Hơn 20 rễ cây có kích thước như cánh tay trẻ con, thông qua khe hở mặt đất quấn lấy tay Mạc Phàm. Nhìn những cái dây này, khóe miệng ông ta nhếch cao, cười đắc ý. Chỉ cần có thể quấn lấy tay Mạc Phàm, ngăn cản Mạc Phàm thi pháp, tiểu tử này còn không phải Mạc ông ta sắp xếp. Tiểu tử, nếu cậu không để Liễu gia chúng tôi vào mắt, vậy thì thử Vạn Mộc Trường Xuân Quyết của Liễu gia chúng tôi xem. Mạc tiên sinh, nơi này giao cho hai lão già chúng tôi là được, cậu quay về nghỉ ngơi đi. Tần lão gia tử đi đến bên cạnh Mạc Phàm, thở dài một hơi nói. Trên người Mạc Phàm đủ nhiều phiền phức rồi, chuyện này để bọn họ ra tay tốt hơn. Liễu gia là võ đạo thế gia chân chính, luận về thực lực không phải loại đông y thế gia như hoàng gia có thể so sánh. Không cần hai người ra tay, mình tôi đủ rồi. Mạc Phàm nhíu mày, cười nhạt nói. Liễu Như Tùng vẫn lo lắng Tần Quỳnh và Lạc Phi cản trở ông ta, ai biết Mạc Phàm không cần, ông ta nhướng mày, cười hỏi. Tiểu tử, cậu dám ra tay với tôi sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Liễu Như Tùng một cái, cười lạnh lùng. Chỉ dựa vào công pháp hệ mộc cấp thấp này của ông, muốn thử hỏa diễm tam thiên của tôi không? Đột nhiên ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở trên tay hắn, ngọn lửa cháy mạnh ở phía trước, trong chớp mắt cao hơn một thước. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, sức nóng kinh người cũng xuất hiện. Đình Phong Nguyệt này vốn xây ở gần núi, gió rất mạnh, lại là mùa thu, không khí vô cùng mát mẻ. Nhưng theo ngọn lửa này xuất hiện, xung quanh như ở trong lò nóng. Những cây cối hoa cỏ sinh trưởng điên cuồng dựa vào kinh khí của Liễu Như Tùng, héo rũ trong chớp mắt. Rễ cây dưới đất vốn muốn quấn lấy tay Mạc Phàm, khoảng cách gần biến thành củi lửa. Khoảng cách xa như xúc tua bị điện giật, vội vàng lùi lại, giống như nhìn thấy khắc tinh. Không chỉ như vậy, chỉ trong một giây đồng hồ, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt xuống, chảy ròng ròng. Sắc mặt Hoàng Thiếu Nguyệt trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ sửng sốt. Người diệt hoàng gia cô ta, thật sự là người sao? Sắc mặt Liễu Như Tùng cũng không khá hơn Hoàng Thiếu Nguyệt chút nào, trái lại càng khó coi hơn. Rất nhiều pháp sư am hiểu pháp thuật hệ hỏa cũng có thể khống chế ngọn lửa, nhưng phải dùng pháp ấn, phù chú, pháp khí, trận pháp và công cụ, cho dù không có những công cụ này cũng cần chú ngữ. Mạc Phàm không cần dùng gì, bỗng nhiên trên tay xuất hiện ngọn lửa, không có nhiều người trong tiên thiên chân nhân làm được chuyện này. Hư không sinh hỏa sao? Đây là hư không sinh hỏa. Rất lâu sau, lúc này Liễu Như Tùng mới phản ứng kịp, lông mày ông ta nhíu lại, xoắn suýt một lúc, hừ lạnh một tiếng, thu hồi nội khí trên người. Ngọn lửa trên tay Mạc Phàm giống ngọn lửa thiêu hủy truy hồn nỏ, ngay cả truy hồn nỏ cũng bị thiêu hủy, đốt ông ta đơn giản như dưa chuột teo lại. Ông ta muốn khiêu khích Mạc Phàm ra tay, nhưng không muốn chết. Tiểu tử, cậu thực sự nghĩ rằng Hoa Hạ không có vương pháp à, cậu thực sự cho rằng tu vi đủ cao? Giết hơn 1.000 người có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật được sao? Liễu Như Tùng trầm giọng nói. Mạc Phàm cười ha ha, Liễu Như Tùng thấy lấy Liễu ra không có tác dụng, lại chuyển sang pháp luật, có tác dụng sao? Ông cảm thấy pháp luật có thể hạn chế tôi sao? Đến bước này của hắn, toàn bộ dựa vào bản tâm, muốn dùng pháp luật hạn chế, giống như dùng dây thừng to bằng ngón cái trói buộc mãnh thú thời viễn cổ. Liễu Như Tùng nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận. Nhìn Mạc Phàm chăm chú nhưng không biết nói gì. Đến cảnh giới tiên thiên, trừ phi mời được cao thủ cảnh giới tiên thiên ra tay, nếu không cho dù dùng quân đội cũng vô dụng. Cao thủ cảnh giới tiên thiên, hoàn toàn có thể tới lui như gió trong thiên quân vạn mã, giết một người bất kỳ cũng dễ dàng như hái hoa cỏ ven đường. Ở cổ đại những người tức giận đâm đế vương, đều là cao thủ tiên thiên. Cho nên Hoa Hạ vô cùng thoải mái với cao thủ tiên thiên, chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt. Sẽ không hạ lệnh ra tay với cao thủ tiên thiên. Nếu là người bình thường, giết một người, cho dù là tự vệ đúng đắn cũng bị điều tra nghiêm ngặt. Nhưng nếu chuyện này đặt trên người Mạc Phàm, cho dù giết 1.000 người, cũng không sao. Được lắm, vậy cậu đợi đó, Nguyệt Nhi chúng ta đi. Liễu Như Tùng lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, xoay người muốn rời đi. Đi, ông muốn rời đi cũng được, để lại chút đồ đã. Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Ông ta nghĩ rằng nơi này là chợ, có kẻ mặc cả sau đó uy hiếp, rồi muốn đi thì đi, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Mạc Phàm vừa nói như vậy, sắc mặt Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử vốn không đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Mạc tiên sinh, nếu có thể, cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ đi đi. Tần lão gia tử nói. Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia từng cứu ông ta một lần, nếu không ông ta có thể để Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt gặp Mạc Phàm sao? Hơn nữa nếu Mạc Phàm giết Liễu Như Tùng, chuyện này thật sự ồn ào lớn rồi. Tiểu tử, dù thế nào, cậu vẫn muốn ra tay, giữ lão phu ở lại sao? Liễu Như Tùng nhướng mày, cười mỉa hỏi. Ông cần tôi ra tay sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, khinh thường nói. Chỉ là nội kình hậu kỳ, quá coi trọng mình rồi. Đi! Ý niệm của hắn khẽ động, nói với ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trong tay. Ngọn lửa lập tức bay ra một tia lửa sáng rực, tia lửa này xoay tròn trước người Mạc Phàm một lát, biến mất trong chớp mắt. Khi xuất hiện lần nữa, đã đến trước mi tâm Liễu Như Tùng. Không để Liễu Như Tùng phản ứng kịp, tia lửa trực tiếp chui vào trong mi tâm ông ta. Tươi cười trên mặt Liễu Như Tùng lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là trắng bệch vì hoảng sợ. Ông ta vừa nhìn thấy uy lực của ngọn lửa này rồi, nấu chảy kim loại đốt bạc cũng được, vậy mà Mạc Phàm lại để đám lửa này ở trong cơ thể ông ta. Tiểu tử, cậu nhanh lấy ngọn lửa trong cơ thể lão phu ra, nhanh lên, nếu không tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Liễu Như Tùng vô cùng hoảng sợ nói. Đẹp mặt sao? Ha ha! Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, vô cùng khinh thường. Nói cho gia chủ Liễu gia ông, muốn công pháp, y thuật thì tự mình tới lấy, phái một tên nội kình hậu kỳ tới thăm dò, ông ta cho rằng đại hỏa không đốt tới Liễu gia ở thủ đô sao? Giọng nói mang theo chút lửa giận, truyền đi rất xa, ngay cả gió núi thổi tới cũng bị kiềm hãm. Ý đồ của Liễu gia rất rõ ràng, đơn giản là phái một tên nội kình hậu kỳ tới thử thái độ của hắn. Cho dù ầm ĩ lớn, Liễu gia vẫn không thèm đếm xỉa tới, dù sao ra mặt không phải tiên thiên tông sư. Nếu hắn chỉ 16 tuổi, hơn phân nửa là không nhìn thấu những chuyện này, nhưng chơi những chuyện này trước mặt y tiên bất tử hắn, còn non lắm. Muốn thăm dò hắn, nhất định phải nhận lửa giận của hắn trước. Còn nữa, sau này tốt nhất ông đừng dùng thanh mộc linh khí, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn vừa nói như vậy, trong cơ thể Liễu Như Tùng nóng lên, giống như đang nấu cơm. Ông ta vận nội khí theo bản năng, ông ta không vận nội khí thì không sao, vừa vận nội khí cảm giác nóng càng mãnh liệt hơn chút, hỏa nhiệt này lan lên mặt của ông ta, sau đó lan ra toàn thân. Đừng, đừng, đừng đốt chết tôi. Sắc mặt Liễu Như Tùng thay đổi, hoảng sợ sờ soạng mặt mình. Tay ông ta mới để lên trên mặt, trong chớp mắt ngây ngẩn cả người. Trên mặt ông ta, làn da vốn trắng nõn, căng bóng, thủy nộn như người trẻ tuổi, bây giờ lại tràn đầy nếp nhăn, còn rất thô, giống như lão nhân hơn 80 tuổi. Tôi, làn da của tôi, làn da của tôi. Liễu Như Tùng khiếp sợ kêu lên. Ông ta tu luyện vạn mộc trường xuân quyết, chỉ cần mỗi ngày dùng nội khí thấm nhuận làn da, có thể khiến cho làn da như da của thanh niên. Chính vì như vậy, tuy ông ta hơn 70 tuổi, nhưng vẫn làm không ít thiếu nữ hơn 20 tuổi, mỹ phụ gần 30 tuổi mê mẩn. Tối qua ông ta còn dụ dỗ một mỹ phụ vô cùng lẳng lơ, chiến đấu đến bình minh. Toàn bộ mọi chuyện đều bị Mạc Phàm làm hỏng rồi. Bộ dạng hiện giờ của ông ta, đừng nói dụ dỗ người hơn 30 tuổi, cho dù dụ dỗ người 60 tuổi, ông ta không có cách nào dùng nội khí, ông ta chỉ có tâm mà vô lực. Đám lửa này của Mạc Phàm, tương đương với tịch thu công cụ để ông ta tán gái. Chuyện này còn tàn nhẫn hơn giết ông ta. Tiểu tử, lão phu liều mạng với cậu. Một quyền của Liễu Như Tùng đánh về phía Mạc Phàm. Liều mạng với tôi, muốn chết thì phải liều mạng với ngọn lửa của tôi trước. Mạc Phàm khinh thường nói. Hắn ném ngọn lửa trong tay, ngọn lửa trôi nổi cách người Liễu Như Tùng không xa, nhiệt độ bức người khiến người ta sợ hãi. Vẻ mặt Liễu Như Tùng ngẩn ra, quả đấm giơ lên hạ xuống thì không phải, đánh Mạc Phàm cũng không phải. Sắc mặt ông ta rất xấu hổ. Mạc Phàm, cậu đợi đó, chuyện này sẽ không xong như vậy đâu. Vẻ mặt Liễu Như Tùng vô cùng hung dữ, quả đấm hạ xuống, giận dữ hét lên. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, rời mắt sang nhìn Hoàng Thiếu Nguyệt. Cô không chết, nhưng không có nghĩa cô sẽ không chết, nếu cô lại muốn chết lần nữa, người chết kế tiếp sẽ là cô. Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Hoàng Thiếu Nguyệt không chết bởi huyết môi huyền hỏa chú, là vì hắn tha cho Hoàng Thiếu Nguyệt một lần. Hoàng Thiếu Nguyệt cầm truy hồn nỏ bắn về phía hắn, hắn cũng có thể bỏ qua cho Hoàng Thiếu Nguyệt một lần. Nhưng có lần hai sẽ không có lần ba, nếu Hoàng Thiếu Nguyệt có lần sau, Hoàng Thiếu Nguyệt sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù Hoàng Thiếu Nguyệt không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng có thể tùy tiện mạo phạm hắn sao? Dùng ý tốt của hắn làm vũ khí, cũng phải chết. Hoàng Thiếu Nguyệt sửng sốt, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, trong mắt đều là không cam lòng. Rất lâu sau, đôi tay trắng nõn như phấn của cô ta nắm chặt lại, hàm răng cắn chặt nói. Mạc Phàm, cậu đợi đó, chuyện này tuyệt đối sẽ không xong như vậy đâu. Cùng là một câu nói, không thiếu một chữ, từng chữ như châu như ngọc rơi xuống đất, chấn động lòng người. Cô ta nói xong liền mang theo lửa giận hừng hực rời đi với Liễu Như Tùng. Trong đình Phong Nguyệt, Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi nhìn hai người Liễu Như Tùng và Hoàng Thiếu Nguyệt rời đi, lông mày hoa dâm đều nhíu lại. Tiểu tử, cậu đúng là suốt ngày trêu chọc phiền phức. Lạc Phi bất mãn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ thả Hoàng Thiếu Nguyệt, còn dùng lửa hủy đi tu vi của Liễu Như Tùng. Tuy Hoàng gia bị Mạc Phàm diệt hơn 1.000 người, đã không có gì phải sợ. Nhưng tích lũy ngàn năm của Hoàng gia, chỉ cần Hoàng Thiếu Nguyệt ra mặt, nếu có thể mời người Liễu gia đến, không biết có thể mời được bao nhiêu thế gia. Còn Liễu gia, Mạc Phàm đã đắc tội, hôm nay đến một Liễu Như Tùng, không biết lần sau là ai tới, nếu Liễu Như Phong đến đây, vậy thì phiền phức rồi. Lạc Lão gia tử, ông chắc chắn là phiền phức, mà không phải có người muốn tìm tòi trước khi hành động. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, Thu Nhất Muội chân hỏa, hỏi ngược lại. Hắn thành danh ở thiếu niên, nhưng dù sao căn cơ vẫn quá nhỏ bé. Thừa dịp hắn còn chưa thâm căn cố đế, sao những gia tộc này có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cho dù không có chuyện của Hoàng gia, Liễu gia hay gia tộc khác cũng có thể tìm được lý do, đánh chú ý lên công pháp và y thuật của hắn. Nếu Liễu gia dám đánh chú ý lên người hắn, tất nhiên không thể buông tha. Nếu không sẽ khiến người ta nghĩ rằng hắn có thể để mặc người ta sâu xé. Vẻ mặt Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi khẽ đổi, hai người đều là người trải qua lửa đạn và cách mạng rửa tội, chuyện gì nghĩ cũng sẽ thông suốt. Tiểu tử, ý của cậu là Liễu gia đánh chú ý lên công pháp và y thuật của cậu sao? Lạc Phi hỏi. Không chỉ Liễu gia, chỉ sợ người có không ít người có chủ ý này, không phải trước mắt tôi có hai người sao? Mạc Phàm trêu ghẹo nói. Liễu gia là chim đầu đàn. Một khi hắn yếu thế, chắc chắn còn gia tộc khác sau Liễu gia xuất hiện. Tiểu tử, cậu nói cái gì, ai có ý đồ với cậu hả? Lạc Phi tức đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức giận nói. Ê ô xú tiểu tử này, vậy mà đánh đồng ông ta với Liễu gia. Ông ta là lấy huân chương khai quốc đổi lấy, sao có thể là cùng loại người trong ngoài bất nhất như Liễu gia? Lão Lạc, được rồi, chúng ta uống trà đi. Tần Lão Gia Tử cười ha ha, cười nói. Bọn họ dùng huân chương khai quốc để Tần Kiệt bái Mạc Phàm làm sư phụ, coi như là có ý đồ với Mạc Phàm, nhưng khác phương pháp mà thôi. Hừ, Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Mạc Phàm không để ở trong lòng, hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, nước thép đã ngưng tụ lại ở trên đất bay về phía tay hắn. Lạc Phi nâng chén trà lên, liếc mắt nhìn kim khí màu đỏ trên tay Mạc Phàm một cái. Ánh mắt ông ta nhìn Mạc Phàm như tên phá của. Tiểu tử, một kiện pháp khí thượng phẩm bị cậu làm hỏng như vậy, cho dù cậu không cần, cậu tặng cho mấy đứa đồ đệ của cậu cũng được, ví dụ như Tiểu Kiệt nhà chúng tôi này, thằng bé lăn lộn với cậu lâu như vậy, ngay cả pháp khí cũng không có, nhưng nữ đồ đệ của cậu lại có pháp khí bên người. Lạc Phi đau lòng nói, truy hồn nỏ này ngay cả Tiên Thiên Tông sư cũng giết được, không có trên triệu căn bản đừng nghĩ mua được. Lại bị đám lửa của Mạc Phàm đánh về nguyên hình, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại. Mạc Phàm này đốt cái gì chẳng được, cứ muốn đốt pháp khí thượng phẩm, hiện giờ ông ta nhìn thấy kim khí trong lòng lại rỉ máu. Không hủy nó đi, tôi luyện chế pháp bảo thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Kim khí màu đỏ sậm này tên là tinh hồn thiết, là một trong những nguyên liệu chủ yếu luyện chế pháp bảo. Nếu không với trình độ luyện khí của luyện khí sư ở địa cầu, sao có thể luyện chế thành pháp khí thượng phẩm? Hiện giờ hắn đã nắm giữ nhất muội chân hỏa, hoàn toàn có thể luyện chế tinh hồn thiết thành một kiện pháp bảo. Lạc Phi vừa uống một ngụm trà vào miệng, mới đầu còn không có cảm giác. Nhưng nghe thấy hai chữ pháp bảo,
mà không phải pháp khí, trực tiếp phun trà trong miệng ra. Phụt, cấp bậc pháp bảo còn trên pháp khí, cho dù pháp khí cực phẩm cũng kém pháp bảo hạ phẩm rất nhiều, nếu pháp khí cực phẩm là súng lục, vậy pháp bảo hạ phẩm là súng laser hay súng sóng siêu âm, căn bản không có cách nào so được. Người luyện chế pháp khí, cả Hoa Hạ không tìm được 100 người, người có thể luyện chế pháp bảo lại càng không vượt qua 5 người, vậy mà Mạc Phàm có thể luyện chế pháp bảo. Ngay cả Tần lão gia tử cũng có chút ngồi không yên, chén trà trong tay hiếm khi run lên, một lát sau mới bình phục lại. Tiểu tử, cậu nói cái gì, cậu có thể luyện chế thứ này thành pháp bảo, lão tử không nghe lầm đấy chứ? Lạc Phi vội vàng hỏi. Ông không nghe sai đâu. Mạc Phàm lặp lại. Pháp bảo đơn giản là yêu cầu nguyên liệu cao một chút, trận pháp phức tạp một chút, không khác pháp khí quá nhiều. Kiếp trước hắn có tu vi kim đan, dựa vào tiên khí của luân hồi chi lô liên luyện chế được vài món, có nguyên liệu thích hợp mà không luyện chế được pháp bảo sao? Lạc Phi và Tần lão gia tử cùng hít vào mấy hơi khí lạnh, sao bọn họ lại không hiểu những lời này? Nếu người khác nói có thể luyện chế pháp bảo, chắc chắn bọn họ sẽ không tin, nhưng những lời này từ miệng Mạc Phàm nói ra. Ít nhiều gì cũng có độ tin cậy, dù sao Mạc Phàm làm rất nhiều chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một đứa bé 16 tuổi có thể luyện chế pháp bảo, ánh mắt hai lão gia tử nhìn Mạc Phàm lại khác thường hơn không ít. Tiểu tử, lão tử rất ít khi bội phục người khác, nếu cậu thật sự luyện ra pháp bảo, lão tử thực sự phục cậu. Lạc Phi vẫn còn khiếp sợ nói. Không phải ông cảm thấy tôi là tên phá của sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt hỏi. Cậu không phá của, lão tử là tên phá của được chưa? Lạc Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, tức giận nói. Nếu như biến pháp khí thượng phẩm thành pháp bảo còn là phá của, chắc trên đời này không còn tên phá của rồi. Mạc Phàm cười khẽ, thu tinh hồn thiết vào trong nhẫn. Chiếc nhẫn sáng lên, mũi tên bắn vào hắn lúc trước xuất hiện trong tay hắn. Hai tay hắn nắm mũi tên, nhẹ nhàng vặn một cái. Tinh hồn thiết màu đỏ sậm chế tạo đầu mũi tên và thân mũi tên tách ra, bên trong thân mũi tên trống không. Tí tách, một đám chất lỏng kim loại màu bạc bay từ trong lên. Kim khí này như thủy ngân, tự động tụ thành trạng thái thủy châu, bên ngoài lóe lên điện quang này khiến kim khí trạng thái lỏng bay lên. Hai vị lão gia Tần gia, Lạc gia nhướn mày, lộ ra chút ngạc nhiên. Bọn họ từng thấy không ít chuyện kỳ lạ trên thế giới. Nhưng chưa từng thấy kim khí thần kỳ như vậy. Trạng thái lỏng, có điện, còn có thể bay. Tiểu tử, đây là kim khí gì thế? Lôi quang kim, thứ có thể giải trừ nguyền rủa nhưng rất nguy hiểm. Mạc Phàm lộ ra chút vui mừng bất ngờ, nói. Đây là một trong ba nguyên liệu còn lại giải trừ ngũ quỷ phệ thần chú của hắn. Hắn vốn định đến Vu Thần Giáo tìm loại kim khí này, không ngờ quay về Đông Hải lại có người tự dâng tới cửa. Chuyện này giảm bớt thời gian đi tìm của hắn, xem ra hắn quay về Đông Hải một chuyến trước là đúng, hiện giờ chỉ còn lôi trì thủy và lôi trạch thạch là giải trừ được nguyền rủa trên người hắn. Hắn lấy một bình ngọc ra, bỏ lôi quang kim vào. Nguyền rủa. Nghe hai chữ này, sắc mặt Tần lão gia tử khẽ biến âm u. Mạc tiên sinh, lần này cậu đến Tấn Châu, có phải gặp chuyện gì rồi không? Mạc Phàm nhíu mày, không có ý giấu giếm. Lão gia tử. Hai người biết bao nhiêu về Vu Thần Giáo? Hắn còn chưa biết thánh địa của Vu Thần Giáo ở đâu, không biết hai tướng quân khai quốc này có thông tin gì không? Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt Tần lão gia tử và Lạc Phi lập tức kỳ lạ. Số tiểu tử, cậu hỏi chuyện này làm gì? Mạc Phàm nhìn biểu cảm của hai lão gia tử, nhướng mày. Xem ra tôi hỏi đúng người rồi. Mạc tiên sinh, không phải cậu gặp người của Vu Thần Giáo? Còn chúng nguyền rủa của bọn họ đấy chứ? Tần lão gia tử nhíu mày, hỏi. Đúng là tôi có chúng nguyền rủa, nhưng không phải Vu Thần Giáo hạ. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói chi tiết. Sắc mặt Tần lão gia tử và Lạc Phi vẫn âm u, xuất hiện vẻ lo lắng. Nguyền rủa còn phiền phức hơn hạ độc, một khi dính vào người rất khó giải trừ. Tiểu tử, cậu muốn tìm Vu Thần Giáo giải nguyền rủa giúp cậu sao? Vu Thần Giáo am hiểu giải trừ nguyền rủa, tất nhiên hai người bọn họ đều biết. Tôi sẽ tự giải nguyền rủa, bây giờ chỉ thiếu hai loại nguyên liệu, nhưng mà tôi giết hai trưởng lão và một hộ pháp của Vu Thần Giáo, thánh nữ của bọn họ cũng bị tôi giết một lần. Mạc Phàm lấy Vu Nha kia ra, nói đại khái chuyện xảy ra ở lỗ ra cho bọn họ nghe. Cái gì?
Lạc Phi vốn sửng sốt, sau đó vỗ mạnh xuống bàn đá. Tiểu tử, giết khá lắm, cho dù cậu không luyện chế ra pháp bảo, lần này lão tử cũng phục cậu. Vu thần giáo lấy người sống làm tế tự, là một trong những tà phái ít ỏi ở Hoa Hạ. Bắc Xuyên gần sát Vân Châu, thường sẽ có người của Vu thần giáo ra vào Bắc Xuyên. Lúc trước Bắc Xuyên xảy ra một chuyện mấy vạn người trong tiểu trấn chết hết trong một đêm, ông ta tự mình dẫn người đuổi bắt những thành viên của Vu thần giáo này. Nhưng cổ thuật, hàng đầu thuật và vu thuật của vu thần giáo khiến ông ta vô cùng đầu. Không chỉ không thu hoạch được gì, trái lại tổn binh hao tướng. Mạc Phàm không chỉ phá hàng đầu thuật của vu thần giáo, còn giết đại, nhị trưởng lão và truy mệnh bà hộ pháp của vu thần giáo. Theo ông ta biết, ba người này bất luận là người nào, trên tay đều có mấy chục vạn mạng người. Quả thật giết rất khá, nhưng vu chủ của vu thần giáo này cũng không dễ chọc, gần đây phải cẩn thận một chút. Tần lão gia tử thở dài, lo lắng nói. Vu thần giáo ngoại trừ mất sạch nhân tính, còn có tiếng là quỷ kiến sầu. Phàm là người đắc tội vu thần giáo, không có mấy người có kết cục tốt, mỗi người đều chết vô cùng thảm, thậm chí còn có một số người gặp tai ương diệt tộc. Mạc Phàm giết thành viên quan trọng của vu thần giáo, còn cầm môi giới để tế tự, vu thần giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng gia chọc Mạc Phàm có thể diệt hoàng gia. Nhưng vu thần giáo này không phải muốn diệt là diệt, vu thần giáo còn khủng bố hơn hoàng gia nhiều. Hai người không cần lo lắng chuyện này, hai người chỉ cần nói cho tôi biết thánh địa của vu thần giáo ở đâu là được, tôi sẽ tự mình đi xử lý. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe ra. Để vu thần giáo sống sót, sẽ là uy hiếp và tai họa của Mạc gia hắn, tất nhiên hắn sẽ không để vu thần giáo tiếp tục sống sót. Lạc Phi và Tần lão gia tử liếc mắt nhìn nhau một cái. Tần lão gia tử gật đầu với Lạc Phi. Tiểu tử, chuyện gần đây vu thần giáo đang chuẩn bị tế tự, quân đội chúng tôi đã sớm biết, đang bố trí rất nhiều người điều tra. Lạc Phi nghiêm túc nói. Những chuyện này đều là cơ mật của quân đội, nếu không phải tin tưởng Mạc Phàm, ông ta chắc chắn sẽ không nói. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, rất nhanh liền thoải mái. Quân đội can thiệp chuyện tế tự của vu thần giáo, hắn không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao cũng là 10 vạn tính mạng, Hoa Hạ không có khả năng mặc kệ. Chỉ cần vu thần giáo có gió thổi cỏ lay gì đó, chúng tôi chắc chắn lập tức biết được vị trí thánh địa của vu thần giáo, bọn họ đừng mơ tưởng dùng người sống tế tự ở Hoa Hạ, đến lúc đó tôi sẽ nói vị trí cho cậu. Tay Lạc Phi nắm chặt lại, tự tin nói. Để vu thần giáo nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, cũng đến lúc thu lưới rồi. Mạc Phàm khẽ thở dài một hơi, lộ ra chút thất vọng. Kiếp trước tế tự diễn ra thành công, vậy có ý nghĩa nhân thủ quân đội sắp xếp đi vào đều thành tế phẩm. Hắn không nói thẳng ra, chỉ hơi gật đầu. Xem ra tìm đến thánh địa Vu Thần Sơn, còn cần hắn tự nghĩ biện pháp. Lúc này, trên một chiếc xe Bentley bên ngoài Vân Trung Tự. Liễu Như Tùng lấy một cái gương ra, nhìn gương mặt già nua của mình trong gương, trong mắt ông ta tràn đầy lửa giận. Tay ông ta hơi dùng lực, rắc một tiếng, gương bị bóp nát. Ông ta Ngọc Thụ Lâm Phong đấu lại Phan An, gương mặt như hoa lê đè hoa hải đường, lại bị Mạc Phàm phá hỏng như vậy, hiện giờ ông ta ước gì có thể băm Mạc Phàm ra vạn đoạn. Mạc Phàm, cậu dám hủy dung nhan và tu vi của tôi muốn Mạc gia cậu phải hối hận cả đời. Một quyền của Liễu Như Tùng đánh vào ghế ngồi phía trước trong xe có rèm che, giận dữ hét. Hoàng Thiếu Nguyệt ở bên cạnh nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Ông nội Liễu. Bây giờ chúng ta nên đối phó với Mạc Phàm này thế nào? Truy hồn nỏ của cô ta căn bản không làm gì được Mạc Phàm, còn bị Mạc Phàm đốt thành nước. Còn Liễu gia, hình như Mạc Phàm không sợ chút nào, nếu không cũng không dám ra tay với người Liễu gia như thế. Liễu Như Tùng nhíu mày, trong mắt lộ ra hung quang. Ông ta còn chưa mở miệng, di động liền vang lên. Ông ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, giận dữ trên gương mặt chậm rãi mất đi. Cuối cùng hiện lên tươi cười đắc ý. Một lát sau, ông ta cất di động, cười đắc ý nói. Hoàng tiểu thư, có khả năng không cần chúng ta ra tay đối phó tiểu tử này sắp xong đời rồi, chúng ta đợi báo thủ đi, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Hoàng Thiếu Nguyệt nhướng mày, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nghi ngờ. Ông nội Liễu, những lời này của ông có ý gì? Tôi vừa nhận được tin tức. Hơn một tháng trước tên tiểu tử kia giết một đệ tử Thanh Bang, Thanh Bang đã phái người tới giết tiểu tử này.
Liễu Như Tùng cười nói. Trước khi ông ta tới, đã bảo người thu thập tin tức của Mạc Phàm, không ngờ hành động đó của ông ta mang đến kinh ngạc vui mừng lớn như thế. Nếu biết sớm ông ta đã không tới trêu chọc Mạc Phàm, ngồi yên xem hổ đấu. Thanh Bang. Hoàng Thiếu Nguyệt ngây ngốc. Từ nhỏ cô ta đã ở nước ngoài học, sao có thể không biết Thanh Bang? Thế lực của Thanh Bang rất lớn ở nước ngoài, ngay cả một số thế lực bản địa ở nước ngoài cũng không dám trêu chọc. Trừ chuyện đó ra, trong Thanh Bang có không ít Tiên Thiên Tông sư, Vạn Thiên Tuyệt là Tiên Thiên Tông sư nổi danh trong ngoài Hoa Hạ, ông ta là một trong những Tiên Thiên Tông sư của Thanh Bang. Nếu tông sư của Thanh Bang ra tay, nhà bọn họ sẽ báo được thù rồi. Nếu là như vậy, quả thật không cần chúng ta ra tay. Tiểu tử này không chỉ chọc Thanh Bang, còn giết một đệ tử quan trọng của Bạch Gia Giang Nam, Bạch Gia đã thăm dò lai lịch của tiểu tử này, ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liễu Như Tùng cười âm hiểm nói. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàng Thiếu Nguyệt là kích động. Trong thế gia thần bí của Hoa Hạ chia ra tam lục cửu đẳng, nếu chia làm 9 cấp, Hoàng gia xem như là một gia tộc thần bí thuộc loại lót đáy, nhưng Bạch Gia ít nhất là thế gia thần bí cấp 6, đủ để thấy Hoàng gia chênh lệch Bạch Gia thế nào. Vậy mà Mạc Phàm giết người Bạch Gia, đúng là to gan lớn mật. Ngoại trừ Bạch Gia ra, ngay tối qua, tiểu tử này ở Lỗ Gia Tấn Châu, giết hai cấp cao của Vu Thần Giáo. Liễu Như Tùng cười híp mắt nói. Hoàng Thiếu Nguyệt hít vào một hơi khí lạnh, cô ta xuất thân từ Hoàng gia, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về tông phái Hoa Hạ. Vu Thần Giáo là tông phái cổ xưa nhất của Hoa Hạ, lịch sử có thể bắt nguồn từ viễn cổ. Vu Thần Giáo viễn cổ truyền xuống vu thuật, bất luận là loại nào đều làm người ta nghe mà thay đổi sắc mặt. Không nói đến Thanh Bang, Bạch Gia, chỉ riêng Vu Thần Giáo, đều khiến Mạc Phàm chết không có chỗ chôn, Mạc Phàm lại đắc tội cả ba nhà này. Trong chớp mắt, cô ta có cảm giác tin tức tốt tới quá đột ngột. Lần này Mạc Phàm chết chắc rồi. Hoàng Thiếu Nguyệt lạnh lùng nói. Cậu ta không chỉ chết chắc rồi, tiểu tử kia dám hủy tu vi của tôi, phá dung nhan của tôi, người nhà cậu ta cũng chết chắc rồi. Liễu Như Tùng lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Ông nội Lưu, ý của ông là. Hoàng tiểu thư, Mạc Phàm giết người nhà cô, còn đưa tổ địa ngàn năm của Hoàng gia cho một đám nô lệ, chẳng lẽ cô không muốn diệt cả nhà cậu ta? Liễu Như Tùng không đáp hỏi ngược lại. Hoàng Thiếu Nguyệt nhíu mày, do dự một lát, trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng lạnh, gật đầu. Giết! Cho dù Hoàng gia bọn họ làm những chuyện gì, thu diệt tộc, nhất định phải dùng diệt tộc hoàn lại. Mạc Phàm tạm biệt hai vị lão gia tử, hắn không lập tức quay về biệt thự, mà đi về phía đỉnh núi ở khu biệt thự. Một lát sau, hắn chọn một chỗ trống trải không người ở đỉnh núi, ngồi xuống một tảng đá. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, thanh bảo kiếm nhà Lỗ lão hổ xuất hiện trong tay hắn. Tin tức về Vu Thần Sơn có khả năng đến bất cứ lúc nào, không dễ tu luyện. Nhớ đâu lúc hắn tu luyện đến điểm quan trọng tin tức đến, mất nhiều hơn được. Lúc này tế luyện thanh bảo kiếm kia, hẳn là có thể. Tế luyện pháp bảo khác với pháp khí chỉ cần rót linh khí vào, niệm tụng pháp quyết là sử dụng được. Nếu pháp bảo không được tế luyện, linh khí và pháp quyết đều không có tác dụng, hoàn toàn như xe bị người ta khóa cửa lại, không có uy lực cường đại không thể nào phát huy ra được. Nếu có thể tế luyện thành công, đến Vu Thần Sơn hắn mới chính thức có thêm lá bài chưa lật. Tế luyện pháp bảo, hắn không xa lạ chút nào. Hắn để thanh bảo kiếm lên trên đùi, ngón tay phải cứa vào lòng bàn tay trái một cái, trên tay lập tức có một vết thương nhỏ. Hắn nắm chặt tay trái, một giọt máu tươi chảy từ trong ra, chảy xuống khối bảo thạch ở chuôi kiếm. Máu vừa nhỏ lên bên trên, bảo thạch như bọt biển hấp thu máu vào bên trong. Giọt máu này còn chưa chui vào bên trong hoàn toàn, thanh bảo kiếm vốn vô cùng an tĩnh lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, thân kiếm chấn động, vậy mà từ trên đùi hắn trôi nổi đến trước người hắn. Mạc Phàm hơi nhướn mày, lộ ra một chút bất ngờ. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí tràn đầy trong cơ thể tuôn về phía tay hắn, hắn vươn tay nắm lấy chuôi kiếm. Tay hắn còn chưa nắm lấy thanh kiếm này, rắc một tiếng, xung quanh sáng lên, vậy mà trên chuôi kiếm xuất hiện một đạo lôi quang, đánh về phía tay hắn. Hửm! Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, giống như không nhìn thấy điện quang này, vẫn vươn về phía chuôi kiếm như trước. Mỗi pháp bảo giống như một bầy ngựa hoang, có linh tính của mình. Nếu ngươi không thể khiến nó phục tùng hoàn toàn,
thì không thể phát huy toàn bộ uy lực. Kiếp trước hắn có tu vi kim đan kỳ, ngay cả tiên khí đều nhận hắn làm chủ, còn không thuần phục được một kiện pháp bảo sao. Trên tay hắn chấp lóe bạch quang, tính cả lôi điện nắm trong tay. Bảo kiếm lập tức chấn động dữ dội, muốn thoát khỏi tay hắn. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ. Thân thể hắn đã trải qua thứ thần, thứ huyết và thứ cốt, với sức mạnh như vậy thanh kiếm này muốn thoát là thoát được sao? Hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, linh khí tràn đầy như biển, dũng mãnh lao vào trong thân kiếm. Mới đầu thanh kiếm này còn dầu muối không vào, chỉ có một tâm tư phải tránh thoát khỏi tay hắn. Nhưng không lâu sau, thanh kiếm này giống như thay đổi một loại phương thức khác, như một hắc động điên cuồng hấp thu linh khí của hắn. Mạc Phàm không nhăn mày cái nào, đây là một trong những bước cần trải qua của tế luyện pháp bảo. Nếu không đủ linh khí, rất có khả năng sẽ tế luyện thất bại. Kiếp trước hắn từng cứu một tu sĩ này muốn tế luyện một kiện pháp bảo cực phẩm, nhưng không đủ linh khí. Không chỉ không tế luyện thành công, trái lại thiếu chút nữa bị kiện pháp khí kia hút thành người khô. Chắc thanh kiếm này cũng có chủ ý như vậy, nói như thế, chắc phải làm thanh kiếm này thất vọng rồi. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, có tiếng là linh khí hùng hậu, muốn hút khô hắn, đâu dễ như vậy. Hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công tới cực hạn, linh khí không hề giữ lại chút vào trong kiếm. Nhưng thanh kiếm này vẫn khiến hắn rất bất ngờ. Một phần tư linh khí trong cơ thể hắn bị hấp thu, vậy mà thanh kiếm này vẫn không có ý định dừng lại. Tay hắn vung lên, linh khí dồi dào trong biệt thự số 9 như một đạo cầu vồng, xẹt qua bầu trời chuyển đến chỗ hắn. Thông thường pháp bảo có thể dung nạp càng nhiều linh khí, uy lực cũng càng mạnh. Hắn thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc pháp bảo này có thể nuốt bao nhiêu, có năng lực mang đến cho hắn kinh ngạc vui mừng gì. Một nửa linh khí trong cơ thể hắn được hấp thu, bảo kiếm còn chưa dừng lại. Mãi đến khi 3/4 linh khí trong cơ thể hắn bị rút đi, bảo kiếm này mới dừng lại. Ong ong, bảo kiếm chấn động dữ dội, phát ra âm thanh ong ong. Giống như kêu lên khi vui sướng, hay vì hưng phấn mà thét chói tai. Mạc Phàm cười khẽ, môi hơi mở ra. Mở. Trường kiếm theo tiếng được rút ra, hào quang màu trắng như vân khai kiến nhật nguyệt, nở rộ trên thân kiếm mà ra, bắn ra 4 phương 8 hướng. Bạch quang cực sáng, trong chớp mắt nuốt hết tất cả. Rõ ràng là quang, lại như hắc ám. Cả đỉnh núi đều là giơ tay không thấy được 5 ngón, không nhìn thấy những thứ khác. May mà ở đây không có những người khác, 4 phía lại đều là mây mù, nếu không sẽ tạo ra một hồi sóng to gió lớn. Ra, lại là một chữ thốt ra từ miệng Mạc Phàm. Ong ong, bầu không khí chấn động, kiếm khí 10 trượng như long, lao nhanh từ thân kiếm ra, như một thiên kiếm trảm sơn liệt hải cao vút trên đỉnh Bạch Vân Sơn. Chỉ cần hắn hạ một kiếm xuống, chém núi này cũng không phải không thể. Cho dù không chém xuống, kiếm khí sắc bén như sóng nước dập dờn về phía xa, lạnh thấu xương. Trên Bạch Vân Sơn, mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, cảm thấy buồn bực, bất an. Trong biệt thự Tần gia, vẻ mặt Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử khẽ đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi. Là tiểu tử kia sao? Lạc Phi hỏi. Ngoại trừ cậu ta ra còn có thể là ai, không biết với thực lực này, có thể đối phó với Vu Thần giáo hay không? Tần lão gia tử nửa lo lắng nửa vui mừng nói. Ái ra, Lạc Phi lắc đầu. Ông ta qua lại với Vu Thần giáo không ít lần, nhưng ngay cả Vu chủ cũng chưa từng gặp, tu vi Vu chủ này sâu tới đâu, ông ta không biết. Trong biệt thự số 9, Chu Huyệt đang luyện tập kiếm thuật, vẻ mặt lập tức thay đổi, vậy mà trường kiếm trong tay cô không tự chủ được run rẩy. Không chỉ có cô, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc cũng cảm nhận được kiếm khí có điểm không đúng, vẻ mặt đều thay đổi. Tiểu Hồ Ly vốn nằm hình chữ đại, ra, trên giường, giật mình ngồi dậy, chạy về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, hơi vui vẻ. Hắn vốn tưởng rằng thanh kiếm này là một kiện pháp bảo hạ phẩm, không ngờ lại là một kiện pháp bảo trung phẩm. Không biết uy lực của kiếm này thế nào, thánh địa Vu Thần Sơn có đỡ nổi không? Ẩn. Hắn quát khẽ. Keng, trường kiếm quay về bao, toàn bộ kiếm khí thu lại, thanh kiếm cũng đã thay đổi. Toàn bộ từ chuôi kiếm, thân kiếm, vỏ kiếm đều là màu trắng, như một khối cổ ngọc nguyên vẹn, nhưng phong mang tất lộ. Hắn không thu hồi trường kiếm, mà mặc cho thanh kiếm này như người cá, trôi nổi xung quanh hắn. Lúc này tiểu hồ ly chạy từ dưới chân núi tới,
nhảy lên trên đùi hắn, liên tục kéo quần áo trên người hắn, trong mắt đều là cầu xin. Mộc đầu, Mộc đầu, người đã tế luyện xong kiện pháp bảo này, có phải chúng ta có thể đến Vu Thần Sơn rồi không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái. Nếu ngươi biết vị trí của Vu Thần Sơn, chúng ta có thể đến đó rồi. Tiểu hồ ly bĩu môi, bộ dạng cao hứng hụt. Mộc đầu, không phải ngươi nói quay về Đông Hải sẽ biết sao, chúng ta đã quay về lâu như vậy rồi, ngươi còn không biết, bổn đại tiểu thư đợi tâm đều lạnh rồi. Mạc Phàm cười khẽ, bỗng nhiên hắn nheo mắt, nhìn về phía dưới chân núi, hàn quang nở rộ mà ra. Ngươi đi bảo A Hào chuẩn bị xe, chúng ta lập tức có thể tới Vu Thần Sơn rồi. Tiểu hồ ly thấy vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, vẻ mặt nó cũng thay đổi theo. Làm sao vậy, Mộc đầu? Dưới chân núi, trên đường đi về phía biệt thự. Cha Mạc Phàm bảo hộ lão mẹ Mạc Phàm và Tiểu Vũ ở sau người, kim cương chú trên người ba người đều được kích hoạt. Trước người bọn họ, ba con rắn nhỏ màu đỏ đen bộ dạng hung dữ, há mồm to như bồn máu, bộc lộ bộ mặt hung ác, liên tục cắn về phía ba người họ. Phì phì. Nhưng có kim cương chú ở đây, Tiểu Sa cắn lên bức màn màu vàng, liền bị bắn trở về. A Hào ở bên cạnh sắc mặt xanh mét, một tay ôm cánh tay, máu tím đen tràn ra từ giữa ngón tay. Dưới chân anh ta, một con rắn bị anh ta cắt thành vài đoạn. A Hào, cậu chịu đựng được không? Cha Mạc Phàm lo lắng hỏi. Ông chưa từng thấy loại rắn này, nhưng chỉ cắn A Hào một cái, máu A Hào liền biến thành màu tím đen, chắc chắn độc tính rất mạnh. Mạc lão tiên sinh yên tâm, tôi không sao. A Hào cố nén choáng váng, nghiến răng nói. Ngoài miệng A Hào nói như vậy, lúc này thân thể cao lớn uy vũ của anh ta lắc lư, có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào. Cách bốn người không xa, một người đàn ông mặc toàn thân hắc y mũ liền áo, nửa bên mặt ẩn giấu trong mũ, khuôn mặt vô cùng hung dữ, cười khinh thường. Anh ta nuôi những con rắn này, cho dù là thân thể mạnh như Hoành Luyện tông sư, bị cắn chúng một cái, còn chưa đi được bảy bước xa, sẽ độc phát bỏ mình, biến thành một vũng máu. Tiểu tử này chỉ đến nội kình sơ kỳ, còn chưa tới nội kình trung kỳ, vậy mà còn nói chịu đựng được. Tiểu tử, miệng cậu đủ cứng rắn đó, xem cậu có thể chống đỡ được bao lâu. Không cần chống đỡ được bao lâu, chống đỡ đến khi Mạc tiên sinh chúng tôi đến là được, cho dù rắn của anh độc thế nào, đều bị Mạc tiên sinh giải được, A Hào nhìn chằm chằm người đàn ông này với vẻ phẫn nộ nói. Giải được sao? Người đàn ông cười lạnh lùng, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Anh ta nuôi loại rắn này, cho dù là anh ta bị cắn, cắn chúng chỗ nào phải cắt bỏ chỗ đó mới có thể không sao. Bằng không một khi độc rắn phát tác, chỉ có đường chết. Anh ta mang theo loại rắn này, đã tìm 100 bác sĩ xưng là có thể giải hết tất cả độc rắn. 100 bác sĩ này đều chết hết, không một ai có thể giải được trước khi độc rắn phát tác. Trong đó có một bác sĩ cắt từng chỗ mà mình trúng độc, cuối cùng thành huyết nhân mà vẫn không thể ngăn cản độc phát bỏ mình. Mạc Phàm này có thể giải được, đùa sao? Tiểu tử, đợi cậu chống đỡ được đến khi Mạc Phàm tới rồi nói sau. Người đàn ông cười mỉa nói. A Hào nhíu mày thành chữ hỏa, hua anh ta không để ý tới người này nữa, vận khởi nội khí nhanh chóng ép độc tố đang nhanh chóng lan tràn. Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống, trong mắt tràn đầy giận dữ, lạnh lùng nhìn người đàn ông này chằm chằm. Hôm nay Mạc Phàm quay về, bọn họ đi ra ngoài mua chút đồ ăn, để chuẩn bị một bữa cơm gia đình. Còn chưa quay về biệt thự, liền gặp người đàn ông này. Người đàn ông này không nói hai lời, liền ném bốn thứ như cây kim về phía bọn họ. Bốn cây kim này đến trước người bọn họ, liền biến thành bốn con rắn đen. Bọn họ có pháp khí phòng thân, A Hào không cẩn thận bị con rắn này cắn chúng. Cậu là ai, vì sao lại ra tay với chúng tôi? Không phải các người họ Mạc sao? Hẳn là có quan hệ với một người tên Mạc Phàm. Người đàn ông cười âm hiểm nói. Mạc Phàm là con tôi, cậu ấy chỉ là lái xe nhà tôi, cậu nhanh giải độc trên người cậu ấy, có việc tìm tôi là được. Cha Mạc Phàm chỉ A Hào, cao giọng nói. Cha của Mạc Phàm. Người đàn ông nhướng mày, gương mặt giấu dưới mũ lộ ra chút bất ngờ và vui vẻ. Anh ta vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này phải phí khí lực rất lớn. Nhưng ai mà ngờ gặp được người họ Mạc là cha Mạc Phàm, thuận lợi hơn anh ta dự đoán rất nhiều. Nếu chỉ là lái xe nhà ông, một người hầu, quản sống chết của cậu ta làm gì, chết rồi thì tìm người khác là được,
ông vẫn nên suy xét đến sống chết của các người thì hơn. Người đàn ông khinh thường nói. Một người hầu mà thôi, có cần quan tâm như vậy không? Công việc lái xe này, muốn bao nhiêu mà chẳng được. Cậu! Tay cha Mạc Phàm nắm chặt lại, kêu răng rắc. Lông mày lão mẹ Mạc Phàm cau chặt, trên mặt hiện lên lo lắng. Chú nhanh giải độc trên người chú A Hào ngay, đợi anh tôi đến đây, chắc chắn sẽ khiến chú đẹp mặt. Giọng nói của Tiểu Vũ non nớt, tức giận nói. Tiểu nha đầu, các người đã để ý đến sống chết của một hạ nhân như vậy, thế này đi, chỉ cần các người ném pháp khí trên người đi, tôi sẽ giải độc trên người tên hạ nhân này, thế nào? Người đàn ông nhíu mày, cười khinh thường nói. Pháp khí trên người ba người này hơi phiền phức, nếu bọn họ đồng ý ném pháp khí vì một hạ nhân, anh ta không ngại chém một tay A Hào, còn có thể giải được độc hay không anh ta không biết. Mạc lão tiên sinh, ông đừng nghe anh ta, Mạc tiên sinh sẽ đến nhanh thôi, đừng trúng kế của anh ta. A Hào nghiến răng, cố nén đau nhức toàn thân, nhắc nhở. Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhìn A Hào, vẻ mặt do dự. Chỉ trong phút chốc ông đã có quyết định, rời mắt nhìn người đàn ông kia. Chỉ cần cậu giải độc trên người A Hào, tôi có thể ném pháp khí đi, đi cùng cậu, nhưng cậu phải nói tên mình ra trước. Ông không biết quá nhiều đạo lý lớn, nhưng vẫn biết lúc con người còn sống, phải không thẹn với lương tâm. Bởi vì Mạc gia bọn họ, trơ mắt nhìn A Hào trúng độc mất mạng, ông không làm được. Con trai Mạc Phàm của ông có nói cho ông, cậu ta giết trưởng lão và hộ pháp của Vu Thần giáo, còn trộm bảo vật của Vu Thần giáo chúng tôi không, tôi là tới đòi nợ. Vu Thần giáo. Nghe thấy ba chữ đó, sắc mặt cha Mạc Phàm, lão mẹ Mạc Phàm và A Hào thay đổi. Lão mẹ Mạc Phàm là người Tưởng gia, biết tông phái, thế gia Hoa Hạ là nhiệm vụ không thể thiếu. Vu Thần giáo là tà phái lấy người sống tế tự, tất nhiên bà biết. A Hào xuất thân là bộ đội đặc chủng, từng tham gia vây quét Vu Thần giáo, tất nhiên cũng biết. Cậu là người của Vu Thần giáo. Ánh mắt cha Mạc Phàm phát lạnh. Lúc trước khi ông tham gia quân ngũ, có một lần chấp hành nhiệm vụ, nhìn thấy một người mặc trang phục dị tộc, ôm hai cô bé đang khóc to chạy đi. Bọn họ cảm thấy khả nghi liền đuổi theo, sau khi bọn họ nổ súng, người kia không chỉ không dừng lại, trái lại chạy nhanh hơn, còn kêu to. Vu Thần giáo làm việc, phàm nhân cút ngay. Dưới tình thế cấp bách, hai chiến hữu của ông nổ súng bắn chết người này, cứu được hai cô bé kia, còn tìm được lệnh bài Vu Thần giáo trên người tên này. Nhưng chuyện này qua đi không lâu, hai chiến sĩ kia chết không lý do. Một người bị treo ở cửa đại viện bộ đội, một người bị chó quân đội anh ta nuôi ăn tươi nuốt sống. Hai bé gái kia cũng mất tích không thấy. Vì chuyện này, ông ta tìm thủ trưởng báo cáo nhiều lần. Nhưng thủ trưởng im miệng không nói chuyện này, bảo ông không được nói với bất luận kẻ nào. Chuyện này ẩn giấu trong lòng ông ta sắp 20 năm, đến bây giờ thỉnh thoảng ông ta vẫn nằm mơ. Một khắc trước hai chiến hữu này còn tranh một cái chân gà và điếu thuốc với ông, ầm ĩ chết đi được. Ngay sau đó một người bị treo ở cửa bộ đội, một người bị chó quân đội anh ta nuôi gặm còn xương máu. Ba chữ Vu Thần giáo, ông chưa từng quên, còn từng vụng trộm điều tra. Vu Thần giáo, là một trong những tà phái cổ xưa nhất của Hoa Hạ. Ông biết Vu Thần giáo chúng tôi à, nếu biết còn không nhanh đi theo tôi một chuyến. Người đàn ông hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói. Tôi đã biết từ 20 năm trước, một tông phái đáng chết, tiểu phàm con tôi giết bọn họ, giết rất khá, các người nên bị diệt phái. Cha Mạc Phàm nghiến răng cười nói, giống như kìm nén tức giận 20 năm, bùng nổ mạnh ra. Cha Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt người đàn ông kia dữ dằn hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.